6 loại đại hoang ấn thức tỉnh, năng lượng kinh khủng lao nhanh trong cơ thể của bọn hắn, trùng kích hài cốt, chấn động cả huyết nhục, càng đảo loạn đến năng lượng toàn thân. Năng lượng khủng bố lại bá đạo, cơ hồ muốn hủy chọn bọn hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cự ma trong cơ thể Tịch Nhan dẫn đầu ngăn chặn đại hoang u linh ấn, ngay sau đó tiểu thế giới, trong cơ thể Dạ An Nhiên thành công khống chế thủ thiên ấn. Hai đại hạch tâm pháp vững chắc, thành công sâu chuỗi 4 loại pháp ấn khác, sinh ra cảm ứng vừa mãnh liệt vừa thần bí. Sau đó, sông lớn sôi trào, sóng lớn ngập trời, vách núi sụp đổ, thổ triều bạo động. Năng lượng tự nhiên giữa thiên địa từ 4 phương 8 hướng tụ đến, liên tục không ngừng, thanh thế to lớn. Khi bọn người Hàn Văn Hoán còn đang chấn kinh với mọi thứ trước mắt, năng lượng hỗn loạn đã tạo thành bình chướng bao phủ phạm vi hơn 2.000 mét. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Tiêu Phượng Ngô, Khương Phàm, phân tán 4 cái phương vị, cường quang hừng hực trên trán. Đại hoang ấn trong khí hải oanh minh, toàn thân bọn họ đều tràn ngập năng lượng mãnh liệt, hình thành vòng xoáy thật lớn, dẫn dắt kim nguyên lực, thủy nguyên lực, thổ nguyên lực, hỏa nguyên lực giữa thiên địa tụ đến. Dạ An Nhiên, Tịch Nhan ngồi xếp bằng ở giữa không trung, dẫn dắt đến pháp trận đang lắc lư kịch liệt, khống chế thân thể của bọn người Khương Phàm. Mặc dù thiếu khuyết đại hoang diễn thiên ấn, không thể nào dẫn dắt mộc nguyên lực, nhưng đại hoang tù thiên trận vẫn được tạo thành không thể tưởng tượng nổi. Uy lực còn vượt qua những gì bọn hắn mong muốn. Tình huống này là như thế nào? Bọn hắn đang bày trận sao? Chết tiệt, đều thất thần làm gì, chạy đi. Đám người Hàn Văn Hoán liên tiếp giật mình tỉnh lại, muốn xông lên vách núi chạy khỏi nơi đó. Nhưng, Dạ An Nhiên khống chế vòng xoáy năng lượng xung quanh bọn người Cơ Lăng Huyên lại, tựa như dẫn dắt năng lượng từ trong thân thể mình, nhẹ nhõm tùy ý, các hệ năng lượng liên tục bay lên không, cuồn cuộn như thủy triều, mãnh liệt hội tụ. Một người năng lượng khổng lồ ầm vang thành hình. Lấy kim là xương, thủy là máu, thổ là thịt, liệt diễm là hồn. Cao tới 100 mét, nguy nga hùng tráng, khí thế kinh người, nó như cự linh được tự nhiên thai nghén, toàn thân cuồn cuộn năng lượng, cường quang loạn tung tóe, cùng sơn hà cây rừng xung quanh cộng minh. Ngay sau đó, người khổng lồ thứ hai, người khổng lồ thứ ba, người khổng lồ thứ tư, người khổng lồ thứ năm, từ trong năng lượng bạo động ngưng tụ ra. Một tiếng gầm rung động non sông, rung động đến cả lòng người. Đám người Hàn Văn Hoán mặt mũi trắng bệch, cái này. Phụ mẫu nó, đây là võ pháp gì? Giết! Dạ An Nhiên ra lệnh một tiếng, năm cự linh tự nhiên mang theo năng lượng sôi trào, lao đến bọn người Hàn Văn Hoán. Kim hầu bay lên không, rơi xuống bên trên một cự linh, cầm lấy đồ đằng trụ bạo kích về phía trước. Đao hoàng nhanh như điện chớp bao quanh một cự linh khác, liệt diễm dâng trào, vung lên tàn đao. Oanh kích cường giả ly hỏa thánh địa. Hàn Ngạo Trấn mở hai cánh, hóa thân thành rực long hắc ám, nhấc lên cương khí mãnh liệt, phối hợp với một cự linh. Chúng ta không thể nào thua được, giết cho ta, ai dám lại dùng ngọc thạch, đừng trách Hàn Văn Hoán ta vô tình. Hàn Văn Hoán cao giọng quát tháo. Một đệ tử linh nguyên cảnh cửu trọng thiên hệ mộc rơi xuống đến trên vách đá, khống chế cây rừng phía sau, nhấc lên dây leo vô tận như chiều cường. Bốn đệ tử linh nguyên cảnh bát trọng thiên cũng đều cắn răng giết qua, chính diện ngạnh kháng cự linh tự nhiên. Trong lúc hỗn chiến đang bộc phát, Khương Phàm cưỡng ép rời khỏi đại hoang tù thiên trận, thừa dịp hỗn loạn lao đến Hàn Văn Hoán. Hàn sư huynh, lui đến phía sau ta. Đệ tử cửu trọng thiên hệ mộc phát hiện Khương Phàm, lập tức nhấc lên chiều cường, dây leo, trà cây cuồng kích trời cao. Nhưng, hai cự linh tự nhiên được Dạ An Nhiên khống chế, cưỡng ép đánh bay hai đối thủ dây dưa. Lao đến phía trước, phối hợp cự linh tự nhiên trước mặt đệ tử hệ mộc, vung lên trọng quyền năng lượng, hung hãn đánh xuống. Khí tức ngũ hành khuấy động, uy lực tự nhiên sôi trào. Dây leo hỗn loạn bị đánh tan, vách núi nguy nga ầm ầm sụp đổ. Đệ tử mộc hệ kêu thảm, rơi xuống con sông đang lao nhanh. Khương Phàm, một tên thất trọng thiên như ngươi, ở đâu ra dũng khí khiêu chiến ta? Hàn Văn Hoán đứng tại vách đá rách dưới, tế ra một tòa thú văn đỉnh khổng lồ. Nhìn như núi cao, lại trải rộng thú văn. Sau khi yêu hỏa ba màu rót vào trong đó, đỉnh lộ oanh minh, cường quang nở rộ, thú văn ở mặt ngoài giống như mãnh thú được thức tỉnh, phát ra tiếng gào thét thật lớn, thanh chấn cả chiến trường. Khương Phàm không hề sợ hãi, hắn vẫn lao đến đỉnh lô. Đến đây, xem ngươi chết như thế nào. Hàn Văn Hoán là luyện đan sư tôn quý, rất ít khi phát cuồng nổi giận, giờ phút này lại đang phun trào lên chiến ý chưa bao giờ có. Tam sắc tước trong khí hải vỗ cánh gáy to, khuấy động năng lượng cuồn cuộn lướt qua kinh mạch,
hóa thành ba con yêu hỏa mãnh liệt lao ra, trùng kích đỉnh lô. Đỉnh lô oanh minh, thú văn phát cuồng, sôi trào lên vô tận liệt diễm, giống như là thú triều lao nhanh, phóng tới Khương Phàm. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh đột nhiên xuất hiện, thế như thiên nhạc ngàn ngọn núi uy chấn toàn trường, nắp đỉnh rộng mở, liệt diễm mãnh liệt hung hăng chụp vào trong. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh xuất hiện trong chốc lát, xa xa, tia sáng thú văn đỉnh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, ngay cả liệt diễm mãnh liệt cũng đều trở nên hỗn loạn. Thú văn đỉnh này mặc dù có lai lịch phi phàm, uy thế cường đại, nhưng đối mặt với Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh, tựa như thần dân đột nhiên đứng ở trước mặt thần hoàng, trong nháy mắt đã bị áp chế. Đây là đỉnh lô gì? Hàn Văn Hoán khó có thể tin nổi, hắn chưa từng cảm nhận qua uy thế nào như vậy, chưa từng thấy đỉnh lô như thế này. Ngươi là đang ngẩn người sao? Khương Phàm cuồng dã giết tới, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh hung hăng va chạm thú văn đỉnh, cùng với tiếng vang to lớn, thú văn đỉnh đã sụp đổ, bắn nổ chiều dâng giống như núi lửa phun trào, đánh bay Hàn Văn Hoán còn đang đắm chìm trong khiếp sợ. Hàn Văn Hoán bị tạc máu me đầm đìa, liên tiếp nảy trên mặt đất, cuối cùng bị nện ở trên ngọn núi cao phía sau. Khương Phàm huy động hai cánh thánh viêm, lướt qua liệt diễm hỗn loạn, đuổi giết Hàn Văn Hoán. Chu Tước trong khí hải gáy to, toàn thân tràn ngập lệ khí, cường thịnh lên khí thế của Khương Phàm, kích thích đến tam sắc tước trong khí hải Hàn Văn Hoán hơn. Hàn Văn Hoán đang muốn đứng lên phóng thích liệt diễm, lập tức phát hiện tam sắc tước trong khí hải không đúng lắm. Không còn cao ngạo như bình thường, cũng không có sinh động bình thường, cứ vậy mà mở đi tia sáng, thu liễm hai cánh. Ta không sợ ngươi. Hàn Văn Hoán nổi giận, cưỡng ép kích thích tam sắc tước linh nguyên, nhấc lên mênh mông liệt diễm, phóng thích về phía không trung. Khương Phàm nhanh chóng bay lên, tránh né liệt diễm cường thịnh, nhanh chóng tới gần Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán điên cuồng phóng thích liệt diễm, làm thế nào cũng đều không đánh trúng Khương Phàm được. Khương Phàm thành công giết tới, thú văn trong ý thức hải liên tiếp thức tỉnh, trùng kích linh văn. Nương theo thánh viêm mãnh liệt, số lượng lớn mãnh thú gào thét thành hình, theo Khương Phàm đánh về phía Hàn Văn Hoán. Mặc dù hai người có chênh lệch hai trọng thiên nhưng Hàn Văn Hoán chưa từng trải qua tình cảnh nào như thế này, càng không có kinh nghiệm ứng đối, hắn cứ vậy mà luống cuống, sợ hãi, không phải không phản kích, mà là không quan tâm gì cả, cứ phóng thích yêu hỏa ba màu, hội tụ thành hai cánh, ngưng tụ thành chiến y, điên cuồng trốn đến không trung. Khương Phàm theo sát giết tới, trùng kích mãnh liệt. Hàn Văn Hoán càng đánh càng loạn, càng đánh chật vật, mấy hiệp ngắn ngủi liền bị áp chế toàn diện. Khương Phàm, hắn là luyện đan sư, người quá khi dễ người khác rồi. Các đệ tử ly hỏa phía dưới đều nhìn không được mà tức giận hô to, nhưng cũng vô lực cứu vớt, đều bị cự linh tự nhiên trước mặt đánh gần như sụp đổ, đau khổ dẫy giụa. Các đệ tử đại diễn thánh địa liên tiếp chạy tới nơi này, xa xa nhìn thấy chiến trường hỗn loạn đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Khương Phàm đang giao thủ cùng Hàn Văn Hoán. Hắn thật đúng là điên cuồng, cũng dám lấy cảnh giới tầng 7 nghênh kích cửu trọng thiên. Hàn Văn Hoán lại bị đè lại. Thánh phẩm thú linh văn, quá mất mặt. Đây là pháp trận sao? Hình như đang xé rách năng lượng tự nhiên giữa thiên địa. Bên trong đó là cái gì? Nhanh nhanh nhanh, nhìn đi, 5 người năng lượng khổng lồ. Tình huống đây là như thế nào, ai có thể giải thích không? Bọn hắn chấn kinh, thậm chí cảm thấy e ngại, trong vô hồi thánh địa đều là yêu nghiệt gì vậy chứ? A, à, tay chân Khương Phàm phồng lên, mênh mông lực lượng lao nhanh ở bên trong, hai cánh phía sau mở rộng gấp hai lần, Chu Tước thánh viêm nhanh chóng tăng vọt trong móng vuốt, vờn quanh ở hai tay hai chân. Hung uy kinh khủng khuấy động chiến trường, trùng kích không gian. Chu Tước bác thiên thuật. Khương Phàm giống như một con Chu Tước hung tàn dương cánh gáy to, đánh tung qua phía Hàn Văn Hoán. Đây là khí tức gì? Tô Triệt xoay quanh không trung sắc mặt hơi biến đổi. Ngay cả kim bằng ở dưới thân cũng đều phát ra một tiếng gáy to hồi hộp. Rốt cuộc linh nguyên của hắn là gì? Vẻ mặt Tô Lăng trở nên nghiêm trọng, đột nhiên thả ra khí tức vậy mà để nàng đều cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng nàng chính là Thôn Thiên Mãng, là Xích Lân Thôn Thiên Mãng. Liền xem như kim bằng khắc tinh với xà mãng nhưng ở trước mặt nàng cũng không dám làm càn. Vậy mà Khương Phàm lại có thể làm cho nàng khẩn trương. Khương Phàm, ta cũng có luyện qua võ pháp. Thú viêm thiên luân. Hàn Văn Hoán tái nhợt sắc mặt, tam sắc tước trong khí hải giống như đang gào thét thê lương, nhưng hắn vẫn điên cuồng thôi động linh lực, tạo thành một bảo luân khổng lồ ở trước mặt. Ba con yêu hỏa bao quanh bảo luân, tràn ngập nhiệt độ cao kinh người, càng có phần chấn áp dân chúng hơn, có uy thế phần thiên diệt địa to lớn hơn. Đây là thánh pháp,
thánh pháp ly hỏa thánh địa chuẩn bị cho hắn. Mặc dù bình thường không nghiên cứu bao nhiêu, chỉ là chuyên tâm luyện đan. Nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm này, hắn vẫn toàn lực phóng thích ra ngoài. Thú viêm bảo luân vô cùng to lớn, oanh minh ù ù, ba con yêu hỏa bay lên giống như ba con thiên tước đang vần quanh. Uy thế kinh người, không đánh mất Giang Xưng thánh pháp. Ầm ầm, bảo luân mang theo uy lực trấn áp giáng lâm. Khương Phàm lao tới, va chạm kịch liệt, kinh thiên động địa, hai loại liệt diễm hủy diệt lẫn nhau. Khương Phàm đã bị bao phủ. Liệt diễm cửu trọng thiên, cuối cùng nhiệt độ và uy thế vẫn mạnh hơn hắn quá nhiều. Thái dương chiến y vỡ nát, da thịt toàn thân bị xé rách, bộ dáng Khương Phàm cơ hồ vô cùng thê thảm, ngay cả máu thịt trên mặt đều bị thiêu nát, lộ ra thiên diện quỷ bên trong. Tốt! Hàn Văn Hoán cuồng dã giống to, toàn thân sôi trào nhiệt huyết, thì ra chiến đấu so với luyện đan cũng rất kích thích. Nhưng, trong liệt diễm đầy trời, trong lúc bạo động hỗn loạn, Khương Phàm cường thế ổn định thân thể rách dưới, huy động hai cánh bay thẳng lên trời, lao đến trước mặt Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán đang kích động, một bóng người đột nhiên xông ra khỏi liệt diễm trước mặt, bộ dáng máu thịt be bét để trong lòng hắn cuồng loạn. Muốn chết sao? Hàn Văn Hoán lại nhấc lên liệt diễm, liên tiếp đánh trả, từng trưởng ấn to như phòng ốc, cuồng dã đánh xuống tới Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng bay lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, năm cái chớp nháy đã xuất hiện ở trước mặt Hàn Văn Hoán. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Phàm nghiền ép tiềm lực, tứ chi phun trào lên lệ khí kinh khủng, hóa thân thành thiên chu tước, lấy tình thế kinh khủng nhào về phía Hàn Văn Hoán. Hàn Văn Hoán cực lực muốn phóng thích võ pháp càng mạnh hơn, nhưng bởi vì thiếu kinh nghiệm, cuối cùng phản ứng vẫn chậm một chút. Oanh! Khương Phàm đã lao tới, Bác Thiên Thuật được phóng thích toàn diện, một tiếng vang thật lớn, như núi lửa hoang cổ bộc phát, thánh viêm cuồn cuộn trăm mét trên không trung va chạm đại hoang tù thiên trận. Hàn Văn Hoán vỡ nát tứ chi, ngay cả ngọc thạch trước ngực đều bị hủy diệt. Hàn sư huynh, các cường giả ly hỏa thánh địa phía dưới kinh hồn kêu to. Nhưng, đang đối mặt với cự linh tự nhiên tấn công mạnh, bọn hắn sao có thể phân thần bận tâm người khác. Nương theo oanh minh thảm liệt, bốn người liên tiếp tan tác, lâm vào tuyệt cảnh, không thể không kích hoạt ngọc thạch, biến mất tại chỗ. Hàn sư huynh, chạy tới chỗ ta đây. Đệ tử Mộc Linh Văn cửu trọng thiên điên cuồng phóng thích dây leo. Vòng quanh mình phóng tới không trung. Nhưng bốn cự linh tự nhiên đã liên tiếp giết tới, mang theo trọng quyền năng lượng, cùng uy lực thiên địa cộng minh, cuồng dã ngăn cản. Sư huynh, trốn đi. Đệ tử cửu trọng thiên hét lớn, kịch liệt đánh ra một ánh sáng màu xanh, xuyên thủng vài trăm mét chiến trường, thẳng đến không trung. Ánh sáng màu xanh nở rộ, hóa thành dây leo tươi tốt, hình thành kén cây khổng lồ. Hàn Văn Hoán kêu thảm lao vùn vụt, muốn chạy trốn vào bên trong kén cây. Nhưng, rầm rầm, xiềng xích xông ngang, kịch liệt trùng kích, khi hắn thấy đã sắp xông vào trong dây leo được rồi, thì trước một khắc, hắn đã bị kéo chặt lấy. Cứu ta nhận thua. Hàn Văn Hoán kêu lên đầy thê lương thảm thiết, hướng về không trung cầu cứu. Tất cả cao ngạo, tất cả quật cường đều tan thành mây khói. Hắn đã sợ hãi. Hơn 10 cường giả đại diễn thánh địa đã chạy tới nơi này, cưỡi mãnh cầm rung động nhìn một màn phía dưới. Nhưng không có ai nhúng tay. Thả hắn, chúng ta chỉ còn hai người, chúng ta đã thua rồi, đừng đánh nữa. Đệ tử cửu trọng thiên tức giận gào thét, muốn đi cứu người, nhưng lại bị năm cự linh tự nhiên bao bọc vây quanh, đảo mắt đã bao phủ các loại thế công. Hàn sư huynh, ngọc thạch ngươi đâu, nhận thua đi. Đệ tử cửu trọng thiên không kiên trì nổi, nếu không trốn chạy nữa, mình cũng sẽ phải chết. Hắn phát ra tiếng gào thét sau cùng, quả quyết kích hoạt ngọc thạch. Biến mất tại chỗ. Chúng ta thua, chúng ta nhận thua. Ngọc thạch của Hàn Văn Hoán đã bị tạc nát, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, hoàn toàn đánh mất dục vọng chiến đấu, hắn sợ hãi kêu thảm, kêu rên kịch liệt. Khương Phàm lại không để lọt vào mắt, dắt xiềng xích kéo hắn xuống tới. Móng vuốt sắc bén hung hăng chụp về phía đầu Hàn Văn Hoán. A! À, Hàn Văn Hoán hoảng sợ thét lên, thân thể rách dưới giãy giụa kịch liệt. Toàn thân Khương Phàm be bét máu thịt, gương mặt dữ tợn, thôi động đại diệu thiên kinh điên cuồng thôn phệ linh lực của Hàn Văn Hoán, bao gồm cả tam sắc tước linh nguyên trong khí hải. Bộ nội tu công quyết đại diệu thiên kinh này hoàn toàn là nguyên bộ cùng chu tước linh nguyên, không chỉ có thể cải thiện thể chất, còn có thể cướp đoạt thánh viêm. Hắn đang làm gì? Hình như đang hấp thu năng lượng của Hàn Văn Hoán. Đây là hấp thu năng lượng. Cái này, phụ mẫu nó, đây là đang thôn phệ linh nguyên của tên kia.
Các cường giả đại diễn thánh địa chiếm cứ ở trên không, khiếp sợ nhìn hình ảnh phía dưới. Ngay cả Tô Triệt cũng hơi nhíu mày, quá độc ác. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn thánh viêm, mơ hồ hình thành chu tước dương cánh, không thấy rõ cụ thể bộ dáng, nhưng lại có thể cảm nhận được lệ khí đáng sợ. Loàn thân liệt diễm Hàn Văn Hoán không ngừng liên tục phóng tới không trung, cũng hiển hóa ra hình dáng tam sắc tước, bị thú ảnh Khương Phàm kia quay quanh, tàn nhẫn thôn phệ. Rốt cuộc hắn là linh nguyên gì? Sao hắn có thể săn bắt linh nguyên của người khác? Tô Lăng lại cảm nhận được cái phần khí tức để cho nàng khẩn trương, đối với linh nguyên của Khương Phàm lại càng thêm tò mò. Trưởng lão đại diễn thánh địa giáng lâm, cao giọng tuyên bố. Trận chiến này kết thúc, ly hỏa thánh địa, thất bại. Khương Phàm lại không hề hay biết, tiếp tục thôn phệ Hàn Văn Hoán. Dừng tay. Sắc mặt đại diễn trưởng lão đột nhiên lạnh, phất tay đánh ra một tấm lụa năng lượng. Mặc dù chỉ là một kích, không bằng một phần một triệu năng lực của hắn, nhưng cũng dư để đẩy lui linh nguyên cảnh Khương Phàm. Nhưng, cường quang phun trào trước mặt Khương Phàm, cửu hoàng luyện thiên đỉnh ầm vang xuất hiện, ngạnh kháng tấm lụa kia. Ầm ầm, tiếng vang rung trời, dãy núi lay động. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh ngạnh kháng chống đỡ năng lượng, gào thét lên đánh tới hướng Khương Phàm. Khương Phàm như bị sét đánh bay ra ngoài, toàn thân vẩy ra máu tươi, nhưng móng vuốt tứ chi vẫn gắt gao nắm lấy Hàn Văn Hoán. Khi bọn hắn rơi xuống dưới phế tích vài trăm mét, một khắc này, Hàn Văn Hoán đã im bặt, tam sắc tước trong khí hải đã hoàn toàn tiến vào thân thể Khương Phàm. Chu tước trong khí hải gáy to, thôn phệ tam sắc tước, cưỡng ép xung hợp. Đại diễn trưởng lão muốn ngăn lại nhưng đã tới đã không kịp. Khương Phàm nằm trong phế tích, toàn thân phun trào huyết khí, thúc giục đại diệu thiên kinh tái tạo mạch máu, chữa trị huyết nhục. Dạ An Nhiên và bọn người Tiêu Phượng Mô tản đại hoang tù thiên trận ra, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, khí tức lộn xộn, thể hiện đau đớn. Lần đầu tiên thi triển, hiệu quả rất không tệ, nhưng quá hỗn loạn, hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gọi là hình dáng tiểu thế giới, mà đối với mỗi người đều tạo thành thương tích. Mặc kệ là trên thân thể hay là trên linh hồn. Hàn Văn Hoán chết rồi. Bị ăn tươi. Các đệ tử đại diễn thánh địa nhìn Hàn Văn Hoán bên cạnh Khương Phàm không có động tĩnh, thể hiện biểu cảm quái dị, trong lòng càng rung động. Hàn Ngạo từ trong phế tích tìm được chiếc nhẫn Hàn Văn Hoán đánh rơi, sau khi nhỏ máu nhận chủ, từ bên trong đã tìm được, Bồ Đề Dương Linh Đan, mong đợi, hướng về đám người hô to, Bồ Đề Dương Linh Đan, thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Đại diễn trưởng lão lắc đầu than nhẹ, biến mất tại chỗ. Tất cả thánh chủ tụ tập nơi, các đệ tử ly hỏa liên tiếp trở về đang lo lắng chờ đợi tin tức. Hàn Văn Hoán đâu? Đại diễn trưởng lão vừa trở về, bọn hắn cùng nhau sững sờ. Người đâu, vì sao không mang về đến? Hàn Văn Hoán, đã chết. Chết rồi, làm sao lại chết, không phải ngài đã đi qua sao? Vì sao ngài không ngăn cản? Các đệ tử ly hỏa giận dữ mắng mỏ. Xảy ra chuyện gì? Ly hỏa thánh chủ chau mày, đè nén cuồn cuộn lửa giận trong lồng ngực. Ta không quá rõ ràng, nhưng hắn giống như đã bị Khương Phàm ăn. Ăn, nói rõ ràng. Linh nguyên của hắn bị Khương Phàm ăn. Trong lòng ly hỏa thánh chủ và bọn người Đường Thiết Bình hơi hồi hộp một chút. Tên điên này vậy mà lại dám ở đại diễn thánh địa công nhiên nuốt linh nguyên. Giống Diêm Lâu lúc trước như thế sao? Đại diễn thánh chủ, hồn thiên thánh chủ. Cùng linh kiếp thánh chủ đều cùng Túc lão mình trao đổi ánh mắt kinh nghi, còn có thể nuốt linh nguyên. Đứa nhỏ này quả nhiên tàn nhẫn. Vô hồi thánh chủ, đây là tranh tài, tại sao lại phải sát sinh? Ly hỏa thánh chủ chất vấn vô hồi thánh chủ, cực lực khống chế lửa giận, nhưng thanh âm vẫn mang theo rung động rõ ràng. Ngươi thật không rõ, hay là giả bộ hồ đồ? Thời điểm đại diễn thánh chủ đến ly hỏa thánh địa điều giải, ta nói muốn viên Bồ Đề Dương Linh Đan là có thể giải quyết. Ngươi nhất định phải nói cử hành thi đấu săn giết. Chính ngươi định tên, săn giết. Ta nói chính là tranh tài. Tranh tài săn giết. Vô hồi thánh chủ cười nhạt một tiếng. Đừng trừng mắt với ta như thế, nếu như đệ tử của ta rơi xuống trên tay các ngươi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi không nên tức giận bọn chúng ta sát sinh, mà là các ngươi vô năng. Đường Thiết Bình giận dữ. Là ngươi phá hư hòa bình giữa thánh địa Nam Bộ. Vô hồi thánh chủ, Ngụy Thiên Thu. Hoắc Thiên Túng cũng hơi ngưng mi, ánh mắt tiếp cận hắn. Lặp lại lần nữa. Đường Thiết Bình chỉ vào bọn hắn tức giận la mắng. Vô hồi thánh địa các ngươi tại phá hư hòa bình liên minh thánh địa Nam Bộ. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Ha ha, ha ha, ha ha, cẩu vật, ngươi lại nói một lần cho lão nương,
là ai đã phá hư hòa bình Nam Bộ? Là ngươi. Nói tiếp, nói, ngươi. Nếu như ngươi thật không nguyện ý muốn ra mặt, hôm nay ta giúp ngươi lột xuống. Sắc mặt Vô Hồi Thánh Chủ trở nên dữ tợn, lửa giận như thủy triều, trấn trụ Đường Thiết Bình. Ngay cả Đại Diễn Thánh Chủ đều âm thầm nghiêm nghị, nữ tử này nếu điên lên thì thật là đáng sợ. Một đám súc sinh, cẩu vật không biết xấu hổ, thời điểm Đại Hoang Thánh Địa bị nuốt hết, các ngươi có nghĩ đến hòa bình Nam Bộ rồi. Thời điểm Vô Hồi ta đau khổ cầu khẩn, các ngươi bận tâm hòa bình Nam Bộ rồi. Lúc đan dược truyền kỳ xuất hiện tại La Phù, đó chính là tài nguyên La Phù. Đường Thiết Bình ngươi không chào hỏi, một đao bổ Thiên Sư Tông, tên khốn kiếp nhà ngươi đã bận tâm hòa bình Nam Bộ rồi. Ta dìm nước Hoang Mãng Nguyên, chỉ là cảnh cáo, một trận lũ lụt mà thôi, muốn mệnh các ngươi rồi. Vậy mà đám hỗn trướng các ngươi muốn đi đến Đại Hoang dẫn bạo vực sâu, nếu như không phải chúng ta liều mạng ngăn cản, một khi Đại Hoang mất khống chế, hắc ám nuốt hết La Phù, xâm nhập Tân Hải, sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Các ngươi, đã bận tâm hòa bình Nam Bộ. Vô Hồi Thánh Chủ càng nói càng tức, âm thanh sắc nhọn, lửa giận cuồn cuộn, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường, rất nhiều trưởng lão đều không chịu nổi uy thế, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Ly Hỏa Thánh Chủ trợn mắt nhìn, lại mấy lần há mồm đều nói không nói ra lời. Ly Hỏa Thánh Chủ, ngươi nghe kỹ cho ta, bản Thánh Chủ đồng ý đến Tây Bộ, không phải đến cùng ngươi hòa giải. Ta chính là tới giết người, giết ngươi, giết toàn bộ các ngươi. Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi núp ở trong mai rùa, ta không thể nào bắt các ngươi, vậy mà các ngươi lại tự mình chạy ra ngoài, muốn chết. Tìm chết, Vĩnh Hằng Thánh Sơn sắp mở ra, nếu các ngươi dám đi đến, ta có thể cam đoan các ngươi đừng mơ có ai sống sót leo ra. Thời điểm ngươi sinh ra ý nghĩ hủy diệt Đại Hoang kia, ngươi chính là kẻ địch không chết không thôi của Vô Hồi Thánh Địa rồi. Thời điểm ngươi làm ra quyết định hủy diệt Đại Hoang này, ngươi chính là ác nhân lớn nhất toàn bộ trăm vạn giảm Sơn Hà Nam Bộ. Việc này kết thúc, ta phải bắt ngươi đi Thương Huyền Tổ Sơn, lễ bái Tiên Tổ Thánh Địa. Xin mời bốn đại thánh địa trung ương chứng kiến, tước đoạt tư cách tôn chủ Ly Hỏa Thánh Địa ngươi, tước đoạt tư cách thánh địa của Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi. Lão già, ngươi xong rồi. Vỉnh tai nghe cho kỹ đây, ngươi xong rồi, Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi, xong rồi. Vô Hồi Thánh Chủ càng lúc càng gào thét dữ tợn, càng lúc càng kinh khủng, khí thế, cùng dưới sự tức giận quát tháo đã chấn nhiếp toàn trường, vô số người đều kinh hồn biến sắc. Nàng muốn làm gì? Trèo lên Thương Huyền Tổ Sơn, lễ bái Tiên Tổ Thánh Địa. Nàng muốn, tước đoạt tư cách Thánh Địa của Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi, Ly Hỏa Thánh Chủ lộn xộn khí tức, hô hấp thô trọng, chỉ vào Vô Hồi Thánh Chủ lại nói không ra nửa câu. Vô Hồi Thánh Chủ, bớt giận. Linh Kiếp Thánh Chủ ho nhẹ một tiếng, đang muốn ra tay khuyên can. Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên hét to một tiếng, Hoắc Thiên Túng. Ngụy Thiên Thu, có. Hoắc Thiên Túng, Ngụy Thiên Thu ôm quyền quát chói tai. Bắt lại cho ta. Lĩnh mệnh. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng cưỡng ép giải trừ phong ấn, cảnh giới ở trong chớp mắt đã đột phá giữa sơ giai cùng trung giai, lên tới niết bàn cảnh tứ trọng thiên, bổ nhào qua phía Đường Thiết Bình cùng điện chủ Xích Diễm Điện. Đồng thời Vô Hồi Thánh Chủ cũng ra tay, lao đến Ly Hỏa Thánh Chủ. Các ngươi muốn làm gì? Hồn Thiên Thánh Chủ, Linh Kiếp Thánh Chủ kinh sợ hét lớn. Đại Diễn Thánh Chủ đều đột nhiên biến sắc, dừng tay. Ai dám nhúng tay, giết. Không, tha. Vô Hồi Thánh Chủ tăng vọt khí thế, đỉnh phá lục trọng thiên, bước vào thất trọng thiên, giết qua Ly Hỏa Thánh Chủ đang khiếp sợ. Điên rồi, điên rồi. Linh Kiếp Thánh Chủ, Hồn Thiên Thánh Chủ. Lập tức cuốn đi đến dưới trướng các trưởng lão, chật vật lui đến phương xa. Bọn hắn trắng bệch sắc mặt, khó có thể tin được. Nữ tử này thật là điên rồi sao? Dám ở Đại Diễn Thánh Địa trực tiếp truy nã chủ nhân Thánh Địa. Đột nhiên bộc phát trận ác chiến kịch liệt này đã dẫn bạo cổ thành, hỗn loạn dãy núi. Uy thế kinh khủng khuấy động hơn trăm dặm dãy núi, đại địa vỡ nát, rừng rậm chôn vùi, trùng kích mấy trăm dặm. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Khương Phàm xông lên núi cao, khiếp sợ nhìn qua phương xa. Bọn người Tô Triệt cũng ngưng mi nhìn ra xa, muốn xông tới, lại sợ hãi lay động khủng bố ở xa xa. Đối mặt với bọn người Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên phát cuồng, đám người Ly Hỏa Thánh Chủ thực sự chống đỡ không được, rất nhanh đã bị thô lỗ bắt lấy. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi nhất định phải náo bây giờ sao? Linh Kiếp Thánh Chủ rất bất đắc dĩ lại khiếp sợ, con mụ điên này đã là thất trọng thiên rồi. Thành thật một chút cho ta.
Vô hồi thánh chủ gắt gao trấn áp ly hỏa thánh chủ, xung quanh cuồn cuộn lỗ đen, không ngừng liên tục cướp đoạt linh lực trong thân thể của hắn. Nàng vẫn một mực đè nén tức giận, kế hoạch đợi đến sau khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc mới bắt lấy ly hỏa thánh chủ, nhưng Đường Thiết Bình không biết sống chết, nhất định phải kích thích nàng. Đại diễn thánh chủ, cứu ta, là ngươi mời chúng ta tới, ngươi phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Ly hỏa thánh chủ cảm nhận được năng lượng toàn thân đang kịch liệt biến mất, rốt cuộc cũng luống cuống. Ai? Đại diễn thánh chủ lắc đầu, không phải không muốn, mà là không thích hợp. Đây là, gia sự, liên minh thánh địa Nam Bộ, hắn có thể ra tay điều giải, nhưng cũng không nên trực tiếp khai chiến với ai. Mà, hắn bây giờ đã hối hận khi xen vào liên minh chuyện thánh địa Nam Bộ. N oán ở giữa bốn thánh địa này nghiêm trọng xa so với tưởng tượng của hắn. Nhất là oán niệm của vô hồi thánh chủ. Từ ngôn ngữ, từ tư thái, đều có thể cảm nhận được oán hận này đã xâm nhập đến trong lòng vô hồi thánh chủ, tồn tại trong truyền thừa ở vô hồi thánh địa. Lần này hắn nhiều chuyện mời tất cả chủ nhân thánh địa đến thánh địa của mình, không thể nghi ngờ là đã cho vô hồi thánh chủ một cơ hội tuyệt hảo để ra tay. Trách không được lúc ấy hắn đưa ra đề nghị này, vô hồi thánh chủ rất quả quyết đồng ý, còn mang theo một ánh mắt quái dị nhìn hắn một hồi. Linh kiếp thánh chủ, hồn thiên thánh chủ, các ngươi đang làm gì? Ta là tôn chủ liên minh thánh địa Nam Bộ, các ngươi không thể ngồi xem mặc kệ như thế. Ly hỏa thánh chủ hốt hoảng gào thét. Các ngươi muốn đan dược gì, ta đều đồng ý cho các ngươi, ra tay đi, nhanh đi. Vô hồi. Hồn thiên thánh chủ cắn răng một cái, tiến về phía trước một bước. Vô hồi thánh chủ đột nhiên dừng lại, hồn thiên thánh chủ kinh hãi run lên trong lòng, bước chân liền rụt trở về. Vô hồi thánh chủ có chút ngưng mi, vung một bàn tay quất vào trên khuôn mặt ly hỏa thánh chủ. Một trường uy lực, ảo diệu vô tận, uy lực và năng lượng vô cùng tuyệt luân. M thanh trầm đục. Một bàn tay đập nát liệt diễm trên mặt ly hỏa thánh địa, rút răng hắn bay ra, đầu thay đổi, hôn mê tại chỗ. Ngụy Thiên Thu. Vô hồi thánh chủ nhìn đám người xung quanh, cao giọng hét lớn. Có. Lột ra, Đường Thiết Bình cho ta. Lĩnh mệnh. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cổ thành. Dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, Ngụy Thiên Thu tàn nhẫn lột y phục Đường Thiết Bình, lột ra hắn. Các đệ tử ly hỏa trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt sợ hãi đến đầu óc trống không. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa càng chấn kinh đến hoảng hốt, bọn hắn chưa từng nhìn thấy cảnh bạo ngược nào như vậy, càng không nhìn thấy nữ tử nào điên cuồng như vậy. Ngay trước mặt tất cả thánh địa, truy nã tôn chủ thánh địa, lột ra điện chủ. Bên trong tòa thành cổ bừa bộn yên tĩnh giống như chết. Đại diễn thánh chủ thở dài trong lòng, ta đã làm cái gì vậy? Hồn thiên thánh địa. Linh kiếp thánh chủ, chấn kinh càng khó có thể hơn tin. Không chỉ là vô hồi thánh chủ điên cuồng và tàn nhẫn, càng là vì thực lực của vô hồi thánh chủ, nàng đã là thất trọng thiên rồi. Nàng đã bước lên cao giai niết bàn rồi, chẳng phải muốn biến đổi thành thánh nhân sao? Hồi lâu, hồn thiên thánh chủ nhắm mắt nói. Vô hồi thánh chủ, người thật muốn đưa ly hỏa thánh chủ đến Thương Huyền Tổ Sơn. Thương Huyền Tổ Sơn là thánh địa Thương Huyền khai sáng từ lúc bắt đầu. Nơi nhóm chủ nhân thánh địa đầu tiên cùng nhau tuyên thệ bảo vệ dân chúng, cũng để lại tượng của bọn họ. Bọn hắn đều là tiên tổ của Thương Huyền thánh địa. Bọn hắn đại biểu cho thánh địa ý chí nhân ái, lòng canh gác, cùng tư thái tuyệt đối trung lập. Ở giữa các thánh địa, Tổ Sơn có địa vị thần thánh không gì sánh được. Cũng do bốn đại thánh địa trung ương liên hợp trấn thủ, liên hợp bảo vệ. Từ xưa đến nay, mỗi một thánh chủ kế vị thánh địa, đều cần đến Tổ Sơn tế bái tiên tổ, tuyên cáo sứ mệnh. Mỗi lần thánh địa giữa xuất hiện biến động đặc biệt nào đó, cũng cần đến Tổ Sơn, cũng mời bốn đại thánh địa trung ương chứng kiến. Nếu như vô hồi thánh chủ thật muốn đem chuyện Nam Bộ nháo đến Tổ Sơn, ảnh hưởng không chỉ là mặt mũi liên minh thánh địa Nam Bộ, thậm chí là mặt mũi thánh địa thiên hạ. Vô hồi thánh chủ một bên bố trí phong ấn trên người ly hỏa thánh chủ, một bên nói. Lão bất tử đồ này là chủ nhân thánh địa làm bậy, nên đến Tổ Sơn chịu tội. Hồn thiên thánh chủ nói. Người suy nghĩ kỹ càng hậu quả, Tổ Sơn chứng kiến, thiên hạ đều biết, chuyện này sẽ mang đến cho thánh địa các nơi ở Thương Huyền ảnh hưởng ác liệt như thế nào. Ánh mắt vô hồi thánh chủ lạnh lẽo. Các ngươi bây giờ đã biết tới ảnh hưởng ác liệt, những năm này đều làm cái gì? Đối với chuyện đại hoang, chúng ta im miệng, lại nói nhảm nửa câu, lão nương cùng kéo ngươi tới Tổ Sơn huấn luyện. Ngươi, hồn thiên thánh chủ tức giận đến mức run run cả người,
nhưng bây giờ không dám ở trước mặt nữ tử điên này phát loạn. Linh kiếp thánh chủ trầm mặt nói. Vô hồi thánh chủ, nếu như ly hỏa thánh địa bị tước đoạt tư cách tôn chủ, ai sẽ quản ý liên minh Nam Bộ? Đương nhiên là bản thánh chủ. Chẳng lẽ là hai tên mềm yếu các ngươi? Ngươi! Zoria linh kiếp thánh chủ đều phiêu lên. Đại diễn thánh chủ ho nhẹ vài tiếng, nói. Vô hồi thánh chủ trước tiên xin hãy bất giận, bình tĩnh một chút. Nếu như ngươi khăng khăng muốn mang ly hỏa thánh chủ lên tổ sơn, ta không ngăn cản. Nhưng, chuyện ngươi muốn tước đoạt tư cách thánh địa của ly hỏa thánh địa, còn xin thận trọng. Liên minh thánh địa Nam Bộ chỉ còn 4 thánh địa, đã rất khó duy trì bảo vệ Nam Bộ, nếu như lại đi mất đi một thánh địa, chỉ sợ càng khó chống lên trách nhiệm bảo vệ. Vô hồi thánh chủ nói. Ngươi sai rồi, từ ngàn năm trước khi đại hoang bắt đầu loạn lạc, liên minh thánh địa Nam Bộ cũng chỉ còn một thánh địa, ba cái khác, chỉ còn trên danh nghĩa, là thánh địa làm bậy. Nếu không phải ta còn có chút ý thức đại cục, đã sớm bái tổ sơn. Mặc dù chúng ta có chỗ làm không ổn, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của tất cả thánh địa là bảo vệ lãnh địa của mình. Hồn Thiên Thánh Chủ còn muốn chính danh cho mình, lại bị một ánh mắt của Vô Hồi Thánh Chủ trừng trở về. Nếu như 4 đại thánh địa trung ương không đồng ý hủy bỏ ly hỏa thánh địa, ta sẽ đem chuyện xấu Nam Bộ tuyên cáo thiên hạ. Nếu như không đồng ý ta làm tôn chủ Nam Bộ, ta sẽ rời khỏi liên minh thánh địa, tuyên cáo thánh địa thiên hạ chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi đúng là một nữ tử điên. Hồn Thiên Thánh Chủ im lặng không nói thêm lời. Đại diễn thánh chủ khuyên nhủ, Vô Hồi thánh chủ, vẫn nên thận trọng suy nghĩ một chút. Ngươi thu bao nhiêu lễ của ly hỏa thánh địa? Ta... Ngươi sờ lương tâm nói một câu, ly hỏa thánh địa tồn tại có quan trọng sao? Ta không tiện đánh giá thánh địa Nam Bộ. Nơi này không có người ngoài. Không có người ngoài. Đại diễn thánh chủ bất đắc dĩ cười khổ. Cười cái gì, ngay cả dũng khí đánh giá một cái thánh địa đều không có. Nói đi, bí mật của ngươi khẳng định không ít, nói. Cái này, ha ha, ly hỏa thánh chủ xác thực có làm chuyện không ổn. Nhưng không thể nào bởi vì quyết sách mấy đời thánh chủ, liên lụy toàn bộ thánh địa, phủ định bọn hắn đã từng vài vạn năm cống hiến. Ta thật lòng cảm thấy, nếu như ly hỏa thánh chủ chịu sửa lại, vẫn có thể tha thứ. Huống chi, tinh lực vô hồi thánh địa bị đại hoang kiềm chế, vấn đề thực lực cũng có chút khiếm khuyết, làm tôn chủ còn hơi có vẻ không đủ. Câu nói cuối cùng của ngươi đây, là đang thử thăm dò ta. Thăm dò, không không. Ngươi mang ta đến. Không phải là muốn thử ta à? Ta, ý ta đã quyết, nhất định áp ly hỏa thánh chủ lên tổ sơn. Vô hồi thánh chủ trước đó đều đặt toàn bộ tinh lực trấn thủ đại hoang, không có cơ hội, báo thù, bây giờ đại hoang tù thiên trận đã bắt đầu chuẩn bị, đại hoang bị phong ấn ở trong tầm tay, nàng cũng không có gì để phải lo lắng nữa. Mà ly hỏa thánh địa làm việc quá ác độc, bất chấp hậu quả. Nếu như không xử lý sạch trước, khẳng định sẽ còn nghĩ hết biện pháp đối kháng với bọn hắn. Cho bọn hắn thêm phiền phức. Mình ngược lại không quan trọng, chỉ sợ bọn hắn dùng chiêu xấu hại những hài tử khương phàm kia, ảnh hưởng đến đại hoang tù thiên trận. Đại diễn thánh chủ không cần phải nhiều lời nữa, phất tay phân phó nói, săn giết tranh tài có thể kết thúc. Bọn người khương phàm kích hoạt ngọc thạch, liên tiếp về tới đây. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, chủ nhân thánh địa đánh nhau. Thật ác độc. Tô Triệt và các đệ tử đại diễn nhìn tình cảnh trước mắt đều âm thầm hít một hơi. Mấy ngày nay xem như đã được mở rộng tầm mắt, thì ra thánh địa không đều là cao quý bình hòa, còn có nóng nảy như thế. Bồ Đề Dương Linh Đan đâu? Ngụy Thiên Thu hỏi. Đã lấy được, đang ở chỗ ta. Hàn Ngạo lắc lắc nhẫn không gian trong tay. Đưa đan dược cho Tịch Nhan, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Vô hồi thánh chủ tán thưởng gật đầu, ra hiệu bọn hắn rời khỏi trước cái nơi hỗn loạn này. Cho Tịch Nhan. Không chỉ có đệ tử đại diễn thánh địa ngoài ý muốn, đệ tử linh kiếp thánh địa vừa trở về cũng kinh ngạc. Loại đan dược này có thể so với siêu cấp thánh phẩm, lại chuẩn bị cho Tịch Nhan. Không cho Hàn Ngạo sao? Nữ hài nhi này có chỗ đặc biệt gì, vậy mà lại có thể được vô hồi thánh chủ thiên vị như vậy? Hàn Ngạo giao bồ đề linh nguyên đan cho Tịch Nhan, thuận tiện đem nhẫn không gian ném cho Khương Phàm. Trong này có bộ thánh pháp, nhìn uy lực không tệ. Làm sao trừng trị hắn? Khương Phàm liếc mắt nhìn ly hỏa thánh chủ nửa chết nửa sống. Hắn xong rồi, ly hỏa thánh địa xong rồi. Vô hồi thánh chủ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, ta muốn bà ta. Khương Phàm đưa tay chỉ về phía Bạch Trầm Hương. Ngươi không thể,
bây giờ ta vẫn là người của Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương run lên trong lòng, tức giận càng tuyệt vọng hơn. Vũ Văn Hùng trực tiếp bóp lấy cổ Bạch Trầm Hương, thô lỗ kéo đến trước mặt Khương Phàm. Điện chủ, Đường Thiết Bình, cứu ta, nói một câu gì đi. Bạch Trầm Hương giãy giụa kịch liệt, kêu khóc cầu cứu. Nhưng Đường Thiết Bình đã bị Ngụy Thiên Thu lột ra trấn áp, Ly Hỏa Thánh Chủ sớm đã hôn mê, không ai để ý tới nàng đang khóc cầu. Ngươi, đã rơi vào trong tay ta, Hoa Vị Yêu đã ở bên trong chờ ngươi. Không bao lâu nữa, Hoa Vị Ương, Hoa Vị Lạc, đều sẽ đoàn tụ với ngươi. Khương Phàm phóng xuất xiềng xích, cuốn lấy Bạch Trầm Hương. Thả ta, chỗ ta có áo giáp, nguyên bộ áo giáp còn lại của ngươi. Ta đều cho ngươi, Bạch Trầm Hương luống cuống tay chân ném áo giáp để lại trước đó ra. Bành! Vũ Văn Hùng vung lên trọng quyền, dữ dội nện ở phần gáy Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương run rẩy, ngã trên mặt đất. Khương Phàm kéo lấy Bạch Trầm Hương, lôi vào thanh đồng tiểu tháp. Tất cả các đệ tử và trưởng lão thánh địa đều âm thầm nhếch miệng, thánh chủ thế nào mang đệ tử thế đấy, bọn gia hỏa này quả thực là dã thú mà. Quá thô lỗ, quá cứng khí. Làm việc không hề cố kỵ. Có người chợt nhớ tới câu nói, không làm được người khiến người khác ưa thích, vậy thì làm người để người ta người kính sợ. Đám gia hỏa kia, rõ ràng chính là đang thực hiện câu nói này. Vũ Văn Hùng tự mình mang theo bọn người Khương Phàm trở lại đình viện của mình, canh giữ ở bên ngoài, để tránh có người quấy rầy. Đám người nhao nhao bế quan. Dạ An Nhiên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, đều cẩn thận hồi tưởng cảm ứng kỳ diệu thời điểm mở ra pháp trận. Như có cảm giác trở về tự nhiên, dung nhập tự nhiên một cách kỳ lạ, đại hoang ấn trong khí hải lần đầu tiên xuất hiện dao động, mang cho thân thể trùng kích to lớn, cũng rất giống như mang đến một chút thay đổi kỳ diệu. Bọn hắn bế quan, truy tìm cảm giác này. Tịch Nhan ăn bồ đề dương linh đan vào, ma hồn trong cơ thể phối hợp, kích thích linh văn biến đổi. Khương Phàm thì tiếp tục luyện hóa tam sắc tước linh nguyên. Mặc dù Hàn Văn Hoán là linh nguyên cảnh, nhưng thú linh văn đã bắt đầu đến linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, linh nguyên bắt đầu cùng linh hồn dung hợp, sẽ mang đến rất nhiều thay đổi phi phàm. Cho nên tam sắc tước năng lượng coi như không tệ. Xem như tiệc ngẫu nhiên, đêm khuya. Sau khi Khương Phàm hoàn toàn luyện hóa tam sắc tước, bắt đầu đốt cháy tảng đá trước mặt. Rất nhanh liền từ bên trong hòa tan ra áo giáp hoàn chỉnh, đặc biệt còn có vị trí bảo vệ trái tim. Giờ khắc này đã nóng hổi chảy xuôi tại tứ chi thật lâu. Trước khi hòa tan vào thân thể, áo giáp bên trong bắt đầu sao động, giống như đang hoan hô nguyên bộ áo giáp đã được tổ hợp. Tàn đao trong khí hải cũng nở rộ đao khí mãnh liệt, tự động xô ra khí hải, xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Tử khí cuồn cuộn, đao mang tăng vọt, chiếu thấu đêm khuya. Xa xa nhìn lại, giống như là tử sắc ngân hà từ tinh không rơi xuống, ánh sáng chói mắt, uy thế kinh người. Khương Phàm, người đang làm gì? Vũ Văn Hùng, Hàn Ngạo đều chạy tới nơi này. Đây là áo giáp ta một mực tìm kiếm, gom góp. Chờ một lúc nữa, mặc kệ ta xuất hiện tình huống như thế nào, đều không cần đụng vào ta. Sau khi Khương Phàm giải thích đơn giản, dứt khoát phủ thêm áo giáp. Áo giáp đến từ cổ thành dưới mặt đất, để cho ta kiến thức lực lượng của ngươi. Lần này, không cần Khương Nghị chủ động dung hợp. Áo giáp vừa tiếp xúc đến da đã liền cùng áo giáp tứ chi sinh ra cảm ứng, nhanh chóng nóng chảy nước thép kim tinh. Khương Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân căng cứng, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Nước thép kim tinh nóng hổi, chảy xuôi phía trước phía sau, còn có khuếch tán đến trên đầu, nóng chảy ra thịt, xương cốt. Thiên diện quỷ lại bị tháo rời ra, rơi xuống ở dưới chân. Đau đớn khó nói nên lời, vượt xa tứ chi trước đó. Toàn thân Khương Phàm cứng ngắc, hắn kêu gào thảm thiết, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo kim tinh lan tràn tại lồng ngực và đầu, áo giáp tứ chi dung nhập trước đó lại lần nữa nóng chảy, cùng mới áo giáp giao hòa vào nhau, như muốn triệt để dung hợp làm một thể. Toàn thân Khương Phàm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều giống như đang bao phủ bên trong nước thép nóng hổi, da thịt đều biến thành thể lỏng, hài cốt đều bị nước thép quấn quanh. Đây là đang dung hợp. Cái này, phụ mẫu nó, cái này là đang hòa tan, áo giáp gì mà tàn nhẫn như vậy. Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, nhìn cũng cảm giác đau, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên hết. Tiểu tử này đối với mình cũng có thể ác như vậy sao? Vũ Văn Hùng chau mày, cũng có chút nhìn không được. Khương Phàm lăn lộn đầy đất,
đau đớn kêu rên, cắn răng nhắc nhở mình không thể hôn mê. Sau khi dung hợp thành một thể hoàn chỉnh, đã không có chút nào khe hở. Sau đó, oanh, tử khí bộc phát mãnh liệt, xoay tròn lên trời, khuấy động trời cao, trùng kích dãy núi. Mặt đất oanh minh, cây rừng đổ, bụi đất đầy trời. Tử khí cuồn cuộn không dứt, chấn thiên động địa, đem Vũ Văn Hùng và Hàn Ngạo đều cưỡng ép vén lui vài trăm mét. Xung quanh đình viện đều vỡ vụn, bọn người Tịch Nhan, Dạ An Nhiên đang bế quan đều hất ra rất xa. Đại diễn thánh địa kinh động, vô số ánh mắt đều nhìn ra xa. Có người tức giận, đám người vô hồi thánh địa này là tới quấy rối sao, một khắc không thanh nhàn. Thân thể Khương Phàm nhận phải một loại dẫn dắt nào đó, không bị khống chế mà dâng lên. Tử khí cuồng liệt không gì sánh được, không ngừng liên tục lao ra khỏi cơ thể. Một nguồn khí tức khủng bố bá tuyệt thiên hạ, chấn động dãy núi, cứ như đang có tuyệt thế thần binh thức tỉnh, lại như chiến hồn viễn cổ trở về. Mây mù kịch liệt hội tụ trên bầu trời, che đậy tinh không. Cuồng phong gào thét giữa đất trời, thanh thế to lớn, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Gió nổi mây cuốn, thiên địa lờ mờ. Sâu trong tử khí vô tận, một bóng người mờ ảo dần dần rõ ràng, cao tới ngàn trượng, thần uy vô biên, hai mắt hừng hực, như lôi đình vô tận thai nghén. Uy lực bá thế tràn ngập. Khí tức diệt thế cuồn cuộn. Hắn như một chiến thần vẫn lạc, từ địa ngục u minh tái nhập nhân gian. Cuồn cuộn tử khí, chính là trăm vạn hùng binh của hắn. Đó là cái gì? Vô số cường giả đại diễn thánh địa bay lên không, khiếp sợ nhìn qua hình ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện kia. Ngay cả đại diễn thánh chủ, vô hồi thánh chủ cũng kinh sợ, khí tức này để cho bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Tử khí cuồn cuộn, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hắn giống như đã ngủ say quá lâu, ý thức còn chưa có tỉnh táo, nhưng khi tàn đao phóng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt hắn, một khắc này, đáy mắt thân ảnh bất chợt bùng lên cường quang, như ức vạn lôi đình bạo động, đánh rách tả tơi thiên địa. Thân ảnh bỗng nhiên hoàn hồn, một tay nắm chặt tàn đao. Ầm ầm, thiên khung sụp đổ, tầng mây tẫn tán, mặt đất xé rách, vết nứt lan tràn. Giữa đất trời hỗn loạn lại vang lên hò hét thê lương, như chiến thần hét lên đầy giận dữ với chư thiên, lại như võ tướng giống động vạn quân. Thân ảnh nguy nga, nắm chặt tàn đao càng là phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, như tinh hà cuồn cuộn, lại như mặt đất bao la chập trùng lên xuống. Khương Phàm ở sâu trong tử khí cuồn cuộn, huyết nhục, hài cốt đang cùng nước thép nóng hổi dung hợp toàn diện. Nhưng giờ khắc này hắn đã quên đi đau đớn, đã quên đi mình, giống như đã lâm vào hôn mê, mà bên trong ý thức hải lại xuất hiện một thân ảnh chân thực mà kinh khủng. Phảng phất như thần linh, lại như cự ma. Khí thế kia quá kinh khủng, ý thức hải kịch liệt nổi sóng, ngay cả văn ấn thú quyền đều như muốn bị vỡ nát. Một âm thanh uy nghiêm thê lương quanh quẩn trong ý thức hải Khương Phàm, Đan Hoàng. Ngươi ở đây? Ai? Linh hồn Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, đáp lễ lại là thở dài một tiếng. Giống như không muốn xuất hiện, lại không thể không xuất hiện. Ngươi chỉ còn hồn niệm. Vì sao, chúng ta đều thất bại sao? Thanh âm to lớn như hồng lưu, như cổ trung, chấn động ý thức hải. Đan Hoàng, trả lời ta. Đan Hoàng trần trờ, thăm thẳm khẽ nói, chúng ta, đã thất bại. Bóng người nháy mắt đã mơ hồ, lại bỗng nhiên hội tụ, thanh âm ù ù, chấn động ý thức hải, vì sao? Điều đó là không thể nào. 12 chiến thần chúng ta trấn thủ tuyến đầu, chúng ta có thể ngăn cản hết thảy. Ai, năm đó, các ngươi phụng mệnh đóng giữ tuyến đầu, hắn tới, phất tay một kiếm, các ngươi, chết hết, đao của ngươi, nát ở nơi đó, thân hồn ngươi, chết ở nơi đó, luân hồi của ngươi, đoạn ở nơi đó. Đan Hoàng khẽ nói ra bí ẩn trước đó chưa bao giờ đề cập cùng Khương Phàm. Chết rồi, chết hết, ta, chết tại nơi đó. Thanh âm thê lương trầm thấp hơn rất nhiều, đao của ta. Gãy mất, thanh thiên đã chết. Chư thần đã mai táng 30.000 năm, Đan Hoàng nói xong liền yên lặng đến trong đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Bóng người hoảng hốt, uy thế yên lặng. Thật lâu, bóng người nỉ non. Thanh thiên đã chết, chư thần đã mai táng. Bây giờ dân chúng, ai đang khống chế, ầm ầm. Tử khí cuồn cuộn mãnh liệt đột nhiên tụ tập, giống như là thủy triều đổ xuống đại dương mênh mông, giống như là đại địa đang sụp đổ. Tình thế cực kỳ khủng bố, gom lại trong thân thể Khương Phàm. Khương Phàm từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Nước thép kim tinh chảy xuôi trong thân thể rách rưới, nhưng không còn là tàn phá, mà là dung hợp,
đồng thời không ngừng liên tục phóng xuất ra lực lượng thần bí. Kích thích huyết nhục hài cốt, kích ra tiềm lực thân thể, thăng hoa tố chất thân thể. Đó là lực lượng gì? Tô Niệm đứng trên người Tiểu Kim Bằng, nhìn qua tử khí nơi xa đang biến mất. Một lực lượng thần bí lại cổ lão, không nên xuất hiện trong thân thể thần hoàng. Diêm Bá chậm rãi lắc đầu, không tự mình dò xét, khó xác định tình huống cụ thể. Hồn ảnh kia là cái gì? Tô Niệm lo lắng linh hồn Khương Phàm nhận phải xâm nhập, nếu như bị thôn phệ, bị khống chế, ngàn năm chuẩn bị chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Ta không có cảm nhận được uy hiếp từ trên thân hồn ảnh kia, nếu như thiên hậu không yên lòng, ta tự mình đi điều tra. Tô Niệm do dự một lúc, lắc đầu nói. Không cần quấy rầy hắn, hắn có sinh mệnh của mình, có lữ trình của mình, hắn từng nói qua, hắn muốn tự mình đi. Đăng Thiên Kiều xưng đế bộc phát chiến tranh trước, hắn đã từng nghĩ tới khả năng thất bại, cũng trịnh trọng để lại di ngôn. Nếu có cơ hội trùng sinh, không cần để lại cho hắn linh bảo, vũ khí. Nếu có cơ hội trùng sinh, để hắn làm lại từ đầu, nếm tận khổ sở, chịu đựng trắc trở, một mình trưởng thành. Nếu có cơ hội trùng sinh, hắn muốn lại đi qua một lần nhân sinh, cuộc đời khác nhau, không giống với võ đạo, tìm một con đường xưng đế khác. Khương Phàm nằm trên mặt đất, ý thức dần dần rõ ràng, yên lặng cảm nhận được nguyên bộ áo giáp mang đến cho hắn thay đổi kỳ diệu. Tiềm lực thân thể tiếp tục được khai phát, lực lượng thần bí bành trướng lại mạnh mẽ phun trào khắp toàn thân. Bát hoang chiến trụ. Đây là tên áo giáp, rõ ràng quanh quẩn ý thức hải. Bá đao thức. Khai thiên thức, tế thiên thức. Cùng hoàng thiên thức, sát sinh thức, nguyên bộ đao thức trong đầu hoàn chỉnh nổi lên. Hoàng thiên thức. Không giống với tế thiên thức huyết tế thương thiên như thế, dựa thế càn khôn, một thức này trực tiếp cướp đoạt thiên thế. Sát sinh thức. Một đao này, giết là kẻ địch, càng là mình. Đem tiềm lực thân thể mở ra toàn bộ, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, sau đó đem tất cả đao thức trước đó toàn diện nở rộ bên trong cưỡng ép xung hợp, lấy thân làm đao, giết địch giết mình. Giết địch, 100%. Giết mình, tỷ lệ sống sót chỉ có 1%. Khương Phàm rung động trước đao thức hoàn toàn mới, càng giật mình khi thấy chủ nhân đao thức. Đan Hoàng, hắn rốt cuộc là ai? Không phải ngài có gì giấu giếm ta đấy chứ? Khương Phàm không nhớ nổi tình huống hỗn loạn vừa mới xảy ra trong ý thức hải, chỉ là hoảng hốt cảm giác có thanh âm xa lạ trong đầu đang nói cái gì đó. Áo giáp để lại giải rác ý thức, không có uy hiếp, ngươi không cần để ý. Đan Hoàng nói sang chuyện khác, đề điểm Khương Phàm. Đao thức bá đạo, tổn hại bản thân. Ngươi không đến cao giai linh hồn cảnh, không cần đụng vào tế thiên thức, nếu không sẽ mang đến cho thân thể ngươi tổn thất rất lớn, cũng khả năng sẽ ảnh hưởng đến sinh tử cảnh tương lai. Bát hoang chiến trụ tiếp tục mang tới ảnh hưởng đến sáng sớm ngày hôm sau. Khương Phàm có thay đổi kỳ diệu, cảnh giới đều tăng lên tới bát trọng thiên. Ngươi dung hợp thứ gì? Tất cả người của thánh địa tụ tập bên ngoài đình viện, Hàn Ngạo thể hiện quái dị nhìn Khương Phàm. Tiểu tử này rõ ràng là con hoang tới La Phù. Không có xuất thân gì, không có bối cảnh gì, làm sao ở chung lâu càng cảm thấy toàn thân hắn đều là bí mật. Áo giáp, tìm được từ chợ đen La Phù. Khương Phàm ngồi xuống, áo giáp màu tím mềm dẻo dán chặt trên thân thể. Chợ đen của các ngươi có thể có được bảo bối như vậy. Hàn Ngạo không tin. Cho nên mới nói nếu không có việc gì ngươi nên ra ngoài đi nhiều một chút. Đồ quan trọng cất giấu đại bí mật thật sự không phải phong tồn tại cấm khu của các thế lực, chính là lưu lạc ở bên ngoài. Phong tồn trong cấm khu, sẽ không cho những người tuổi trẻ chúng ta đây, lưu lạc ở bên ngoài, thì cơ hội người người bình đẳng, nhưng cần ngươi buông xuống tôn giá, tự mình đi tìm. Khương Phàm nắm tàn đao bên cạnh lên, thu vào trong thân thể, nói với Vô Hồi Thánh Chủ ở bên ngoài. Ta không sao. Cố gắng tu luyện. Vô Hồi Thánh Chủ thúc giục những người khác tản ra, nếu dính đến bí mật Khương Phàm, không thể để cho người ngoài nhìn nhiều hỏi nhiều. Đám người lại nhìn Khương Phàm. Trong lòng cứ việc có các loại nghi vấn, nhưng lại không tiện hỏi kỹ càng. Sau khi đám người rời khỏi, Khương Phàm lấy ra một bộ y phục sạch sẽ từ trong thanh đồng tiểu tháp, sau đó tiếp tục minh tưởng, cảm nhận thân thể thay đổi. Áo giáp bảo vệ từ đầu đến chân một lần nữa hòa tan vào thân thể bên trong, phân bố tại mỗi phần da thịt, mỗi cái khớp nối, mỗi một đốt xương, hoàn chỉnh bao trùm cả thân thể. Có thể gọi là bảo vệ toàn diện. Cơ bắp Khương Phàm càng gia tăng hơn, đường cong rõ ràng. Ngay cả khuôn mặt đều nhìn giống pho tượng đao tước búa bổ, tràn đầy cảm giác lãnh tuấn cứng rắn. Bây giờ tình huống này mới xem như thật sự đao thương khó nhập.
nếu như ta muốn tu phục tàn đao, cần vật liệu cấp bậc gì? Tàn đao trong khí hải Khương Phàm giống như đã giải trừ phong ấn, tràn ngập chiến uy không cách nào nói rõ được, càng sôi trào lên đao khí màu tím hung liệt, tại sâu trong khí hải hình thành vòng xoáy to lớn, ù ù vang vọng, đuổi theo Chu Tước Linh Nguyên, Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh chiếu rọi lẫn nhau. Đan Hoàng nói, chờ ngươi trưởng thành đến thánh linh cảnh thì hẳn suy nghĩ thêm cách chữa trị đi, bây giờ nói còn quá sớm. Khương Phàm lại tiếp tục thúc hỏi, ngài thật không có chuyện gì giấu giếm ta đúng không? Ta chỉ là một sợi hồn niệm, không còn suy nghĩ, càng không lo lắng, chỉ hy vọng có thể có đệ tử kế thừa y bát của ta, khổ tu đan thuật, tạo phúc cho chúng sinh. Lời ta đang nói là ý nghĩa tồn tại trong sợi hồn niệm, chính là muốn bồi dưỡng được một đệ tử siêu việt hơn ta, kéo dài sinh mạng ta. Đan Hoàng khẽ nói, rung động lại có mấy phần vô lực. Khương Phàm không hỏi tới nữa, tiếp tục nghiên cứu vạn thú thiên hoàng quyền. Cho tới bây giờ đã nghiên cứu ra 37 loại thú quyền. Mục tiêu của hắn là trước khi tiến vào linh hồn cảnh thì đã có thể diễn dịch đến 100 loại thú quyền. 100 loại thú quyền tương đương với 100 loại quyền thuật, 100 loại thay đổi, như thế này liền có thể ứng phó trình độ chiến đấu khác biệt. 100 loại thú quyền còn có thể ngưng tụ thành bách thú kinh thế quyền, uy thế vô cùng có khả năng sẽ đổi sát được Chu Tước Bác Thiên Thuật. Ngươi không đi, thay chủ tử ngươi trông coi sao, vẫn rất trung thành nha. Tiêu Phượng Ngô đang muốn rời khỏi, lại nhìn thấy Hàn Ngạo còn đứng ở bên trong thờ ơ, dùng ánh mắt quái dị nhìn Khương Phàm trong phế tích. Cút, đừng ép ta đánh ngươi. Hàn Ngạo trợn mắt một cái. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là không nhất định đánh thắng ta. Chờ một chút. Thế nào, thật muốn thử một chút. Các ngươi đều là từ Thương Châu đi ra. Lang gia Hoàng Triều Thương Châu. Các ngươi rất thân nhau. Đó là đương nhiên, vừa thấy đã yêu. Không phải, mới quen đã thân. Hắn là nhi tử Khương Hồng Võ sao? Con nuôi. Thật là con nuôi, hay là Khương Hồng Võ muốn bảo toàn thánh linh văn này, cố ý tuyên bố là con nuôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không cảm thấy gia hỏa này có gì đó quái lạ sao? Hàn Ngạo thoáng hạ giọng. Có gì lạ? Tiêu Phượng Ngô quan sát tỉ mỉ. Rất bình thường mà, có tay có chân, có cái mũi có mắt. Khương gia bồi dưỡng được một thánh linh văn, ta có thể tiếp nhận. Nhưng bồi dưỡng được một yêu nghiệt như thế, ta là thật không tiếp thu được. Nhìn cái bộ dáng ghen tị này của ngươi xem. Tiêu Phượng Ngô cũng liếc mắt hắn một cái. Ta không phải ghen ghét, ta thật sự luôn cảm thấy gia hỏa này có bí mật. Ai không có chút bí mật, ta có, ngươi cũng có. Ta không có. Ngươi có, không có. Ngươi có, ánh mắt ngươi nhìn Lâm Nam sư tỷ liền giống như chó mùa xuân. Hàn Ngạo run rẩy khóe mắt, hung hăng phá hắn một chút. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nói lung tung. Cái này có là cái gì, thích thì nói đi. Ưỡn ngực lên, nhấc eo lên, trực tiếp đi qua thổ lộ. Nói lời cay nhất, làm chuyện dã nhất, để nàng cảm nhận một chút thành ý rằng ngươi muốn ngủ với nàng. Tục, tục không chịu được. Hàn Ngạo tức giận, gia hỏa này thật sự quá thô tục. Luân thường đạo lý của con người, làm sao lại tục. Ngươi theo đuổi tới tay thì không ngủ, nối dõi tông đường không cần ngủ sao. Bồi dưỡng tình cảm không cần ngủ sao, giết thời gian không cần ngủ sao. Ngươi theo đuổi nàng tới tay sau đó để ở đó làm bài trí sao, không sợ trong nhà biến thành đại thảo nguyên xanh mượt à. Tiêu Phượng Ngô, ngươi thật cần ăn đòn rồi. Hàn Ngạo nhìn hằm hằm Tiêu Phượng Ngô, gia hỏa này đơn giản là đang khinh nhờn nữ thần của hắn. Lâm Nam sư tỷ. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên hướng phía Lâm Nam sư tỷ đang rời khỏi hô to. Chuyện gì, tiểu sư đệ? Lâm Nam kỳ quái nhìn qua, Hàn Ngạo nói với ta, hắn muốn ngủ với ngươi. Tiêu Phượng Ngô buông giọng ra mà ngao to một tiếng, không chỉ có để Lâm Nam giật mình, Vũ Văn Hùng và các trưởng lão đang rời khỏi đều đen mặt lại. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo gầm thét, tức giận đến toàn thân đều run rẩy, tên khốn kiếp, ta giết ngươi. Tiêu Phượng Ngô nhanh chân phóng tới, ngao ngao gào lên. Lâm Nam sư tỷ, ngươi liền theo hắn đi, hắn nói hắn định ngủ cùng ngươi. Trước mấy ngày còn nhìn lén ngươi tắm rửa. Ta không có, tên hồn đản ngươi, hôm nay có ngươi không có ta. Hàn Ngạo điên giống như giết đi qua. Ngây thơ, Lâm Nam bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều đã 16 tương đương 17 tuổi rồi, làm sao lại vẫn như một đứa hài tử như thế chứ? Hắn nhìn lén ngươi tắm rửa. Khương Tuyền nhỏ giọng hỏi, Khương sư tỷ, tỷ cũng đi theo hồ nháo sao? Lâm Nam dở khóc dở cười. Nhìn không ra,
Hàn Ngạo vẫn rất táo bạo nha. Không có, hắn không có. Nếu là hắn trộm, còn có thể để cho ngươi phát hiện. Tuy nhiên, ánh mắt Hàn Ngạo nhìn ngươi quả thật có chút cái kia, ngươi không có chú ý sao? Hàn Ngạo. Lâm Nam hơi trầm mặc, lắc đầu. Không có cảm giác sao? Hắn là Dực Long Thánh Linh Văn, ta không xứng với hắn, hắn hẳn là nên tìm người tốt hơn. Lời này đả thương người nhất. Khương Tuyền tiếc nuối lắc đầu, lời này rõ ràng chính là không có cảm giác. Ta bây giờ chỉ muốn tu luyện võ pháp, tăng thực lực lên. Nam tử, đụng phải người không tệ trước hết nên tiếp xúc thử một chút. Trên đời nào có nhiều người vừa gặp đã cảm mến như vậy, tình cảm đều là từ từ bồi dưỡng mới ra được. Chớ học như sư tỷ, đến già ngay cả người bồi tiếp nói chuyện đều không có, chết cũng không có hợp táng. Ngữ khí của Khương Tuyền khó có được dịu dàng, mặc dù trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm thản nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi có vẻ cô đơn. Tiêu Phượng Ngô phóng tới mấy chục dặm, đưa tay khống chế lại Hàn Ngạo đang tức giận, ngừng, ngươi náo đủ chưa? Sư đệ ta đang có ý tốt giúp ngươi, ngươi đây là giúp ta, ngươi là đang hại ta. Hàn Ngạo tức giận, nổi nóng, hận không thể bóp chết Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc nói. Hai ta giày vò như thế, nàng sẽ biết tâm ý của ngươi, sau đó không tự giác liền từ trong đáy lòng bắt đầu tiếp nhận ngươi. Ngươi lại thừa cơ quấn chặt lấy, sang năm, nói không chừng ngươi coi như ba ba. Cút ngay, ta còn chưa chuẩn bị cẩn thận, Lâm Nam sư tỷ đối với ta còn không có cảm giác. Ngươi nháo trò như thế, ta còn đối mặt với nàng thế nào? Trước tiên cứ mặc y phục đối mặt, chờ nàng tiếp nhận suy nghĩ thì thêm thẳng thắn đối mặt. Ngươi chính là lưu manh. Từ hôm nay trở đi, giữ một khoảng cách với ta. Chờ một chút, đi đâu thế? Còn có thể làm gì, giải thích với Lâm Nam sư tỷ. Nhìn chút tiền đồ này của ngươi, ta cảm thấy chính là đem nàng lột sạch ném trước mặt ngươi, ngươi đều có thể thật không dựng lên. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu im lặng, đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên chú ý tới trên sườn núi trước mặt có một cô nương xinh đẹp tóc dài tới eo đứng đấy. Tô Lăng. Trong lòng Tiêu Phượng Ngô khẽ động. Một phát bắt được bả vai Hàn Ngạo, liền kéo lấy chạy tới trước. Ngươi thả ta ra. Hàn Ngạo tức giận lại không còn gì để nói, gia hỏa này đơn giản không có coi hắn là sư huynh gì cả, nói bắt liền bắt, nói náo liền náo. Quá không nghiêm túc, quá không để ý hình tượng. Làm nam tử, ngươi hãy cường thế theo đuổi nữ hài tử, ngươi không nên biết xấu hổ. Dù sao cuối cùng chính là làm chuyện không biết xấu hổ là ngủ cùng nàng mà, quá trình còn muốn mặt cái gì. Đi đi đi. Hôm nay sư đệ ta liều chết thể hiện một chút cho ngươi xem không muốn mặt là như thế nào. Tiêu Phượng Ngô cứng rắn dắt lấy Hàn Ngạo chạy đến trong núi rừng trước mặt, tìm được Tô Lăng. Tô Lăng an tĩnh đứng trong rừng cây, giống như cự mãng quay quanh, lặng yên không một tiếng động, chỉ có mắt dọc trong hốc mắt khi thì khuếch tán, khi thì ngưng tụ, lộ ra khí tức nguy hiểm. Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo mới vừa đi tới nơi này liền có loại bất an mãnh liệt, giống như bị một yêu vật đáng sợ nào đó tập trung vào. Cô là Linh Văn gì? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, rất cảnh giác càng có cảm giác hoang đường hơn. Một Bỉ Mông thú văn, một Dực Long thú văn, đều là vương giả trong yêu thú, vậy mà bị con rắn uy hiếp được. Tìm ta có việc. Tô Lăng đẹp đẽ, dáng người yếu đuối, thanh âm cũng rất lạnh, lạnh đến nỗi để cho người ta không tự chủ được mà nổi lên da gà. Tiêu Phượng Ngô dùng sức ho khan vài tiếng, điều chỉnh tốt cảm xúc, cười nói, rõ ràng là cô đang nhìn ta nha. Ta đang nhìn Khương Phàm. Nơi này có thể nhìn thấy Khương Phàm. Hắc hắc, đừng thẹn thùng, ta biết cô đang nhìn ta. Tô Lăng lắc đầu, quay người muốn đi vào rừng rậm. Chờ một chút. Tiêu Phượng Ngô tranh thủ thời gian gọi lại. Chuyện gì? Tô Lăng đưa lưng về phía bọn hắn, ngữ khí lãnh đạm. Tiêu Phượng Ngô liếc mắt Hàn Ngạo, ra hiệu hắn học tập một chút, sau đó kéo cuống họng hô to, làm nữ tử của ta đi. T. Hàn Ngạo hít một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa bụng mặt chạy trốn. Quá mạnh, không học được. Tô Lăng quay đầu nhìn Tiêu Phượng Ngô, người đang đùa giỡn ta sao? Ta hy vọng cô thận trọng suy tính một chút, nếu như đồng ý, chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Nếu như không đồng ý, xin cô giúp ta làm chuyện đủ khả năng. Chuyện gì? Sinh hài tử cho ta đi, để lại cho ta chút tưởng niệm. Tiêu Phượng Ngô chân thành nhìn Tô Lăng. Đừng chọc người ta nữa. Ta van xin ngươi, Hàn Ngạo chống đỡ không được, cứng rắn dắt lấy Tiêu Phượng Ngô muốn rời khỏi. Học tập một chút. Tiêu Phượng Ngô hất Hàn Ngạo ra, cố gắng làm ra nụ cười người vật vô hại,
trong mắt hiện ra ánh sáng, đang mong đợi Tô Lăng đáp lại. Tô Lăng mặt không thay đổi nhìn Tiêu Phượng Ngô một hồi, môi đỏ có chút mở ra, phun ra lưỡi rắn tinh hồng. Tiêu Phượng Ngô bỗng dưng cứng đờ, Hàn Ngạo bỗng nhiên khẩn trương. Là, chạy. Toàn thân hai người ớn lạnh, quay người liền muốn chạy trốn. Tô Lăng đột nhiên vặn vẹo thân thể, ánh sáng màu đỏ nổi lên ngập trời, yêu khí tràn ngập, từ đầu đến chân nhanh chóng yêu hóa, hóa thành xích lân đại mãng 100 mét, cuốn tới phía Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo. Hai người kinh hồn kêu to. Ngọa tào, nàng không phải người, Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo mất tích. Mới đầu Vô Hồi Thánh Địa còn không có chú ý, cho đến khi Vũ Văn Hùng kiểm tra tình huống bọn người Khương Phàm bế quan, mới phát hiện thiếu đi hai người. Vũ Văn Hùng mới đầu lo lắng Tiêu Phượng Ngô kéo lấy Hàn Ngạo ra ngoài gây sự, liền đi tìm kiếm. Kết quả Hồn Thiên Thánh Địa nói chưa thấy qua, Linh Kiếp Thánh Địa cũng nói chưa thấy qua, bên trong Đại Diễn Thánh Địa cũng rất an tĩnh. Vũ Văn Hùng hoài nghi hai người bị ám hại, nghiêm túc yêu cầu Đại Diễn Thánh Địa phát động đệ tử tìm kiếm. Tô Lăng. Tô Triệt đi đến trong U Cốc Tô Lăng ẩn cư, lắc đầu cười khổ, quả nhiên là ở chỗ này. U Cốc này cách Đại Diễn Thánh Địa thật xa, ẩn nấp lại yên lặng, cỏ cây tươi tốt, lờ mờ ẩm ướt, một con xích lân đại mãng dài đến 100 mét đang quay quanh ở bên trong, nhắm mắt lại ngủ say. Chỗ bụng thì phồng lên cao cao, giống như có thứ gì đó đang giãy giụa ở bên trong, ngẫu nhiên truyền ra tiếng gào thét trầm thấp. Xích lân đại mãng mở con mắt như đèn lồng ra, trong đồng tử thẳng đứng quơ lấy tùm ý lạnh. Tô Triệt thở dài. Chúng ta đã nói qua, ở thánh địa không được hiện ra yêu thân. Xích lân đại mãng chính là Tô Lăng. Nàng không phải con người, mà là chứng Tô Triệt phát hiện tại Thiên Khải bí cảnh, sau khi mang về Đại Diễn Thánh Địa ấp ra xích lân thôn thiên mãng. Huyết mạch của nàng cường hãn đến nỗi chỉ trong 2 năm ngắn ngủi liền có thể hóa thân hình người, còn học được ngôn ngữ loài người. Xem như kim sĩ đại bằng là thiên địch của xà mãng, nhưng bọn chúng đều cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt từ trên người nàng. Vì để giấu thân phận của nàng nên đã do Đại Diễn Thánh chủ nhận thành con mình. Tô Lăng chậm rãi nhấc cái đầu to như căn phòng lên, khoang bụng nhúc nhích, từ bên trong phun ra Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo khô gầy như củi. Nàng không có trực tiếp nuốt bọn hắn, mà đang hấp thu khí tức huyết nhục của bọn hắn, tinh luyện lực lượng huyết mạch. Nàng là yêu. Hàn Ngạo mệt mỏi đứng cũng không vững, nhưng chấn kinh trong lòng vượt xa đau đớn. Yêu thú không phải là không thể hóa thân hình người, nhưng phải chờ tới sinh tử cảnh. Yêu thú không phải không thể miệng nói tiếng người, nhưng cần huyết mạch cực mạnh. Ta sai rồi, ta, đời này kiếp này, ta, chỉ chung với một mình Uyển Nhi. Tiêu Phượng Ngô hốt hoảng, có chút kinh hãi quá độ. Hắn chỉ bởi vì tham gia hội nghị thánh địa, có chút hưng phấn, có chút quên hết tất cả, cho nên muốn trêu đùa tiểu cô nương nơi này, không nghĩ tới. Suýt chút nữa đã chết, Tô Triệt nói. Đây là bí mật Đại Diễn thánh địa, mong rằng hai vị có thể giữ vững. Nàng rốt cuộc là yêu vật gì? Hàn Ngạo vẫn kinh hồn khó định. Nếu như hai vị có thể giữ vững bí mật, Tô Triệt ta vô cùng cảm kích. Nếu như bí mật bị tiết lộ, nguy hại đến muội muội ta, Tô Triệt ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ta thiện ác, quyết định bởi thái độ hai vị. Tô Triệt đưa tay ra hiệu. Mời đi. Hàn Ngạo suy yếu thở dốc, nhìn chằm chằm cự mãng đang rút về thành hình người, lui lại liền muốn rời khỏi, nhưng thân thể quá mệt mỏi, chân đều mềm nhũn, lảo đảo đã nhào vào trên mặt đất. Chúng ta đi, đi mau, không đùa. Tiêu Phượng Ngô đỡ Hàn Ngạo dậy, chật vật chạy ra khỏi U Cốc. Tô Lăng từ 100 mét biến thành bộ dáng hình người mềm mại hơn, xích lân toàn thân dần dần dung nhập vào trong làn da trắng tuyết, tóc dài đến eo che khuất đường cong mỹ diệu. Tô Triệt lấy một chiếc áo bào từ trong nhẫn không gian ra, bao trùm cho Tô Lăng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta sẽ đi giải thích với phụ thân, Chu Tước. Tô Lăng khẽ nói, cái gì? Tô Triệt dịu dàng thay Tô Lăng chỉnh lý tốt tóc dài. Muội nhớ ra rồi. Hình thú hiện trên linh văn của Khương Phàm hẳn là Chu Tước. Tô Triệt cười khẽ. Chu Tước chính là Vạn Cầm Chi Tổ, là thần tổ yêu tộc, không thể nào lấy linh nguyên xuất hiện trên thân con người. Cho dù có xuất hiện, cũng không thể nào là thánh linh văn, mà là thần văn tôn quý. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Tô Triệt hiện ra kim quang. Để muội ăn hắn liền có thể tìm ra linh nguyên của hắn. Tô Triệt nhẹ nhàng sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của Tô Lăng. Chúng ta vừa mới nói qua, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như chọc tới phụ thân đại nhân, có thể ngài sẽ đưa muội đến cấm địa.
Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo trở về Vô Hồi Thánh Địa, bộ dáng khoa trương gầy như que củi để bọn người Vũ Văn Hùng vừa sợ vừa giận. Đây chính là hy vọng Thánh Địa bọn hắn, làm sao lại thành như thế này? Bọn hắn còn hoài nghi là hai hài tử này đã nhận lấy tra tấn lăng nhục của người nào đó. Nhưng đại diễn Thánh Địa lại không cho ra giải thích, Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo càng lặng thinh hơn không dám nhiều lời để Vô Hồi Thánh Địa tức giận lại không có chỗ phát tiết. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa lại đều vỗ tay khen hay, nhao nhao suy đoán là trong đại diễn Thánh Địa có vị thiên tài nào đó đã ra tay dạy dỗ hai gia hỏa càn rỡ này. Tiêu Phượng Ngô ăn vào mấy viên đan dược, nằm ở trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng, an ủi nội tâm hốt hoảng, chợt cảm giác trong phòng còn hình như có người. Ai? Tiêu Phượng Ngô bừng tỉnh, chống người lên hướng phòng khách nhìn quanh. Một tiểu hài nhi phấn điêu ngọc trác đi đến phòng ngủ, ghim bím tóc nhỏ, mặc váy hoa, bộ dáng mũm mĩm hồng hồng khả ái để cho người ta không nhịn được muốn bóp hai lần. Muội là ai? Phụ thân phụ mẫu muội đâu? Muội vào bằng cách nào? Tiêu Phượng Ngô kinh ngạc nhìn tiểu hài nhi, không nghe thấy động tĩnh mà, làm sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng của hắn. Tiểu hài nhi đi đến trước giường hắn, mắt to sáng tỏ trong suốt, người rất có tiềm lực. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô thể hiện quái dị, ta có tiềm lực. Ta đương nhiên có tiềm lực. Nhưng, từ trong miệng một tiểu hài nhi đàng hoàng chứng chạc nói ra, cảm giác là lạ. Cái này cho ngươi. Tiểu hài nhi nâng một cái hộp gấm, tiện tay ném tới trên giường. Đây là cái gì? Tiêu Phượng Ngô mở ra hộp gấm xem xét, bên trong là một cái ngọc bài. Cầm khối ngọc bài này, người có thể tự do ra vào Dược Sơn. Dược Sơn chỉ nhận ngọc bài, không nhận người, ngươi không cần sợ. Đại diễn Thánh Địa để ngươi đến bồi thường cho ta sao? Tổng cộng có 3 tòa Dược Sơn, không được đụng dược liệu bên trong, đi thẳng đến giữa 3 tòa Dược Sơn, nơi đó có sơn cốc, bên trong an táng rất nhiều thú hồn. Đều là yêu thú đặc biệt đã từng đi theo đại diễn Thánh Địa, sau khi vẫn lạc đã bị giữ lại hồn phách hoặc có thể là di cốt. Sâu trong nhất có một ngôi mộ, chính là mai táng Bỉ Mông cự thú đã từng trấn thủ đại diễn Thánh Địa 1700 năm trước, Hoàng Kim Bỉ Mông. Tiêu Phượng Ngô kinh hô. Hoàng Kim Bỉ Mông, đại diễn Thánh Địa có thể được Hoàng Kim Bỉ Mông bảo vệ. Bỉ Mông cự thú đỉnh cấp huyết mạch chia làm 3 loại, theo thứ tự là Kim Cương Bỉ Mông, Hoàng Kim Bỉ Mông, cùng Tử Tinh Bỉ Mông. Kim Cương Bỉ Mông thuộc về vương tộc, Hoàng Kim Bỉ Mông đạt tới hoàng tộc. Không phải thuần huyết, nhưng đối với bây giờ ngươi mà nói là, đầy đủ. Vì sao muội nói cho ta biết cái này? Không được tiết lộ bí mật của Tô Lăng. Còn có, hãy bảo vệ người ngươi nên bảo vệ. Tương lai ngày nào đó, hắn không việc gì, ngươi cũng còn sống, ta sẽ có thưởng. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô thể hiện quái dị, không tiết lộ bí mật có thể hiểu được, bảo vệ người nên bảo vệ là có ý gì? Đi thôi, nó đang chờ ngươi. Tiểu hài nhi dẫm lên giày thêu đáng yêu đi ra khỏi phòng ngủ. Không đúng, muội là ai? Tiêu Phượng Ngô vội vàng xuống giường, đuổi tới trong phòng khách. Nhưng, phòng khách sống tuếch, nào có tiểu hài nhi gì? Nơi này là nơi quỷ quái gì? Tiêu Phượng Ngô bỗng nhiên cảm giác được có một cơn gió lạnh. Hai tử này sẽ không phải cũng là yêu thú biến ra đấy chứ? Trong đại diễn Thánh Địa đều là quái vật sao? Hoàng Kim Bỉ Mông thú. Tiêu Phượng Ngô nắm ngọc bài trong tay, dứt khoát ra khỏi phòng. Sau đó không lâu, Hàn Ngạo cũng từ trong viện bên cạnh đi tới, nhíu mày nhìn ngọc bài trong tay, do dự thật lâu, rồi lại đi tới Dược Sơn xa xa. Đại diễn Thánh Địa có 5 tòa cao phong vạn mét, nguy nga hùng vĩ, giống như trụ trời. Theo thứ tự là nơi hiện tại Thánh Chủ ở cùng nghị sự, vùng đất cấm kỵ của các túc lão, Thánh Chủ Quy Ẩn, cùng 3 tòa Dược Sơn tượng trưng cho căn cơ Thánh Địa. 3 tòa Dược Sơn ở sâu trong đại diễn Thánh Địa, không chỉ có cao tới vạn mét thẳng nhập mây xanh, còn vô cùng khổng lồ, nối liền cùng một chỗ, hở ra rất nhiều lưng núi như núi cao. Mê vụ bao phủ, kỳ quang lượn lờ, mùi hương lão dược phiêu đãng khắp nơi. Nơi này là cấm địa trong cấm địa, trừ đệ tử đóng giữ Dược Sơn ra, những người khác muốn ra vào, nhất định phải cầm ngọc bài trong tay. Mà người có được ngọc bài, trong mấy vạn người của đại diễn Thánh Địa chỉ có chút ít, không cao hơn 50 người. Tiêu Phượng Ngô trèo đèo lội suối chạy tới Dược Sơn, càng đến gần, càng có thể cảm giác được đại diễn Thánh Địa đề phòng nghiêm ngặt. Mặc dù trong lòng có chút thình thịch, tuy nhiên cũng may ra mặt hắn dày, tư thái phách lối, nện bước nhanh chân trực tiếp đi lên phía trước. Có thể là không nghĩ tới người phách lối như vậy muốn đi trộm đồ, cũng có thể bởi vì trên cổ hắn có ngọc bài, rất nhiều trưởng lão,
đệ tử cũng chỉ là chăm chú nhìn một lát, không có người nào ngăn cản. Trách không được đại diễn thánh địa lại xưng ngự yêu thánh địa, yêu thú nơi này xác thực khá nhiều. Tiêu Phượng Ngô đi tới, ven đường nhìn thấy rất nhiều yêu thú quý giá hiếm thấy. Ví dụ như Kim Diễm Thánh Sư, Tam Nhãn Hắc Hổ, Thiểm Điện Lân Mã, Nguyệt Linh Hổ các loại. Có một số linh yêu đang tùy ý ẩn hiện giữa rừng rậm, không người làm bạn. Có một số yêu thú thì bị người khác khống chế, phối hợp ăn ý với nhau. Có thể khống chế yêu thú, chính là ngự thú sư. Đại diễn thánh địa tụ tập, ngự thú sư, nhiều nhất thiên hạ, bọn hắn có được linh văn đặc thù, có thể cùng yêu thú ký kết khế ước linh hồn, biến thành đồng bạn trung thành nhất. Linh văn khác biệt, có thể khống chế linh yêu đẳng cấp khác biệt. Giống như Tô Triệt, có thể khống chế yêu thú cường hãn, kim bằng, đạt tới cấp bậc ngự thiên sư. Dừng lại, Tiêu Phượng Ngô rốt cuộc cũng bị ngăn lại tại phía trước dược sơn. Ta có ngọc bài. Tiêu Phượng Ngô cầm lấy ngọc bài trên cổ, lung lay trước mặt bọn hắn. Một vị nam tử lạnh lùng cưỡi sơn mã ngưu đi tới, trên dưới đánh giá hắn, sao ta chưa thấy qua ngươi, ngọc bài của Tô Lăng cô nương sao lại ở trên tay ngươi. Đây là Tô Lăng. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phượng Ngô nói thầm trong lòng, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, ta cướp. Ngươi tin không? Nghiêm túc chút, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử nhìn Tiêu Phượng Ngô từ trên xuống dưới. Ta còn không có gặp qua ngươi đây. Tô Lăng nói cầm ngọc bài liền có thể đến đây. Tránh ra, nam tử khẽ nhíu mày, trần chờ liên tục nhưng không có ngăn cản, nơi này xác thực có quy củ, nhận bài không nhận người. Đi đến nhớ tuân thủ quy củ, chớ đụng lung tung. Nếu như phát hiện bất luận hành vi phá hư gì, lập tức đưa đến hình luật đường. Hắc, thật đúng là đi được. Tiêu Phượng Ngô tùy tiện phất phất tay, đi đến dược sơn. Dược sơn nguy nga khổng lồ, đại thụ che trời, khí ẩm như sương, giống như là đi đến rừng sâu núi thẳm. Số lượng lớn kỳ chân dị quả như ẩn như hiện trong sương mù, tỏa ra tia sáng mê người. Còn có rất nhiều đệ tử linh yêu ẩn hiện. Tiêu Phượng Ngô giơ ngọc bài ra cho người mình đụng phải. Một đường đi thẳng đến trong sâu nhất của dược sơn, tìm được sơn cốc bị cường quang bao phủ. Nơi này làm sao vào được? Tiêu Phượng Ngô có thể cảm nhận được cường quang bao phủ là bình chướng bảo vệ. Lúc này, bình chướng trước mặt hắn bỗng nhiên ảm đạm, xuất hiện một chỗ trống cao 3 mét. Tiêu Phượng Ngô nhún vai, xuyên qua trống rỗng đi đến sơn cốc. Sơn cốc khoáng đạt rộng rãi, phân tán trên trăm ngôi mộ, trầm tĩnh trang trọng. Phía trước mỗi ngôi mộ có những mãnh thú không giống nhau, đại biểu cho thân phận yêu vật mai táng bên trong phần mộ. Có hùng sư, có mãnh hổ, có địa long, có thiên bằng. Có thể mai táng ở chỗ này, tất nhiên là yêu thú đã từng bảo vệ thánh địa, đồng thời làm ra cống hiến lại thực lực cường đại. Ở kia, Tiêu Phượng Ngô tiếp cận một pho tượng to lớn dữ tợn ở sâu bên trong, chính là bộ dáng bỉ mông cự thú. Pho tượng bỉ mông giống như cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Nó hơi rung nhẹ, truyền ra tiếng thú giống gừ gừ. Huyết khí toàn thân Tiêu Phượng Ngô bị kích thích, trở nên nóng bỏng. Pho tượng bỉ mông lắc lư, gầm nhẹ, mặt ngoài dần dần hiện ra đường vân màu vàng tinh mịn, bò đầy toàn thân. Đường vân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thô to, tuôn ra máu tươi màu vàng, tỏa ra tia sáng chói mắt. Bỉ mông, hoàng kim bỉ mông. Tiêu Phượng Ngô kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh chạy tới. Lúc này, bình chướng bảo vệ tại vị trí khác cũng xuất hiện vặn vẹo. Một nam tử cao gầy, mặt mũi đầy cảnh giác đi đến. Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Ngô kinh dị nhìn thân ảnh gầy gò kia. Sao ngươi lại ở đây? Hàn Ngạo cũng đang khẩn trương đâu, nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô cũng đang sững sờ. Giống. Một ngôi mộ trước mặt pho tượng lay động, cũng phát ra tiếng gào trầm thấp. Là pho tượng rực long dương cánh, toàn thân đen kịt, uy nghiêm hung ác. Mặt ngoài cũng nổi lên đường vân màu máu, cũng rất nhanh đã tuôn ra huyết thủy. Dực long hắc ám, nàng không có gạt ta. Toàn thân Hàn Ngạo nhấc lên huyết khí, vui mừng cuồng nhiệt nhìn pho tượng kia. Ai vậy, một tiểu nữ hài nhi? Tiêu Phượng Ngô hỏi. Làm sao ngươi biết, ta chính là, được rồi. Tiêu Phượng Ngô mặc kệ nhiều như vậy, hắn chạy tới hoàng kim bỉ mông. Hàn Ngạo cũng không hỏi thêm nữa, kích động xông về pho tượng dực long. Dựa theo những gì tiểu nữ hài nhi nói, mai táng trong mộ chính là huyết thống rực long thuần khiết, khi còn sống đã từng đạt tới cao giai niết bàn cảnh, bảo vệ đại diễn thánh địa, trấn nhiếp đại diễn sơn mạch minh mông. Các ngươi là ai?
Ba vị lão giả đột ngột xuất hiện ở giữa mồ, ánh mắt nhìn đến Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo bỗng nhiên biến sắc, lập tức đứng cứng ở tại chỗ, toàn thân đều chợt lạnh lên, giống như bị năng lượng vô hình cầm cố lại. Nói chuyện đi, ai cho phép các ngươi tiến vào nơi này? Ba vị lão giả dâng lên yêu khí kinh khủng, mơ hồ muốn hiện ra hình dáng mãnh thú, tràn ngập ra khí tức áp bách như đại dương. Những ngôi mộ xung quanh trong sơn đều bị kích thích, pho tượng lay động, yêu khí tràn ngập, trong lòng đất quanh quẩn lên nhiều tiếng thú giống. Ta là... Tiêu Phượng Ngô con mắt đi lòng vòng, vừa muốn kiếm cớ, ba vị lão nhân lại run rẩy, liên tiếp đổ đến trên mặt đất, giống như gặp một loại công kích vô hình nào đó. Bầy pho tượng sao động liên tiếp bình tĩnh, tiếng thú giống gừ gừ trở lại dưới mặt đất. Ai, ai ở chỗ này? Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo khẩn trương cảnh giác. Thế nhưng, chờ lại chờ, từ đầu đến cuối vẫn không có ai xuất hiện, cũng không có ai hãm hại bọn hắn. Giống. Pho tượng Bỉ Mông và Dực Long đột nhiên phát ra tiếng gào thét hùng hồn, chấn động sơn cốc, kích động bình chướng. Giống như có ai đang triệu hoán bọn hắn, thúc giục bọn hắn. Máu tươi mặt ngoài hai pho tượng càng ngày càng đậm hơn, sau đó giống như là đã có sinh mệnh, liên tiếp rời khỏi pho tượng, hội tụ ở phía trước, hình thành Bỉ Mông cùng Dực Long huyết sắc. Mặc kệ nó. Tiêu Phượng Ngô hét lớn một tiếng, sau đó lập tức vọt tới phía máu tươi ngưng tụ Bỉ Mông cự thú. Linh nguyên trong khí hải phấn khởi, huyết khí thân sôi trào, giống như là đang kích động hoan hô cái gì đó. Pho tượng sụp đổ, vẩy xuống đầy đất, toàn bộ huyết thủy màu vàng tuôn ra, hóa thành Bỉ Mông cự thú màu vàng khổng lồ, cứ như phục sinh một lần nữa, khí thế cuồng liệt, thú uy cuồn cuộn. Ta đến rồi. Tiêu Phượng Ngô cuồng nhiệt hô to, đón Bỉ Mông cự thú đụng tới. Ầm ầm, Bỉ Mông cự thú hướng bước lên trước rảo, va chạm Tiêu Phượng Ngô, trong chốc lát đã hòa làm một thể. A, à, máu của Hoàng Kim Bỉ Mông. Ha ha, thoải mái quá. Tiêu Phượng Ngô giống như được bao phủ trong huyết hải vô biên, thừa nhận huyết khí tràn ngập đất trời trùng kích. Mặc dù rất đau đớn nhưng lại mang đến cảm giác hưng phấn trước nay chưa có. Linh văn trên trán vặn vẹo, dâng lên vòng xoáy kịch liệt, dẫn dắt máu tươi màu vàng mãnh liệt cuốn vào. Đánh thẳng vào mạch máu toàn thân, cũng kích thích kinh mạch hải cốt, cuối cùng thẳng tới khí hải. Bỉ Mông thú ảnh trong khí hải kích động lại nóng nảy, tắm rửa kim quang đầy trời, phát sinh hai lần trưởng thành. Dực Long. Hàn Ngạo cũng không quan tâm, nhanh chóng đụng tới máu tươi ngưng tụ Dực Long hắc ám. Thiên hậu tôn trọng nguyện vọng thần hoàng, không muốn liên quan đến quá trình trưởng thành của người, nhưng vẫn lo lắng an toàn của người. Từ nay về sau, thần hoàng do các ngươi phụ trách bảo vệ. Không nên cô phụ trọng thác của thiên hậu, năm nào tháng nào đó, thần triều lại nổi lên, các ngươi chắc chắn được phong vương liệt hầu. Diêm Bá xuất hiện trên một pho tượng, yên lặng khẽ nói. Đợi sau khi hai người hoàn toàn dung nạp thú huyết, hắn phất tay dương lên, đưa người rời sơn cốc. Khi Dược Sơn phát giác được trong u cốc có vấn đề liền vội vã chạy tới nơi này, lúc đó chỉ thấy pho tượng Bỉ Mông và Dược Long đã sụp đổ, còn có ba vị lão nhân hôn mê bất tỉnh. Dược Sơn cấm khu bị xâm lấn, đại diễn thánh địa trên dưới chấn động. Đầu tiên lần theo tin tức Ngọc Bài, truy xét đến Tô Lăng. Sau khi xác định Tô Lăng có đem Ngọc Bài tặng người khác, lại căn cứ lời đệ tử Dược Sơn miêu tả hai người xâm nhập Dược Sơn, cùng việc hai pho tượng Hoàng Kim Bỉ Mông và Dực Long bị sụp đổ, thì đã đoán được là từ Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo, cút ra đây. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa khí thế hung hăng đuổi tới nơi vô hồi thánh địa ở. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng liên tiếp ra khỏi phòng, kỳ quái nhìn các cường giả đại diễn tụ tập ở bên ngoài. Một vị đại diễn túc lão đi đến phía trước, than nhẹ một tiếng. Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo trộm cắp Ngọc Bài, tự tiện xông vào cấm khu Dược Sơn, bừng tỉnh yêu thú bảo vệ đang ngủ say. Ngụy huynh, cho một lời giải thích đi. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Tự tiện xông vào cấm khu, lại còn bừng tỉnh yêu thú bảo vệ. Chuyện khi nào, chính là vừa rồi. Có phải có sai lầm hay không? Dược Sơn nằm sâu trong đại diễn thánh địa các vị, nơi này là biên giới thánh địa, khoảng cách gần trăm dặm. Tiêu Phượng Ngô làm sao lại chạy đến nơi đó, làm sao hắn biết nơi đó có cấm khu, làm sao có thể tùy tiện trở về được. Vậy thì phải hỏi các ngươi. Ba vị bảo vệ cấm khu trưởng lão cũng bị đánh ngất xỉu. Đám người đại diễn thánh địa mặt lộ địch ý, vô cùng hoài nghi là Ngụy Thiên Thu đã tự mình tham dự, thậm chí là vị thánh chủ vô lương kia. Xin chờ một chút.
Ngụy Thiên Thu ra hiệu với Vũ Văn Hùng. Vũ Văn Hùng đi đến trong viện gọi Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo ở phía sau. Hai người liên tiếp đẩy cửa phòng đi ra. Bên ngoài rất náo nhiệt sao? Tiêu Phượng Ngô thần thanh khí sảng, đầy mặt nụ cười. Không chỉ có thân thể gầy gò đã khôi phục lại bộ dáng to con, còn đột phá cảnh giới, biến đổi huyết mạch, trận cơ duyên đột nhiên xuất hiện này giống như đang nằm mơ vậy. Ngươi cứ nói đi. Vũ Văn Hùng khẽ nhíu mày, hai người này trước đó còn gầy như que củi, làm sao bây giờ đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu rồi. À, hình như cảnh giới đều đã đột phá đến thất trọng thiên rồi. Khương Tuyền cũng hơi có phản ứng, hai tên gia hỏa này đã đi dược viên của người ta thật sao? Quả thực là hồ nháo thôi. Hàn Ngạo bình thường không phải rất cao ngạo sao, làm sao cũng đi theo Tiêu Phượng Ngô làm ra loại chuyện này. Người ta đã tìm tới cửa, giải thích đi. Ngụy Thiên Thu khẽ nhíu mày, tự tiện xông vào cấm khu thánh địa cũng không phải việc nhỏ. Giải thích cái gì? Tiêu Phượng Ngô giống như không có chú ý tới ánh mắt của đám người, còn cố ý phô bày lên cơ bắp với Lâm Nam. Đứng đắn một chút, các ngươi tự tiện xông vào cấm khu, đánh thức yêu thú bảo vệ sao? Ngụy Thiên Thu nghiêm túc. Cái này sao, chúng ta là có đi, nhưng không tính là tự tiện xông vào. Không phải tự tiện xông vào, chẳng lẽ chúng ta mời. Lập tức thừa nhận tội của các ngươi thì sẽ được xử lý khoan dung, nếu không các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đại diễn thánh địa được. Một nam tử anh Tuấn đi đến phía trước quát tháo, hắn là Thẩm Minh Thu, cháu của đại diễn Túc Lão. Hắn vốn vô cùng phản cảm đối với biểu hiện gần đây của Vô Hồi Thánh Địa, thậm chí là chán ghét, đã đề nghị ra ra trần thuật với Thánh Chủ, đừng lại đưa Vô Hồi Thánh Địa đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Không nghĩ tới, bây giờ lại còn chạy đến cấm khu của bọn hắn hổ nháo. Không thể tha thứ. Tiêu Phượng Ngô gãi gãi đầu. Ta kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Có một tiểu hài nhi đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta, đưa cho ta một cái ngọc bài. Nói là trong cấm khu dược sơn chôn hoàng kim bỉ mông thú, 1.700 năm trước đã từng bảo vệ đại diễn thánh địa. Tiểu nha đầu gì? Một tuổi, cũng có thể là hai tuổi. Không biết tại sao lại xuất hiện, nói chút chuyện cổ quái, sau đó chỉ dẫn chúng ta đi đến dược sơn. Tô Niệm. Không biết. Nói bậy nói bạ, Niệm Nhi nhà chúng ta mới hai tuổi, nàng sẽ cho ngươi ngọc bài sao? Sẽ chỉ điểm cho ngươi sao? Ngươi lừa gạt ai đây? Thẩm Minh Thu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, kiếm cớ thì chỉ ít tìm bình thường một chút, đây quả thực coi bọn họ là đồ đần. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai. Dù sao lời ta nói cũng đều là thật, không phải vậy ta làm sao biết các ngươi có cấm khu, làm sao biết có hoàng kim bỉ mông. Đúng, nơi đó còn có ba lão đầu kỳ quái, nhìn chúng ta một chút, lại bỗng dưng liền nằm xuống. Thẩm Minh Thu cảm giác mình đã ép không được tức giận trong lồng ngực. Nhìn các ngươi một chút liền ngã. Ngươi nói lời này, chính ngươi có thể tin. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu. Không tin, nhưng chính là sự thật. Các ngươi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Hoắc Thiên Túng trầm xuống, đầu tiên là gầy trơ xương như củi trở về, lại cự tuyệt trả lời vấn đề, sau đó lại chạy đến dược sơn, bừng tỉnh thú hồn, còn trêu đến đại diễn người chỉ vào cái mũi bọn hắn tức giận la mắng. Trong này rõ ràng là có bí mật gì. Hàn Ngạo thản nhiên nói. Chúng ta cũng không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là đã nhận được lời mời. Chỉ hai câu này, giải thích rõ ràng cho ta. Chúng ta bị nhắc nhở qua, muốn cơ duyên, phải giữ kỹ bí mật. Ngươi! Hoắc Thiên Túng tức giận. Ngụy Thiên Thu nhẹ nhàng nâng tay, đi tới phía trước. Chúng ta đều vừa mới đến đại diễn thánh địa mấy ngày nay, phạm vi hoạt động có hạn. Hiểu rõ cũng có hạn, nếu như không phải chuyện có nguyên nhân, không thể nào mạo phạm cấm khu dược sơn. Huống chi, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta làm việc có nguyên tắc của mình, nên làm cái gì chúng ta tuyệt đối không mập mờ, không nên làm cái gì cũng sẽ không loạn làm. Nhưng nếu Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo đã xông cấm khu, mạo phạm đại diễn Thánh Địa, mặc kệ là có nguyên nhân gì, đều là có tội. Các ngươi có thể mang bọn hắn đi điều tra, nhưng xin đừng tổn thương đến bọn hắn. Bất kỳ xử phạt nào, trước khi thi hành, nhất định phải thông báo cùng chúng ta. Thẩm Minh Thu cao giọng thét lên ra lệnh. Mang đi. Bởi vì chuyện đặc biệt lại mẫn cảm, Thẩm Minh Thu đã cưỡng ép áp giải Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo đến chủ phong, đẩy lên trước mặt thánh chủ. Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo lại nói chuyện đã xảy ra một lần nữa, tuy nhiên nhìn thấy bên cạnh thánh chủ có Tô Triệt, đều rất lý trí không có nói tới chuyện Tô Lăng.
thả bọn họ trở về đi. Sau khi đại diễn thánh chủ hiểu rõ tình huống, đơn giản chỉ là phất tay. Trở về, ý của ngài là, thả. Thẩm Minh Thu cau chặt lông mày, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Các đệ tử và trưởng lão đại diễn thánh địa đều không hiểu thấu, thế nhưng bọn hắn đã tự tiện xông vào cấm khu, còn hủy mộ của Hoàng Kim Bỉ Mông và Dực Long. Đại diễn thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Các ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Thú huyết mai táng đều đã đến trong thân thể bọn họ, còn có thể rút ra sao? Thẩm Minh Thu dưới uy thế của thánh chủ đã cúi thấp đầu, nhưng vẫn kiên trì nói, bọn hắn lấy trộm ngọc bài, xông vào cấm khu, còn phá hư pho tượng, chẳng lẽ không nên trả giá đắt sao? Có trưởng lão trầm giọng phụ họa. Thánh chủ, nếu như không xử lý bọn hắn, sợ sẽ để cho vô hồi thánh địa phách lối. Lời này lập tức được rất nhiều người tán đồng. Từ khi vô hồi thánh địa lại tới đây liền ngang ngược phách lối, không có để đại diễn thánh địa bọn hắn vào mắt, làm việc càng là không cố kỵ gì. Nếu như lần này ngay cả đệ tử vô hồi sông cấm khu cũng đều bị tha thứ đơn giản, vô hồi thánh địa há càng không phách lối hơn. Hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa lại sẽ đối đãi đại diễn thánh địa bọn hắn như thế nào? Đại diễn thánh chủ nói, bọn hắn vốn sẽ nhận trừng phạt, nhưng bọn hắn đều không phải là đệ tử đại diễn thánh địa. Không thể nào dựa theo quy củ của chúng ta mà làm được. Ta sẽ đích thân bàn bạc cùng vô hồi thánh chủ, thương lượng biện pháp giải quyết. Tất cả đi xuống đi. Tiêu Phượng Ngô Hàn Ngạo hai mặt nhìn nhau, tùy ý như thế sao? Các đệ tử và trưởng lão đại diễn đều cảm thấy rất uất ức, nhưng không có người nào dám ngỗ nghịch với thánh chủ, chỉ có thể cáo từ lui ra, áp lấy Tiêu Phượng Ngô cùng Hàn Ngạo rời khỏi. Thẩm Minh Thu cảnh cáo bọn hắn. Đừng vui mừng quá sớm, chuyện này còn chưa xong đâu. Tiêu Phượng Ngô nói, bằng hữu, đừng hung ác như thế, chúng ta thật sự bị người khác chỉ dẫn, không phải vậy thì sao có thể làm ra chuyện này. Thẩm Minh Thu hừ lạnh, ai là bằng hữu với ngươi, nhớ kỹ, ta là Thẩm Minh Thu, gia gia của ta là đại diễn Túc Lão nhiều tuổi nhất. Ta không phải ngự thiên sư, nhưng ta là Thánh Linh Văn. Ồ, Tiêu Phượng Ngô một lần nữa đánh giá nam tử anh Tuấn gầy gò trước mặt này, trách không được phách lối như vậy. Thì ra là cùng bối cảnh với Hàn Ngạo. Ánh mắt Thẩm Minh Thu lăng lệ. Linh Văn, Thiểm Linh, ta là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, ta sẽ phụ trách hành động lần này ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nếu như thánh chủ không trừng trị các ngươi, chờ đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ta sẽ tự mình ra tay. Thiểm Linh là cái gì? Tiêu Phượng Ngô không để ý cảnh cáo của hắn, kỳ quái hỏi Hàn Ngạo. Tốc độ của hắn, có thể đuổi theo lôi điện, hắn muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Năm đó Hàn Ngạo tiến vào thiên khải bí cảnh đã nghe nói qua tên của Thẩm Minh Thu. Đuổi theo thiểm điện, tốc độ nhanh như vậy thân thể này của ngươi có thể chống đỡ được, vèo một cái đi ra, chịu được sao? Y phục theo kịp sao? Ngây thơ, vô chi, ngươi nhớ kỹ cho ta, đại diễn thánh địa có thể trở thành tôn chủ liên minh thánh địa Tây Bộ, không phải dựa vào đan dược như ly hỏa, mà là thực lực tuyệt đối. Ngay cả bốn đại thánh địa trung ương đều rất tôn trọng nơi này. Vô hồi thánh địa các ngươi tính là thứ gì, vậy mà dám ở nơi này luân phiên làm càn. Tính tình ta không có tốt như thánh chủ đâu, ta không quen nhìn các ngươi, ta càng chán ghét các ngươi. Thẩm Minh Thu không che giấu cảm giác của hắn đối với đám người Tiêu Phượng Ngô chút nào. Tiêu Phượng Ngô vỗ vỗ bả vai Thẩm Minh Thu. Ngươi nói ngươi đó, ta cũng không nhận ra ngươi, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể đem mình tức thành như thế này. Ánh mắt Thẩm Minh Thu bỗng nhiên phát lạnh. Đừng đụng vào ta. Tính tình vẫn còn lớn. Tiêu Phượng Ngô không quan trọng mà nắm ở bả vai Hàn Ngạo, nhanh chân rời khỏi. Trong đại điện, Tô Triệt lắc đầu than nhẹ, là Niệm Nhi. Phải. Đại diễn thánh chủ có thể cảm giác ra hai người không phải đang nói dối, nếu không phải nói dối, Tiểu Hài Nhi chỉ dẫn bọn hắn chỉ có thể là Tô Niệm. Niệm Nhi mới 2 tuổi. Làm sao muội ấy lại biết chuyện Hoàng Kim Bỉ Mông Thú và Dực Long Hắc Ám? Lại vì sao muốn chỉ dẫn người ngoài đi qua? Tô Triệt rất khó hiểu. Đại diễn thánh chủ thì thào khẽ nói. Ta luôn cảm thấy bên cạnh Niệm Nhi có bóng dáng thần bí đi theo, bây giờ hẳn là có thể xác định được rồi. Ba vị túc lão thoái ẩn trấn thủ cấm khu kia thực lực rất cao thâm, không thể nào nói ngã liền ngã được. Loại chuyện này hắn làm không được, vô hồi thánh chủ càng không làm được. Thật có bóng dáng, là một loại linh hồn nào đó, hay là người nào? Tại sao muốn đi theo bên cạnh Niệm Nhi? Tô Triệt trước đó đã nghe phụ thân đề cập tới chuyện này, nhưng một mực vẫn không thể nào hiểu được, càng khó có thể tiếp nhận được.
chẳng lẽ là bởi vì lúc Niệm Nhi sinh ra đời đã đưa tới dị tượng quá đặc biệt, sau đó từ bên trong mênh mông đại diễn sơn mạch dẫn ra một loại linh hồn cổ lão nào đó, hay là hấp dẫn đến một loại yêu vật thần bí nào đó? Đại diễn thánh chủ lắc đầu khẽ nói. Cái này cũng không rõ ràng. Mặc kệ là hồn hay là người, có thể tùy tiện đánh ngã ba vị túc lão, thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Phụ thân, đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta có cần phải cùng Niệm Nhi nói chuyện không? Mẫu thân người trước đó đã từng thử qua, nhưng không có kết quả gì. Nếu như chỉ là làm bạn với Niệm Nhi, thế thì không có gì, chúng ta hoan nghênh. Nếu có ý niệm tà ác gì, vọng tưởng khống chế nàng, chúng ta không thể không nhanh chóng can thiệp. Trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, bây giờ đã có thể xác định được rồi. Nếu chúng ta không giải quyết được, xin mời lão tổ tông ra mặt đi. Mặc kệ là hồn hay là người, mặc kệ là ma hay là yêu, đều phải tra rõ ràng. Chỉ là cái gì? Tại sao muội ấy lại muốn chỉ dẫn Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo chứ? Bởi vì bọn hắn là thú linh văn, hay là trên thân hai người có bí mật gì? Có phải là bởi vì Tô Lăng hay không? Niệm Nhi dùng cơ duyên, để bọn hắn im miệng. Tô Triệt nói xong, khẽ chau mày, Niệm Nhi vẫn chưa tới 2 tuổi, có thể có tư duy này. Ngươi tìm cơ hội tiếp xúc Tiêu Phượng Ngô và Hàn Ngạo. Hài Nhi sẽ tìm Hàn Ngạo nói chuyện trước. Tô Triệt nghĩ đến Hàn Ngạo đầu tiên, mà không phải Tiêu Phượng Ngô. Hắn nhìn người từ trước đến nay rất chuẩn, Tiêu Phượng Ngô nhìn thì chất phác, nhưng chưa chắc là thật chất phác, Hàn Ngạo nhìn như kiêu ngạo, lại càng dễ chỉ dẫn cảm xúc. Ta tìm Vô Hồi Thánh Chủ nói chuyện, nếu thú huyết đã tiến vào thân thể Hàn Ngạo và Tiêu Phượng Ngô, muốn tháo rời ra là không thể nào, nhưng nhất định phải để bọn hắn bỏ ra chút giá. Đại diễn Thánh Chủ nói, bỗng nhiên lộ ra nụ cười khổ. Ta thật là đau đầu khi gặp phải nữ tử điên kia. Tô Triệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân toát ra vẻ mặt như vậy, không khỏi cười khẽ. Hài Nhi ngược lại thật ra cảm giác Vô Hồi Thánh Chủ không có ghê tởm như vậy. Ngài ấy chỉ là quá thất vọng đối với Thánh Địa Nam Bộ thôi, thất vọng đến mức cũng không nguyện ý lãng phí bất cứ tình cảm gì cùng bọn hắn nữa. Đại diễn Thánh Chủ nhìn ái tử mình. Ngươi thật sự nghĩ như vậy. Nếu như Vô Hồi Thánh Địa tiếp nhận oán hận ngàn năm, lại tới đây cũng còn có thể tươi cười đón lấy, nhẫn nhịn không phát, mới thật là có vấn đề. Hoặc là, chính là Vô Hồi Thánh Địa xác thực quá yếu, yếu đến chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Hoặc là, Vô Hồi Thánh Chủ lòng dạ thâm trầm, giỏi về nhẫn nhịn, tinh thông tính toán. Từ khi Vô Hồi Thánh Chủ lại tới đây liền phách lối bá đạo, nhưng thật ra là dám giận dám nói, dám làm dám chịu. Thánh Chủ như thế này, nếu quả thật ngài thành tâm mà đợi, nàng so với đáp lễ ngài thì còn sẽ là tôn trọng. Thánh Chủ như thế này, nếu quả thật làm tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ, Hải Nhi cũng cảm giác vẫn rất phù hợp. Tô Triệt cười nói, đứng dậy cáo lui. Ngài và Vô Hồi Thánh Chủ cứ từ từ nói chuyện với nhau, Hải Nhi đi chiếu cố Hàn Ngạo. Đại diễn Thánh Chủ nhìn Tô Triệt rời khỏi, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Hai tử này thật sự là ưu tú đến để hắn kiêu ngạo. Có thiên phú, lại không kiêu ngạo. Có năng lực, lại không trương dương. Có trí tuệ, có năng lực, còn rất có phong độ. Nếu sau khi trải qua mấy lần gặp trắc trở còn có thể hoàn mỹ như vậy thì thật tốt. Xem ra mẫu thân hắn nói rất đúng, đây là thời điểm thả hắn ra ngoài tu hành. Đại diễn Thánh Chủ đứng dậy rời khỏi, chuẩn bị tìm Vô Hồi Thánh Chủ nói chuyện. Nhưng, trừng phạt thế nào mới có thể làm cho Vô Hồi Thánh Chủ tiếp nhận, lại có thể bàn giao cho người phía dưới đây? Khi Khương Phàm đang chìm ngâm tu luyện ở ý thức hải trong, bỗng nhiên phát giác có người đứng ở trước mặt. Hắn nhíu mày, mở ánh mắt sắc bén sáng tỏ ra, một gương mặt xinh đẹp đang đụng mặt hắn. Cô làm gì? Sau khi Khương Phàm hơi nâng thân thể lên, ngươi là Chu Tước. Tô Lăng ngồi xổm ở trước mặt Khương Phàm, ngửi nhẹ mùi vị trên người hắn. Ta là Bạch Hổ. Ngươi chính là Chu Tước. Tô Lăng tin tưởng phán đoán của mình, tiểu hài tử không nên nói lung tung. Chớ nói chuyện không có nắm chắc. Khương Phàm đứng dậy đi ra. Tô Lăng theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt xinh đẹp không có chút biểu hiện nào, ca ca không để cho ta đụng ngươi. Ca ca cô là ai? Tô Triệt. Ca ca cô nói rất đúng. Hắn là hắn, ta là ta. Cho nên, ta muốn ăn ngươi. Đôi môi thật mỏng của Tô Lăng phun ra lưỡi rắn tinh hồng, con người biến thành mắt dọc, tập trung vào Khương Phàm. Khương Phàm dừng lại. Có chút ngưng mi. Tiểu cô nương, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi để cho ta ăn, hay là chính ta ăn?
Tô Lăng thể hiện lạnh nhạt, hôm nay nhất định phải nuốt hắn, nếm thử huyết mạch. Tô Lăng, chúng ta đã nói rồi mà. Một âm thanh đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người rằng co. Đây là muội muội của ngươi. Khương Phàm nhìn Tô Triệt đi tới. Tô Triệt cười nhạt mà nói. Muội muội ta không có ác ý, chỉ là đối với thứ mình hiếu kỳ quá cố chấp. Nhìn kỹ nàng, ta không muốn ở chỗ này gây chuyện. Khương Phàm nói xong cũng muốn rời khỏi. Khương Phàm. Tô Triệt bỗng nhiên gọi hắn lại. Còn có việc. Có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Không có. Ngươi có khả năng tự mình cảm giác không ra, nhưng dáng vẻ ngươi bây giờ tựa như là. Đã nhận một loại áp lực nào đó. Ta không có ý gì khác, nếu như ngươi vô hồi thánh địa ở không vui, đại diễn thánh địa hoan nghênh ngươi. Cảm ơn ý tốt, ta chỉ muốn chuyên chú tu luyện. Tu võ đương nhiên quan trọng, nhưng tu tâm là mấu chốt. Cái gọi là tu tâm, phải đi để trải qua, đi để cảm nhận, đi để có dư vị, đi để hối hận, để tiếc nuối, để đền bù. Tô Triệt cười nhạt mà nói. Thánh địa thiên hạ là người một nhà, ta hơn 20 tuổi, xem như sư huynh, hôm nay đưa ngươi hai câu nói, hy vọng ngươi có thể không quên sơ tâm, cũng nguyện ngươi có thể hài lòng. Khương Phàm không muốn để ý tới, lại bị hai câu nói của Tô Triệt ngoài ý muốn kích thích tiếng lòng. Nên trải qua thì trải qua, nên hưởng thụ thì hưởng thụ, nên phóng túng thì phóng túng, chỉ cần không nguy hại người khác, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi tận lực kiềm chế tình cảm, phong bế bản thân, chưa hẳn chính là chuyện tốt, nói không chừng sẽ vào một thời khắc nào đó, đột nhiên tán phát ra, biến thành tai họa ngầm. Ví dụ như, tâm kiếp sinh tử cảnh. Ngươi chấp nhất tu võ, ta rất thưởng thức, nhưng hy vọng ngươi sẽ không trở thành con rối của võ đạo. Dù sao ngươi cũng chỉ mới 15 tuổi, mở chút lòng, nhẹ nhõm chút. Thời điểm trước đó khi Tô Triệt gặp được Khương Phàm tại Thiên Khải Bí Cảnh cũng cảm giác người này rất đặc biệt. Cũng để lại ấn tượng thật sâu. Không nghĩ tới mấy tháng ngắn ngủi không gặp, vậy mà hắn giống như đã biến thành người khác, trở nên âm trầm, trở nên lạnh nhạt, trở nên tàn nhẫn. Chính là bởi vì ấn tượng khắc sâu lúc ấy, bây giờ mới có cảm giác mãnh liệt như thế, không khỏi nói thêm vài câu. Cảm ơn thiện ý của ngươi, ta xin đón nhận. Khương Phàm vẫn đi ra. Ai? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài. Hai tử à, ngươi có sứ mệnh của ngươi. Ngươi có thù hận của ngươi, nhưng ngươi cần khỏe mạnh trưởng thành, không nên quá sốt ruột. Tiền bối, ta không quên được Diêm Bá. Ta vẫn muốn biết chuyện của ta phía sau này, nhưng ta không nghĩ tới ta trùng sinh lại là dùng toàn bộ thần triều chôn vùi đổi lấy. Thiên hậu, Tu La, Chư Vương, còn có quá nhiều anh linh, tất cả đều đang đợi ta trưởng thành. Mỗi lần Khương Phàm nhớ tới Diêm Bá để lại trong sơn cốc hắn liền có thể cảm nhận mãnh liệt được linh hồn sinh linh kiếp trước dung hợp. Có thể khắc cốt cảm nhận được vô số tướng lĩnh con dân bi tráng sau khi thần triều tuyên cáo diệt quốc. Bọn hắn đã từ bỏ hết thảy, dùng hết tất cả, sẽ chỉ đổi lại cho hắn một trận trùng sinh. Tình cảm này đã tràn ngập linh hồn, xúc động tâm linh. Hắn không thể nào lười biếng, nhất định phải hai chân hướng về phía trước, một khắc cũng không được ngừng. Bọn hắn muốn ngươi trùng sinh, là xem ngươi trở thành hy vọng. Bọn hắn muốn là thần hoàng sống sờ sờ. Không phải vũ khí báo thù. Vừa rồi hài tử kia nhắc nhở rất đúng, không quên sơ tâm, cũng phải biết hài lòng. Người bây giờ phong bế tình cảm, kiềm chế bản thân, sẽ để một góc khác ở thân thể trong biến thành mãnh thú đáng sợ, tại thời khắc nào đó sẽ phá lồng mà ra. Thời khắc kia, chính là sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh, hướng chết mà sinh, hướng sinh mà chết, sinh tử khó liệu. Muốn sống, rất khó, muốn chết, rất dễ dàng. Mãnh thú phá lồng chính là tâm ma, có thể dễ dàng phá hủy ngươi. Ngươi muốn mạnh lên, luyện thể luyện hồn, còn phải luyện tâm. Đan Hoàng trấn an. Không có trách cứ, chỉ có đau lòng. Hắn thấy, hồn niệm trong sơn cốc kia nhắc nhở quá sớm, cũng nhắc nhở quá nhiều lắm. Bây giờ Khương Phàm vẫn chỉ là một hài tử, không chịu đựng nổi gánh vác trầm trọng như vậy. Nếu như cưỡng ép đặt ở trên người hắn, rất dễ dàng sẽ đè sập hắn. Nhưng... dù sao cũng đã biết, chỉ có thể từ từ điều trị. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể nhanh chóng khôi phục lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đan Hoàng cũng vô cùng hy vọng bên cạnh đứa nhỏ này có thể có một nữ hài nhi dịu dàng đến bồi bạn. Bởi vì, từ khi Khương Phàm sinh ra đến bây giờ, trong quá trình lớn lên tình thương của phụ thân cực ít, tình thương của phụ mẫu càng hoàn toàn thiếu thốn. Cái này không chỉ là đáng thương, càng là một loại tai họa ngầm.
Tô Triệt nhìn bóng lưng Khương Phàm rời khỏi, nhẹ giọng tự nói. 15 tuổi, ánh mắt lại như 25 tuổi, rốt cuộc ngươi đã cất giấu bí mật gì? Để cho muội ăn hắn, 3 ngày sau muội sẽ phun hắn ra. Tô Lăng còn đang chấp nhất. Đừng lại chọc hắn, hắn không thể nào là chu tước gì đó. Tô Triệt lắc đầu cười khổ, thật uổng cho ngươi nghĩ ra, đây chính là vạn cầm chi tổ, là thần tổ yêu tộc, làm sao có thể lấy hình thái linh văn hiển hiện trên thân thể con người. Tô Lăng đâu chịu từ bỏ. Muội tin tưởng trực giác của mình, không phải chu tước chân chính, nhưng hẳn là có huyết mạch chu tước linh cầm khác. Mau trở về đi thôi, phụ thân chờ một lúc sẽ đi qua đây, chớ chọc người tức giận. Tô Triệt đẩy nàng rời khỏi, trên mặt hiện ra nụ cười, đi đến chỗ Hàn Ngạo ở. Trong sân Vô Hồi Thánh Chủ, đại diễn Thánh Chủ lấy dũng khí đến nơi này, để hắn ngoài ý muốn chính là, Vô Hồi Thánh Chủ lại mở miệng trước, bọn hắn mạo phạm cấm khu, lẽ ra nên nhận trừng phạt, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta đều có thể cân nhắc. Cô có thể nói như vậy, ta rất cảm kích, dựa theo quy củ đại diễn Thánh Địa, tự tiện xông vào cấm khu, nên phế bỏ kinh mạch, trục xuất Thánh Địa. Hai người bọn họ không chỉ là xông cấm khu, còn cuốn đi hai thú huyết quý giá, dựa theo quy củ nên xử tử. Nhưng chuyện đặc biệt, bọn hắn lại là đệ tử Vô Hồi, ta sẽ xét xử lý. Đại diễn Thánh Chủ sau khi nói xong, hơi trầm mặc. Ngươi chọn một người ở lại đại diễn Thánh Địa, một người khác có thể rời khỏi. Vô Hồi Thánh Chủ đón ánh mắt đại diễn Thánh Chủ, ngươi nói ở lại, là mấy tháng, hay là mấy năm. Đại diễn Thánh Chủ mỉm cười nói, vĩnh viễn. Vô Hồi Thánh Chủ quả quyết cự tuyệt, điều đó là không thể nào. Đại diễn Thánh Chủ nói, bọn hắn dung hợp huyết khí so với bản thân bọn hắn đều quý giá hơn, chúng ta có thể thả đi một người đã là rất khoan dung. Vô Hồi Thánh Chủ cười khẽ. Như ta đã biết, bọn hắn đúng là bị dẫn dụ đi qua. Mà trước khi trở về, bộ dáng bộ nửa chết nửa sống kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại diễn Thánh Chủ lắc đầu. Trong này dính đến bí mật của chúng ta, chính là bởi vì như thế này, chúng ta mới nguyện ý thả đi một người, hy vọng một người khác giữ bí mật. Người có thể đề nghị cách trừng phạt khác, nhưng bọn hắn thì không thể ở lại, một người cũng đều không được. Vô Hồi Thánh Chủ nhiều lần cự tuyệt. Bất luận là Hàn Ngạo hay là Tiêu Phượng Ngô đều vô cùng quan trọng đối với Vô Hồi Thánh Địa, tuyệt đối không thể bởi vì không hiểu thấu chuyện gì mà bỏ ở nơi này. Đại diễn Thánh Chủ biết nàng sẽ không đồng ý. Vô Hồi Thánh Chủ có gì biện pháp gì để giải quyết tốt? Vô Hồi Thánh Chủ nói. Sau khi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta có thể vô điều kiện phối hợp một lần hành động với đại diễn Thánh Địa các ngươi, hành động đoạt được, hoàn toàn giao cho đại diễn Thánh Địa. Bất cứ lúc nào. Bất kỳ hành động gì. Đại diễn Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, điều kiện này coi như không tệ. Thứ hai, sau khi ta đến Tổ Sơn, chỉ nhắc tới tội của Ly Hỏa Thánh Địa, không truy xét trách nhiệm của hai Thánh Địa Hồn Thiên và Linh Kiếp. Còn có thứ ba sao? Ta cũng là chủ nhân Thánh Địa, ta đã hiểu tự tiện xông vào Thánh Địa là tội lớn. Cho nên, Tiêu Phượng Ngô ở lại, tuyên bố với bên ngoài là vĩnh viễn, thực tế vào 10 năm sau, tạo cơ hội để hắn quay về Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, đại diễn Thánh Chủ lập tức thể hiện sự quái dị. Vô Hồi Thánh Chủ cười nhạt mà nói. Ba điều kiện này như thế nào? Cho ngươi đủ mặt mũi, cũng có thể để cho chúng ta chấp nhận. Đại diễn Thánh Chủ cũng cười. Hai cái đầu cũng tạm được, chỉ là điều thứ ba này. Ta nuôi không hắn 10 năm, sau đó lại để hắn trở về cho ngươi. Hắn đây là bị phạt, hay là đến ký túc? Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên nói. Điều kiện thứ ba này không phải là chuyện mặt mũi sao, người suy nghĩ nhiều rồi. Ha ha, lấy tính cách Tiêu Phượng Ngô nhà các ngươi kia, ta sợ không dùng đến 10 năm là có thể đem chút cơ nghiệp ấy của đại diễn Thánh Địa chúng ta lấy sạch sẽ mất. Có thể lời này của ngài ta không thích nghe, tính cách Tiêu Phượng Ngô nhà chúng ta thế nào? Hắn thuần phát thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, còn ngại ngùng hàm xúc. Nếu như không phải bởi vì chuyện tự tiện xông vào cấm khu thực sự không thể tha thứ. Ta còn thực sự không nỡ để hắn lại. Vô Hồi Thánh Chủ nói, chỉ là trong ánh mắt kia là xảo quyệt, lại hoàn toàn không muốn che giấu. Đại diễn Thánh Chủ phất tay. Được rồi, cứ hai cái đầu trước đi. Tuy nhiên ta có một điều kiện, đừng lại truy vấn Hàn Ngạo và Tiêu Phượng Ngô trước đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải tự mình nhắc nhở hai người bọn họ, nên bảo thủ bí mật. Lúc đại diễn Thánh Chủ rời khỏi từ chỗ Vô Hồi Thánh Chủ, vừa vặn Tô Triệt cũng đã rời khỏi gian phòng Hàn Ngạo.
bên trong đại hoang ẩn giấu đi bí mật. Tô Triệt đi theo bên cạnh phụ thân, nhẹ giọng nói nhỏ. Bí mật gì? Hàn Ngạo Ý rất căng, nhưng mỗi khi ta nhắc đến đại hoang thâm uyên, hắn đều sẽ rất cảnh giác. Đại diễn thánh chủ yên lặng đi một lát, nói khẽ. Ly Hỏa Thánh Địa triệu tập 3.000 cường giả bôn tập đại hoang thâm uyên, lại suýt chút nữa toàn bộ bị chôn vùi ở nơi đó. Mà lúc đó Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, đều không có xuất hiện ở đại hoang. Có thể thấy được thực lực tổng hợp của Vô Hồi Thánh Địa so với tưởng tượng bên ngoài còn cường đại hơn. Vô Hồi Thánh Chủ tức giận đến muốn hủy diệt cả Ly Hỏa Thánh Địa, rất có thể không chỉ là bởi vì bọn hắn mạo phạm đại hoang, mà là sợ Ly Hỏa Thánh Địa phát giác được bí mật nơi đó. Cuộc tập kích lớn. Vẻ mặt Tô Triệt nghiêm trọng. Đại hoang thâm uyên hắc ám tà ác, có thể có bí mật gì? Không điều tra rõ bí mật bên trong đại hoang thâm uyên, ta thực sự không đề nghị Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản Liên Minh Thánh Địa Nam Bộ. Đại diễn thánh chủ lo lắng không phải Vô Hồi Thánh Chủ, mà là có phải nơi đó có lực lượng gì tà ác hay không, có ảnh hưởng đến Vô Hồi Thánh Địa hay không. Ngài không có thăm dò Vô Hồi Thánh Chủ sao? Cái này không cần thăm dò. Nàng không có trung hậu trung thực như người nghĩ đâu, nàng rất tinh. Nếu quả thật có bí mật, nàng sẽ không hề đề cập tới. Sau khi sự kiện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc, người có thể đề nghị Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, cùng nhau đóng giữ đại hoang thâm uyên hay không? Đại diễn thánh chủ khẽ nhúc nhích tinh thần, Tô Triệt nói. Ngài ấy không phải luôn mồm chỉ trích, coi thường hai thánh địa Hồn Thiên và Linh Kiếp sao? Vừa hay nhân cơ hội này, thuyết phục hai phe tiến vào chiếm giữ đại hoang thâm uyên. Chúng ta cũng có thể chủ động xin đi giết giặc, hiệp phòng đại hoang thâm uyên. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ không tiếp nhận, đã nói lên đại hoang thâm uyên thật có bí mật. Sau đó ngài lén mời 4 đại thánh địa trung ương đến Nam Bộ, lấy ước định Vô Hồi Thánh Địa có tư cách đảm nhiệm vị trí tôn chủ hay không, sau đó điều tra đại hoang thâm uyên. Đại diễn thánh chủ chậm rãi gật đầu, phương pháp không tệ, hợp tình lại hợp lý. Vị trí tôn chủ Nam Bộ không thể nào tùy tiện giao cho Vô Hồi Thánh Địa, nhất định phải điều tra rõ bên trong đại hoang thâm uyên rốt cuộc ẩn giấu cái gì, đối với tư tưởng ý thức bọn hắn có sinh ra ảnh hưởng hay không. Ngày thứ hai, dưới sự chứng kiến của đám người Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, linh văn của Tịch Nhan đã thành công biến đổi, tăng lên tới Đại Thừa Thánh Văn, ngay cả cảnh giới đều tùy theo tăng lên tới Thất Trọng Thiên, chính thức bước lên linh nguyên cảnh cao giai. Dạ An Nhiên là Đại Thừa Linh Văn, ngũ hành chi thể. Tịch Nhan là Đại Thừa Linh Văn, linh hồn luân hồi. Hai đại hạch tâm đại hoang tù thiên trận rốt cuộc cũng có thể chống đỡ pháp trận cũng như có tư cách khống chế đại hoang ấn. Mặc dù tương lai muốn trấn áp đại hoang, tốt nhất là có thể đem linh văn của hai người đều tăng lên tới chí tôn, nhưng bây giờ đối với giai đoạn tìm tòi mà nói, Đại Thừa Thánh Văn đã hoàn toàn đủ. Khương Phàm tiếp tục bế quan, tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền, Tiêu Phượng Mô thì cứng rắn kéo lấy Hàn Ngạo đi khắp nơi khiêu chiến. Mặc kệ Thất Trọng Thiên hay là Bát Trọng Thiên, bọn hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, tùy ý thể hiện bọn hắn sau khi biến đổi lực lượng huyết mạch cường đại. Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa đã sớm muốn dạy dỗ hai tên này, liên hợp lại ứng đối. Ngay cả Đại Diễn Thánh Địa đều được Thẩm Minh Thu dẫn đầu xuống tham dự vào. 7 ngày sau, động thời điểm bọn người Tiêu Phượng Mô đang huyên náo càng ngày càng oanh động, Vĩnh Hằng Thánh Sơn rốt cuộc cũng truyền đến tin tức. Vĩnh Hằng Chi Linh đã nở rộ, bí cảnh đã buông lỏng. Đại diễn thánh chủ lập tức triệu tập Vô Hồi Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Sơn thuộc về Thánh Địa Tây Bộ, phạm vi vạn dặm, vô số bí cảnh, linh bảo khắp nơi trên đất, còn có cổ địa mai táng, có được dị thú thượng cổ huyết mạch. Thời gian 3 tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, các vị đừng lãng phí thời gian, đều đem tinh lực phóng tới tìm kiếm cơ duyên, chuyện ân oán đi ra lại nháo. Ta lấy danh nghĩa tôn chủ Tây Bộ mời các vị tới, đã chọc tới các thánh địa khác. Hy vọng các vị có thể tôn trọng ta, đừng lại cho ta gây phiền toái. Đại diễn thánh chủ trịnh trọng lại nghiêm túc nhắc nhở tất cả các đệ tử thánh địa. Chuyện đưa thánh địa Nam Bộ vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn này đã để tất cả thánh địa ở Tây Bộ gây nên mâu thuẫn lớn, nếu như không phải hắn là tôn chủ cao quý, có một ít đặc quyền, nói không chừng sẽ náo thành cái dạng gì. Hồn Thiên Thánh Chủ liếc mắt nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Đại diễn thánh chủ yên tâm, chúng ta đều hiểu phân tắc. Ngươi chỉ cần nhắc nhở một ít người chú ý thu liễm liền sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Vô Hồi Thánh Chủ thản nhiên nói. Vô Hồi Thánh Địa chúng ta trung nghĩa nhân ái, đệ tử Vô Hồi Thánh Địa chúng ta hữu hảo thiện lương.
Linh kiếp thánh địa nhìn không được trợn mắt chừng một cái, vô hồi thánh chủ, bây giờ muốn ngụy trang sao, muộn rồi. Vô hồi thánh chủ khinh thường nói. Chúng ta bản chất chính là thuần lương như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy không giống, vậy thì phải tự thân tìm nguyên nhân. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nhún nhường ba phần. Người tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc, thánh chủ, ta hiểu đúng không? Rất không tệ. Vô hồi thánh chủ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ khuôn mặt Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô lạnh rung mà nói. Hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa, bây giờ ở vào giai đoạn nhún nhường ba phần, ly hỏa thánh địa chính là sắp chảm thảo trừ căn. Tiêu Phượng Ngô, đánh ngươi còn chưa đủ ác. Hoàn nhan liệt của hồn thiên thánh địa thực sự chịu không được cái tên gia hỏa này. Ngươi là bát trọng thiên, lại là đại thừa thánh văn, đánh ta không phải không đúng sao? Tiểu gia ta có thể tại trên tay ngươi kiên trì 5 phút đồng hồ không ngã, kiêu ngạo. Tiêu Phượng Ngô hất đầu một cái, cố ý liếc nhìn hắn. Tại đại diễn thánh địa, đều có lo lắng, không có buông tay buông chân, chờ sau khi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chúng ta lại chậm chậm mà đánh. Lúc Tác Lam Nhan khiêu chiến bị Tiêu Phượng Ngô đánh bay qua, chàng diện kia đến bây giờ còn xoay quanh trong đầu, để nàng xấu hổ giận dữ đan sen. Bọn người triệu thắng của linh kiếp thánh địa bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này mặc dù rất phách lối, nhưng không thể không thừa nhận xác thực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là sau khi dung hợp hoàng kim bỉ mông của đại diễn thánh địa, từ huyết mạch đến thực lực đều chiếm được thăng hoa. Tiêu Phượng Ngô thể hiện khoa trương. Tiến vào Thánh Sơn còn đánh, người đây là có ý gì? Hồn thiên thánh địa quét mắt tới. Bãi săn không đến 5 tiếng, liền để các ngươi toàn phế đi, còn tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại đánh. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ không đủ, còn muốn đến trước mặt thánh địa khác nhận ngược đãi. Ngươi muốn chết. Hoàn Nhan Liệt tức giận. Tất cả câm miệng. Đại diễn thánh địa, Thẩm Minh Thu cao giọng quát tháo, không thể nhịn được nữa. Thánh chủ chúng ta vừa mới nhắc nhở các ngươi đừng chọc phiền phức, các ngươi điếc sao? Hừ. Tiêu Phượng Ngô hừ lạnh. Đem đầu vứt qua một bên. Hừ cái dám, ngươi không sẽ sống đi ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Bọn người Thác Bạc Hoàng lên cơn giận dữ, thực sự khó mà bình tĩnh được. Đây là ý gì, muốn giết ta à? Đại diễn thánh chủ vừa mới nói, phải tôn trọng lẫn nhau, ngươi còn chưa có đi đến liền kêu đánh kêu giết, thích hợp sao? Im miệng. Thẩm Minh Thu gào thét, căm tức nhìn đám người hồn thiên thánh địa cùng vô hồi thánh địa. Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn muốn giết ta. Tiêu Phượng Ngô nhún vai. Ngươi đáng chết. Đáy mắt Hoàn Nhan Liệt hiện lên tia sắt lạnh, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đại diễn thánh chủ rất bất đắc dĩ, phất tay ra hiệu. Lên đường đi. Vĩnh Hằng Thánh Sơn ở vào cảnh nội Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng không phải là Hoàng Triều bình thường như Lang Gia Hoàng Triều, mà là Chí Tôn Hoàng Triều áp đảo phía trên thánh địa. Tại Thương Huyền Đại Lục, Hoàng Triều có thể mang theo tên, Chí Tôn, tổng cộng có 7 cái. Cũng đều là hoàng tộc chân chính. Không chỉ có cương vực tung hoành 10 vạn dặm, truyền thừa mấy ngàn năm, đại thành ngàn vạn, con dân ức vạn, còn có số lượng lớn võ viện, cường tông, thậm chí thánh điện. Bên trong các đại chí tôn hoàng triều, làm hoàng tộc hoàng thất đều có lực uy tín tuyệt đối, cùng với thực lực tuyệt đối. Huyền Nguyệt chí tôn hoàng triều chính là hoàng tộc Tây Bộ, lại có mối quan hệ tốt cùng đại diễn thánh địa và các thánh địa Tây Bộ. Mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, Hoàng thất Huyền Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ đồng ý lời mời tham dự, cùng nhau chiến đấu, Vĩnh Hằng Chi Linh. Oanh! Trên 9 tầng trời có một khe hở bị xé rách. Nơi đó khí lãng ngập trời, hoàn toàn mờ mịt, mãnh liệt chập trùng, đụng vùng thiên địa này đều đang vang lớn. Từ phía dưới trông lên tựa như thương thiên đang mở mắt ra, khí tức hỗn độn cuồn cuộn, lôi đình vô tận đang bạo động, bao la hùng vĩ lại rung động. Nơi đó chính là vĩnh hằng bí cảnh tồn tại ở trong hư không vỡ ra khe hở. Khí tức hỗn độn trong khe hở đang trùng kích, vô cùng kinh khủng, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như trăm vạn thú triều gào thét, không gian vặn vẹo, màn trời xô trào. Không gian nơi đó càng ngày càng không ổn định. Chờ vết nứt hoàn toàn mở ra, sẽ cùng tế đàn cổ phía dưới sinh ra liên hệ, xuất hiện một con đường không gian. Đến lúc đó chỉ cần leo lên tế đàn cổ liền có thể tiến về Vĩnh Hằng Thánh Sơn trong hư không. Vĩnh Hằng Chi Linh trăm năm nở rộ, Vĩnh Hằng bí cảnh trăm năm mở ra. Vĩnh Hằng Thánh Sơn rốt cuộc tồn tại ở chỗ nào? Thật là hư không sao, hay là vùng đất gì cũng không biết. Hàng ngàn hàng vạn cường giả tụ tập tại giữa dãy núi,
cùng nhau chú ý cảnh tượng thần bí trăm năm mới gặp. Dựa theo lệ cũ, trước khi mỗi thánh địa tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên chọn lựa 10 kẻ may mắn từ linh hồn cảnh trở xuống, hộ tống tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đây là ân huệ thánh địa cho bọn hắn. Oanh! Giữa thiên địa xa xôi truyền đến âm thanh to lớn, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới. Một cường quang hắc tuyến lóe ra đang nhanh chóng phóng đại, rõ ràng trong tầm mắt mọi người. Là phiến mây đen cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, che khuất bầu trời, hình thành hắc ám giống như màn đêm bao phủ dãy núi. Trong mây đen cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc, không ngừng có lôi điện tráng kiện xé rách thiên địa, nổ tung núi cao, đánh nát cây rừng. Uy thế kinh khủng, cách rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Huyền Nguyệt Hoàng thất tới. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Sơn muốn chính thức mở ra trong mấy ngày này? Đám người kinh hô, kính sợ vừa khẩn trương. Mây đen che trời, lôi đình chói mắt, tràn qua thiên khung, vết nứt cách hơn 10 dặm mới dừng lại. Sâu trong mây đen, một con hung cầm như ẩn như hiện, lệ khí cuồn cuộn, khiến mãnh thú trong rừng rậm kinh hãi. Nó bạo ngược khí tức, dương cánh 3.000 mét, giống như phiến lôi chỉ sôi trào, trong mây đen nặng nề rực sáng không gì sánh được. Thương Thiên Tước, thánh thú bảo vệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, có được thân thể cao lớn, cùng lôi điện khủng bố hủy diệt vạn vật. Nghe nói một kích vỗ cánh liền có thể tùy tiện chôn vùi trăm dặm sơn hà, triển khai toàn bộ thực lực, có thể quét ngang cửu thiên, gây nên lôi kiếp diệt thế. Số lượng lớn con dân Huyền Nguyệt Hoàng Triều quỳ một chân trên đất, hành lễ với Thương Thiên Tước, cũng là thăm hỏi hoàng thất trên lưng Thương Thiên Tước. Nhân hoàng tới rồi sao? Nhân hoàng đương nhiên sẽ tới, dù sao bảy đại thánh chủ thánh địa đều sẽ đích thân tới. Mặc dù Huyền Nguyệt Hoàng Triều tôn làm hoàng tộc, nhưng tại Thương Huyền Đại Lục, không có người nào không cho thánh địa mấy phần mặt mũi. Thánh địa bảo vệ dân chúng, được mọi người tôn trọng, lại hơn 20 thánh địa từ xưa đến nay cùng tiến cùng lui. Một khi ai trêu chọc thánh địa nơi nào đó, chính là trở mặt với thánh địa thiên hạ, chọc giận ức vạn dân chúng. Huyền Nguyệt Hoàng thất sẽ an bài bao nhiêu người đi đến? Dựa theo hiệp nghị giữa Huyền Nguyệt Hoàng thất cùng thánh địa Tây Bộ, hình như vẫn luôn có được danh sách 12 người. Trên dưới hoàng triều, từ hoàng thất đến vương hầu, còn có các võ viện thánh điện, tinh anh thiên tài đếm mãi không hết, có phải danh sách 12 người thiếu một chút hay không? Hoàng thất từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu lập xuống quy củ, mỗi khi Vĩnh Hằng bí cảnh mở ra, sẽ tổ chức đại hội diễn võ, từ các nơi chọn phái ra thiên tài chọn lựa 10 người. Năm bát trọng thiên, năm cửu trọng thiên, hai người còn lại thuộc về hoàng thất. Vĩnh Hằng Thánh Sơn là bảo địa cơ duyên hiếm thấy, lại là trăm năm mới mở, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lần này hẳn là có thể tập kết các thiên tài mạnh nhất đại tân sinh Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nếu như có thể đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh, cơ duyên là vô cùng lớn. Lần trước Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra kẻ may mắn là nhân hoàng đương đại, lấy được Vĩnh Hằng Chi Linh, thăng hoa linh văn. Người phía dưới đang quỳ lạy, đang nghị luận, đang chờ mong, cường giả hoàng triều trên lưng Thương Thiên Tước cũng đều đưa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vết nứt không gian bạo động nơi xa. Chính như đám người phía dưới nói, có thể đụng phải Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, thật sự là may mắn đến cực điểm. Có thể từ mấy vạn thiên tài tinh anh trổ hết tài năng, đạt được tư cách tiến vào Thánh Sơn, cũng là may mắn trong may mắn. Cảm xúc của bọn hắn đều bành trướng, kích động. Nghe nói, khắp nơi ở bên trong đều có cơ duyên. Nghe nói, bên trong có cổ địa thần linh để lại. Nghe nói, bên trong có di chủng huyết mạch tuyệt thế hiếm thấy. Nếu như có thể đạt được một cơ duyên, đã hơn 10 năm khổ tu bên ngoài. Nếu như có thể khai quật ra cổ địa, nói không chừng có thể có được bảo vật thay đổi vận mệnh. Bọn hắn đều kìm nén sức lực, muốn sau trận lịch luyện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này, bỏ xa người bọn hắn muốn. Đại diễn thánh địa thật sẽ mang thánh địa Nam Bộ tới. Một nữ tử 15 tương đương 16 tuổi từ đằng xa rời ánh mắt tới, nhìn đại diễn thánh địa. Nàng xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, hai mắt trong vắt có thần, cường quang lôi chiều chiếu vào trên mặt nàng, càng lộ ra da thịt óng ánh. Vĩnh Hằng Thánh Sơn thuộc về thánh địa Tây Bộ. Bọn hắn có quyền quyết định người ra vào. Nhân hoàng ở phía trước đứng chắp tay, toàn thân khuấy động kinh người uy thế, cứ việc tận lực áp chế, nhưng vẫn làm cho xung quanh sợ hãi khó có thể bình an. Ta nghe nói giữa liên minh thánh địa Nam Bộ ở có mâu thuẫn rất sâu, còn suýt chút nữa đánh nhau. Thánh địa khai chiến, ha ha, thật đúng là hiếm thấy, bọn hắn đã quên sứ mạng của mình rồi sao? Nữ tử ngữ khí lạnh nhạt, thần thái cao ngạo. Mặc dù liên minh thánh địa Nam Bộ cách nơi này mấy chục vạn dặm, thật giống như một thế giới khác,
nhưng bởi vì đại diễn thánh địa chủ động mời Nam Bộ tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, bọn hắn vẫn hơi hiểu rõ tình huống Nam Bộ một chút. Nhân Hoàng uy nghiêm nhắc nhở. Hoàng triều chúng ta không đánh giá chuyện giữa thánh địa, Vĩnh Hằng Thánh Sơn trăm năm mới gặp, các người có thể may mắn tiến vào, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Phụ Hoàng, nhi thần không thèm để ý giữa thánh địa có giao dịch gì, nhi thần là hoài nghi đại diễn thánh chủ kéo liên minh thánh địa Nam Bộ mới là thật sự mục đích. Nghe nói tiểu nữ nhi tô niệm của đại diễn thánh chủ là một tiểu yêu nghiệt. Ngày sinh ra đã từng gây nên dị tượng thiên địa, ức vạn yêu thú đại diễn sơn mạch yên lặng 3 ngày 3 đêm, bữa tiệc tròn tuổi càng đã hàng phục được bán huyết kim bằng, chấn kinh thánh địa. Loại yêu tộc pháp lệnh này có năng lực đặc thù, đã gây nên nhiều mặt chú ý. Có người thậm chí đã suy đoán, nàng vô cùng có khả năng đã có được bát phẩm thiên linh văn. Lúc này đại diễn thánh địa lại mời Nam Bộ liên minh ra trận, rất có thể là muốn liên hợp bọn hắn, cướp đoạt Vĩnh Hằng chi linh. Nữ tử là nữ nhi thứ 7 của Nhân Hoàng, Tiêu Lạc Lê, hai tử nhỏ nhất, cũng có được thiên phú mạnh nhất. Phụ Hoàng, tiểu muội nói không sai, mặc dù đại diễn thánh chủ chỉ có 3 con trai, nhưng thiên phú đều vô cùng mạnh, bọn hắn hẳn là sẽ nhất định phải được Vĩnh Hằng chi linh. Nam tử bên phải Nhân Hoàng đồng ý suy đoán của Tiêu Lạc Lê. Tóc hắn dài đen bóng, kiếm mi tà phi, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng khẽ mím, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Dáng người thon dài cao lớn lại không thô cuồng, có chút ngẩng đầu, lãnh ngạo cô thanh lại thịnh khí bức người. Hắn là hài tử thứ 6 của Nhân Hoàng, Tiêu Lạc Sư, linh nguyên cảnh cửu trọng thiên, là đội trưởng đội ngũ hoàng triều lần này. Ngữ khí Nhân Hoàng lạnh lùng. Thánh địa làm việc không liên quan các ngươi. Các ngươi quản tốt mình, không tiếc mọi thứ phải lấy được Vĩnh Hằng chi linh cho ta. Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư có chút cúi đầu, lui lại 2 bước, không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng, sau một hồi an tĩnh, phía sau bỗng nhiên có người khẽ nói. Nếu như Liên minh Thánh địa Nam Bộ thật có hợp tác cùng đại diễn Thánh địa, chúng ta phải coi chừng, bởi vì Nam Bộ Liên minh có một nhân vật đặc biệt. Nhân vật đặc biệt gì? Các cường giả thiên kiêu hoàng triều đều nhìn về nam tử phía sau. Gương mặt trắng nõn, lại lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra sự lăng lệ giống như liệp ưng. Hắn là Lăng Thất Tung, con trai của Đông Bộ Thiên Cương Vương, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, có tư chất tuyệt cường, một thời gian trước vừa tiến vào bát trọng thiên, trong đại hội diễn võ kịch liệt đã lấy được danh sách. Hắn tên Khương Phàm. Trên khuôn mặt lãnh tuấn của Lăng Thất Tung hiện ra một nụ cười quái dị. Khương Phàm. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe đều không có nghe qua. Hắn rất đặc biệt, cần đặc biệt chú ý. Làm sao ngươi biết? Tiêu Lạc Lê hỏi. Lăng Thất Tung có chút nhún vai, không muốn phải nhiều lời. Sau đó không lâu, Tử Dương Thánh Địa và Tiêu Giao Thánh Địa trong Liên minh Thánh Địa Tây Bộ liên tiếp đến. Sau khi các phương ra hiệu lẫn nhau, đều chú ý vết nứt càng ngày càng oanh động ở không trung. Tế đàn cổ phủ bụi trăm năm trong núi rừng bị kích thích. Đánh rách tả tơi địa tầng, từ dưới đất chậm rãi dâng lên, từng tia ánh sáng giống như tinh linh mỹ diệu, vần quanh tế đàn, xen lẫn thành pháp trận thần bí. Oanh! Vết nứt trên không trung oanh minh kịch liệt, khí tức hỗn độn bạo động, cuồn cuộn thiên địa, cực kỳ kinh người, để sông núi rừng rậm đều dâng lên sóng lớn. Tế đàn tăng vọt tia sáng kéo dài tới không trung. Khi đại diễn thánh địa mang theo hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa, cùng vô hồi thánh địa chạy tới nơi này. Tế đàn cổ và vết nứt Vĩnh Hằng bí cảnh thành công hoàn thành kết nối. Một đường hầm hư không giống như cơn lốc phát ngang giữa đất trời, cường quang lấp lóe, khí lãng ngập trời, rung động không gì sánh được. Tán tu các phương kích động, đang mong đợi mình được thánh địa chọn chúng, cùng đi vào vùng đất Vĩnh Hằng thần bí kia, không hy vọng xa vời được chiến đấu với Vĩnh Hằng chi linh, có thể may mắn có được 1-2 cái cơ duyên là được rồi. Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Giao Thánh Địa lại đem ánh nhìn về phía đại diễn thánh địa. Những người kia chính là Thánh địa Nam Bộ. Không phải Nam Bộ có 4 đại thánh địa sao, sao ta chỉ nhìn thấy 3? Đại diễn Thánh chủ thật đúng là đã mang bọn hắn đến. Đại diễn Thánh chủ thật trượng nghĩa nhỉ, mỗi Thánh địa Nam Bộ đều được 10 người. Đại diễn Thánh chủ là mời bọn họ đến giúp đỡ sao, ý đồ quá rõ ràng. Xem ra đại diễn Thánh địa đối với Vĩnh Hằng Chi Linh là tình thế bắt buộc rồi. Không có cách nào khác, người ta là tôn chủ, có quyền lợi đặc biệt. Tất cả đệ tử Thánh địa tinh anh đối với chuyện đại diễn Thánh địa mời chào Thánh địa Nam Bộ này, vẫn luôn có phê bình kín đáo, nhưng Thánh chủ bọn hắn trước khi đến đều đã nghiêm lệnh không thể nhiều lời, bọn hắn chỉ có thể cào nhau. Đó là Huyền Nguyệt Hoàng Triều.
hoàng tộc chân chính. Vô hồi thánh chủ ra hiệu bọn người Khương Phàm nhìn về phía Lôi Vân hơn 10 dặm bên ngoài. Thương Thiên Tước lớn đến kinh khủng đang như ẩn như hiện giữa tầng mây lôi điện, cố ý sôi trào lôi chiều ngập trời, phát ra uy lực và năng lượng kinh thế, hiện ra tư thái hoàng tộc với các thánh địa. Oa, hoàng tộc sao? Tiêu Phượng Ngô cảm thán không thôi, mắt đều là ánh sáng. Trước đó ở Thương Châu hắn cảm giác Lang Gia Hoàng Triều chính là thế giới hắn muốn chạm đến, sau khi nghe được thánh địa, mới biết được phía trên Hoàng Triều còn có tôn quý chủ nhân địa vực, bây giờ gia nhập thánh địa lại mới biết được phía trên thánh địa lại còn có hoàng tộc càng kinh khủng hơn nữa. Nghe nói trong hoàng tộc còn có khác biệt. Thế giới quả nhiên bao la. Sinh mệnh đều đặc sắc như vậy. Huyền Nguyệt Chí Tôn, Tiêu Thị Hoàng Tộc, ta đã trở về, chủ tử của các ngươi, trở về. Khương Phàm khẽ nói trong lòng, đáy mắt thâm thúy đung đưa ánh tinh mang. Nhưng không phải kích động, mà là thù hận, từ linh hồn tán phát ra. Ai có thể xác định cảnh giới của thiếu niên tóc ngắn bên trong vô hồi thánh địa kia? Lăng Thất Tung đứng trên lưng Thương Thiên Tước, nhìn Khương Phàm trong đội ngũ vô hồi thánh địa. Có tộc lão hoàng thất trông qua, dò xét. Tóc ngắn bát trọng thiên, tóc dài thất trọng thiên, một mặt ngu xuẩn bộ dáng là thất trọng thiên. Lăng Thất Tung cười nói. Bát trọng thiên, quả nhiên, vô hồi thánh địa từ đầu đã bồi dưỡng hắn. Có thiên tài hoàng triều khẽ nhíu mày, rốt cuộc hắn có cái gì đặc biệt, đáng để ngươi như thế chú ý. Lăng Thất Tung cố ý liếc mắt mấy người bên cạnh, trên mặt trắng noãn mang theo nụ cười tà mị. Nếu như là thất trọng thiên, các ngươi không cần thiết đặc biệt để ý hắn, nhưng đã đột phá đến bát trọng thiên, lần này hắn sẽ là nhân vật nguy hiểm nhất trong cuộc hành động ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Tóm lại, không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Vì sao ngươi hiểu rõ hắn như vậy? Tiêu Lạc Lê sáng tỏ đôi mắt, kỳ quái nhìn Lăng Thất Tung. Trong ấn tượng của nàng, Lăng Thất Tung kiêu ngạo không ai bì nổi, trên dưới hoàng triều có thể được hắn công nhận lác đác không có mấy người, chưa từng có thấy hắn tôn sùng một người nào như thế. Lăng Thất Tung nói, ta đã gặp qua hắn. Ngươi gặp qua, ở đâu? Các thiên tài hoàng triều đều không hiểu thấu, nơi này cách La Phù Xâm Lâm Nam Bộ mấy chục vạn dặm. Làm sao Lăng Thất Tung qua đó được? Lăng Thất Tung nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nhắc nhở các ngươi, không cần cùng vô hồi thánh địa đối nghịch, nếu không. Ha ha, hắn có thể giết chết bất kỳ một kẻ nào trong các ngươi. Hừ, có người khinh thường, dương mắt lạnh lẽo nhìn về vô hồi thánh địa. Ngươi không phục, có thể thử một chút. Lăng Thất Tung cố ý lườm bên cạnh người kia một chút. Ha ha, ta cảm thấy buồn cười. Lăng Thất Tung ngươi lại có lúc cũng sợ sệt. Còn giết chết bất kỳ một kẻ nào trong chúng ta, đơn giản. Ha ha, trò cười, nam tử tên là Thẩm Hoành Đồ, siêu cấp thiên tài võ viện Hoàng Triều, danh chấn một vực, trổ hết tài năng từ mấy vạn tinh anh trên đại hội diễn võ. Vậy thì mời, ngươi nếu có thể thắng hắn mấy chiêu, từ hôm nay trở đi ta liền ngưỡng mộ ngươi. Lăng Thất Tung nhếch miệng, đưa tay ra hiệu. Còn chưa có tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, không nóng nảy. Vừa hay thừa dịp còn chưa bắt đầu, trợ hứng cho tất cả mọi người. Xin mời, không dám sao. Ánh mắt Thẩm Hoành Đồ lạnh xuống, tiếp cận Lăng Thất Tung. Lăng Thất Tung đón lấy ánh mắt Thẩm Hoành Đồ, không dám thì đừng ồn ào. Dám thì đi qua ngay cho ta, nhìn kỹ cho ta. Thẩm Hoành Đồ đột nhiên nhảy xuống khỏi Thương Thiên Tước, sau khi rơi xuống 3.000 mét, dưới chân đột nhiên dâng lên thủy triều thật lớn, vững vàng kéo hắn lại. Thủy triều nhấc lên, rung động dãy núi. Cường giả hoàng triều trên Thương Thiên Tước đều không có ngăn cản, mặc dù khiêu khích như vậy có chút vô lễ, nhưng bọn hắn rất ngạc nhiên không biết rốt cuộc người mà Lăng Thất Tung tôn sùng mạnh cỡ nào. Vô hồi thánh địa, Khương Phàm, Thẩm Hoành Đồ đạp trên hải triều lao về phía trước, ngẩng đầu hét lớn. Khí thế buông thả, thủy triều oanh minh, ánh sáng linh văn chiếu lấy gương mặt lãnh tuấn. Hắn giống như vương giả từ sâu trong đại dương mênh mông đi tới, cao ngạo lại mạnh mẽ. Bầu không khí náo nhiệt trong dãy núi thoáng an tĩnh, mọi người đều không hiểu thấu mà trông qua. Vô hồi thánh địa, Nam Bộ, Khương Phàm là ai, làm sao lại chọc tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều rồi? Trong vô hồi thánh địa, Khương Phàm khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn thủy triều màu lam lao nhanh ở nơi xa. Tô Triệt giới thiệu, hắn là Thẩm Hoành Đồ, nhân vật đại biểu trong đại tân sinh Huyền Nguyệt Hoàng Triều, được Thương Loan Võ Viện vun trồng. Thương Loan Võ Viện là một trong 7 đại siêu cấp võ viện của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, thực lực hùng hậu, lực ảnh hưởng rất lớn. Ngươi biết hắn? Hàn Ngạo nhìn Khương Phàm. Khương Phàm lắc đầu, chưa từng nghe qua.
Vậy hắn nổi điên làm gì? Ta tới thu thập hắn. Tiêu Phượng Ngô vẫy vẫy bả vai muốn đi qua. Để ta. Khương Phàm đè Tiêu Phượng Ngô lại, đi đến phía trước. Trong đội ngũ hồn thiên thánh địa, Thác Bạt Hoàng hừ lạnh, trên người gia hỏa này có khí chất cần ăn đòn à, cách hơn 10 dặm đều có thể mang theo kẻ địch. Ngươi chính là Khương Phàm. Thẩm Hoành đồ đạp trên thủy triều lao nhanh đứng ở trên không, cao ngạo rằng co với Khương Phàm. Thủy triều chiếm cứ trên không trung, không có một giọt vẩy xuống, vững vàng kéo lên thân thể của hắn, khiến cho rất nhiều tinh anh thánh địa nhìn thấy mà than thở. Không hổ là thiên tài hoàng triều, mặc dù có ý tận lực kìm nén nhưng không thể không khiến người khác tin phục. Nói thẳng chuyện, Khương Phàm từ trên thân Thẩm Hoành đồ cảm nhận được địch ý mãnh liệt, nhưng hắn vô cùng xác định, chưa thấy qua người này. Có người nói ngươi rất đặc biệt, ta đặc biệt đến đây lĩnh giáo. Ai? Cái này ngươi không cần quan tâm, thừa dịp Vĩnh Hằng Thánh Sơn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, có hứng thú cùng ta luận bàn mấy chiêu hay không? Ha ha, ta không có ý gì khác, trợ hứng cho tất cả mọi người mà thôi. Không hứng thú. Khương Phàm quay người muốn rời khỏi. Không nể mặt ta. Nơi này không phải võ viện của các ngươi, ngươi muốn thế nào liền phải thế ấy sao? Ra ra ta không hầu hạ cái tính tình nát này của ngươi. Tốt thay cho một tên tiểu tử tùy tiện. Thẩm Hoành đồ trầm mặt xuống, hải triều xung quanh trong lúc bất chợt sôi trào lên, hừng hực lôi triều ở bạo động bên trong, chiếu thấu trời cao. Lôi thủy song linh văn. Là song thánh văn, rất nhiều tán tu có chút động. Tất cả các đệ tử thánh địa Tây Bộ chợt có hứng thú, mặc dù cái tên Thẩm Hoành đồ này cao ngạo, nhưng thực lực lại phi phàm, khinh thường quần hùng hoàng triều. Người tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Thẩm Hoành đồ nhảy vọt lên về phía trước hung hăng ném ra một quyền. Thủy triều sôi trào, ù ù điếc tai, lôi điện bạo động, sáng rực đất trời. Lôi thủy xen lẫn, hóa thành một con dao long dài đến 10 mét, nặng đến mấy chục vạn tấn, mang theo sát ý nóng nảy, xông về phía Khương Phàm. Biển cả hiện dao long, lôi đình chấn cửu thiên. Uy thế tuyệt luân, oanh động toàn trường. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Thánh viêm màu vàng mãnh liệt xuất hiện, nhanh chóng nổ bắn ra trời cao. Như chu tước dương cánh, mở rộng giữa cửu thiên. Hung uy cuồn cuộn, chiếu sáng đất trời. Ầm ầm. Chu tước vờn quanh, thánh viêm nhấc lên hóa thành một vòng mặt trời mạnh mẽ, cường quang chiếu rọi khắp nơi, nhiệt độ cao tràn ngập. Từ phóng thích đến ngưng tụ một mạch mà thành, thế lực tấn mãnh, hình ảnh hoa lệ, vô cùng tinh tế. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, linh văn trên trán nở rộ. Khống chế mặt trời trên không trung, tràn ngập khí tức chí cương chí dương bá liệt, sôi trào khí thế phần diệt âm tà cường đại, đón nhận con dao long kia. Số lượng lớn đệ tử thánh địa chợt ngây người ra, vô số cường giả trong dãy núi chấn kinh. Mặt trời hoành kích bầu trời, đối diện đụng vào dao long. Phá cho ta! Thẩm Hoành đồ ở phía xa hét to, linh văn trên trán rạng rỡ cường quang, toàn lực khống chế. Dao long lấy lôi điện làm xương, lấy hải triều làm thân thể. Lôi thủy giao hòa, uy thế gia tăng. Ầm ầm, thanh vang lớn rung trời. Giao long băng diệt, mặt trời không việc gì. Sắc mặt Thẩm Hoành đồ hơi biến đổi, lập tức nhấc lên chiều cường, tràn ngập lôi điện bá liệt, tiến lên nộ kích mặt trời. Linh văn cường hãn, lực khống chế cường thịnh. Thủy triều càng ngày càng to lớn, càng ngày càng mạnh thế. Lôi điện oanh minh, hừng hực lại dữ dằn, tràn ngập thủy triều liên tục bạo kích. Trước trước sau sau. 30 cơn triều dâng tiếp tục bạo kích, rốt cuộc cũng đã băng diệt đến kim quang mặt trời. Nhưng sau khi mặt trời nổ tung đã nở rộ nhiệt độ cao, vậy mà trong nháy mắt bốc hơi một nửa thủy triều, năng lượng khủng bố đã chôn vùi lôi triều. Thẩm Hoành đồ bị vén lùi mấy chục mét, chật vật phóng thích thủy triều, miễn cưỡng ổn định. Hắn tức giận gào thét, trước tiên liền đưa một tay chỉ trời, ngưng tụ lôi vân nặng nề, cùng cộng minh với lôi vân thương thiên tước thả ra ở nơi xa, muốn tiếp dẫn lôi triều. Phản kích Khương Phàm. Nhưng, hắn giữ vừa vững thân thể trong chốc lát, một bóng người đã dương cánh lao tới. Tốc độ quá nhanh, khi Thẩm Hoành đồ nhìn thấy thân ảnh, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Phàm vung lên nắm đấm tấn công trực diện. Kim viêm vờn quanh nắm đấm giống như là chiến xa cổ lão, u u nghiền ép thiên khung, chấn động thiên địa, đánh về phía Thẩm Hoành đồ. Thẩm Hoành đồ ớn lạnh toàn thân, không lo được tiếp dẫn. Kích thích linh nguyên điên cuồng phóng thích năng lượng về phía trước. Răng rắc, ầm ầm, lôi chiều tán loạn, thủy chiều tránh lui, trọng quyền của Khương Phàm đã xuyên qua lồng ngực Thẩm Hoành đồ. Thẩm Hoành đồ thổ huyết, kêu thảm bay ra ngoài.
đột nhiên kịch biến khiến cho toàn trường chấn kinh, máu tươi rơi đầy trời, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Hoành Đồ, số lượng lớn tinh anh trên Thương Thiên Tước bỗng nhiên biến sắc, lập tức nhảy xuống không trung, xông về Thẩm Hoành Đồ. Hắn không chết được, không trúng trái tim. Khương Phàm không có truy kích, cũng không có lại nhiều nhìn một chút, lập tức trở về trong đội ngũ Vô Hồi Thánh Địa. Bọn người Tiêu Phượng Ngô đối với sự cường đại của Khương Phàm đã chết lặng, nhưng các tinh anh Thánh Địa Tây Bộ lại vô cùng ngoài ý muốn bởi thực lực Khương Phàm. Các cường giả Hoàng Thất ôm lấy Thẩm Hoành Đồ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua Khương Phàm đang rời khỏi. Bọn hắn đều rất rõ ràng thực lực của Thẩm Hoành Đồ, hải triều ngưng tụ mấy chục vạn tấn thủy triều, cuồng lực vô biên, còn có lôi điện, thực lực gấp bội, vậy mà lại gánh không được vầng mặt trời kia của Khương Phàm. Chưa kể Thẩm Hoành Đồ rõ ràng đã mặc áo giáp, lại cứ như vậy mà bị đánh xuyên qua lồng ngực, cái này cần bao nhiêu lực bộc phát? 200.000, 300.000, hay là đã vượt qua 300.000 cực cảnh? Ha ha! Lăng Thất Tùng đứng ở trên lưng Thương Thiên Tước, nhịn không được mà cười ra tiếng. Khương Phàm lúc ở Thất Trọng Thiên đã có thể đối kháng Chí Tôn Thánh Văn Hoàng tộc, Bát Trọng Thiên lại là một trận thăng hoa, thực lực tự nhiên sâu không lường được. Rốt cuộc hắn là ai? Hoàng tử Tiêu Lạc Sư bất mãn với thái độ của Lăng Thất Tùng, gia hỏa này rõ ràng là cố ý kích thích Thẩm Hoành Đồ ra tay. Đệ tử Thánh Chủ Vô Hồi Thánh Địa, nhân vật phong vân của Nam Bộ. Nếu các ngươi đã điều tra qua sự kiện của Nam Bộ, chẳng lẽ không biết nguyên nhân gây ra chuyện? Chính là Ly Hỏa Thánh Địa đã bắt phụ thân và tình nhân của hắn, kết quả hắn đã trực tiếp chạy đến Ly Hỏa Thánh Địa, dùng một trận lũ lụt bao phủ hơn 3.000 dặm hoang mãng nguyên, cuối cùng huyên náo hai đại thánh địa trực tiếp khai chiến. Hắn không chỉ có thực lực rất mạnh, lại còn là một kẻ điên, cho nên ta mới nhắc nhở các ngươi, đừng chọc hắn. Kết quả, ha ha, là Thẩm Hoành Đồ không nghe khuyên bảo. Người biết rõ tính cách Thẩm Hoành Đồ, mới cố ý kích thích hắn đi gây sự để mất mặt. Đừng cho rằng ta không biết ân oán giữa hai người các ngươi. Tiêu Lạc Lê má ngọc xinh đẹp, ánh mắt cũng rất lạnh, sau khi liếc mắt nhìn Lăng Thất Tung, lại nhìn về phía Khương Phàm xa xa. Mới mười mấy tuổi vậy mà có thể làm ra chuyện điên cuồng dìm nước Thánh Địa như vậy, đây nào chỉ là tên điên, quả thực là bệnh trạng. Thánh Địa Thanh Cao, làm sao lại bồi dưỡng được đệ tử dã man như thế? Đại Thừa Thánh Văn, cảnh giác hắn. Nhân Hoàng cao ngạo tôn quý, khinh thường giao thủ bình thường giữa đệ tử, nhưng vẫn nhìn nhiều Khương Phàm. Trước khi phóng thích mặt trời, cái bóng mơ hồ kia đã cho hắn mấy phần cảm giác quen thuộc. Đại Thừa Thánh Văn, ta nghe nói Vô Hồi Thánh Địa có Đại Thừa Thánh Văn là cái gì lăng huyên mà. Tiêu Lạc Sư coi trọng, đều nói Thánh Địa Nam Bộ xuống dốc, lại còn có thể nuôi dưỡng được nhiều Đại Thừa Thánh Văn. Lực lượng của ngươi tới trình độ nào rồi? Cơ Lăng Huyên quái dị nhìn Khương Phàm, từ uy lực quyền vừa rồi kia đến xem, vô cùng có khả năng tại 400.000 cực cảnh. Mặc dù cảnh giới tăng lên tới Bát Trọng Thiên, lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng, nhưng 300.000 cực cảnh đến 400.000 cực cảnh làm sao có thể chỉ là cảnh giới tăng lên liền đạt tới được? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Khương Phàm không chút chú ý cụ thể lực quyền, nhưng sau khi bị Bát Hoang Chiến Trụ kích thích, rõ ràng đã phát sinh thay đổi lớn. Nếu như toàn lực bộc phát, vượt qua 400.000 cực cảnh cũng không có áp lực chút nào. Cơ Lăng Huyên dùng sức nắm chặt cánh tay Khương Phàm, thấp giọng cảnh cáo, ngươi không thể nào như thế này. Trong đội ngũ này lực lượng mạnh nhất hẳn là ta, Tiêu Phượng Ngô cười hắc hắc nói. Đúng đấy, cho sư tỷ ta chút mặt mũi. Xin mời các vị thánh chủ, tuân lệ cũ, nhận ân huệ. Đại diễn thánh chủ ho nhẹ vài tiếng, cao giọng tuyên bố. Bầu không khí giữa rừng núi nhanh chóng tăng vọt, tất cả cường giả linh nguyên cảnh đều tranh nhau chen lấn leo đến chỗ cao, trơ mắt nhìn tất cả thánh chủ thánh địa. Theo lệ cũ, mỗi thánh địa đều có tư cách chọn lựa 10 vị tán tu. Đây cũng là nguyên nhân hiện trường tụ tập trên vạn người, bên trong không chỉ có tán tu các nơi, cũng có đệ tử cường tông đại phái, thậm chí có những thiên tài bị thua của Huyền Nguyệt Hoàng triều kia, cũng đều chạy tới nơi này. Tất cả chủ nhân thánh địa tản ra, khoảng cách hơn 10 dặm. Sau khi ra hiệu lẫn nhau, đồng thời vẩy ra tinh cầu trong tay. Tinh cầu sáng long lanh, đẹp đẽ tinh xảo, hơi xoay tròn ở trên không, sau đó rơi xuống dãy núi. Quần sơn oanh động, số lượng lớn cường giả phóng lên tận trời, điên cuồng cướp đoạt tinh cầu. Sau đó không lâu, 70 quả tinh cầu đại biểu cho 7 thánh địa, toàn bộ đều đã có chủ nhân. Người đạt được tinh cầu thì phấn chấn kích động, kẻ bỏ lỡ tinh cầu tiếc nuối cô đơn. Đại diễn thánh chủ cao giọng tuyên cáo. Hôm nay Vĩnh Hằng Thánh Sơn chính thức mở ra,
thời gian tiếp tục 3 tháng. Kỳ hạn 3 tháng vừa đến, tất cả mọi người nhất định phải đi ra, nếu không sẽ có khả năng bị nhốt trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn trăm năm. Nhắc nhở các vị, Vĩnh Hằng Thánh Sơn từ xưa đến nay đều hoàn toàn phong bế, bên trong có linh bảo có cơ duyên, càng có nguy hiểm, yêu thú mạnh nhất nơi đó so với những thánh chủ chúng ta đây còn cường đại hơn. Các vị, tự giải quyết cho tốt, làm theo khả năng, đại diễn thánh chủ ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử thánh địa nhao nhao từ biệt sư tôn, chạy tới tế đàn cổ. Vô hồi thánh chủ phân phó nói, Lâm Nam, ngươi làm đội trưởng, phụ trách an toàn của bọn hắn. Nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn không cách nào khống chế, bảo mệnh làm chủ. Thánh chủ yên tâm, đệ tử sẽ tận hết khả năng mang toàn bộ bọn hắn ra. Lâm Nam chỉnh trọng tỏ thái độ, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của đám người Khương Phàm này đối với vô hồi thánh địa, không thể để có bất kỳ sơ thất nào. Ngụy Thiên Thu dặn dò. Mục đích chủ yếu của các ngươi là tìm kiếm cơ duyên, không cần chấp nhất Vĩnh Hằng Chi Linh. Lên đường đi, chúc các ngươi may mắn. Lâm Nam giơ lên 9 sợi đằng màu xanh, quấn chặt lấy bọn người Khương Phàm, nhảy xuống bảo điện, xông về phía dưới tế đàn cổ. Chúng ta đi. Hoàn Nhan Liệt nhìn thấy vô hồi thánh địa xuất phát, cũng đều thả người nhảy xuống. Nghê Sâm, Từ Sinh, sắc mặt khó coi nhất. Tại Liệp Sát Tràng cũng bởi vì bọn hắn sai lầm, để toàn đội thảm bại, còn biến thành trò cười. Bọn hắn nhất định phải rửa nhục. Lúc rơi xuống bên trong, Tác Lam Nhan cao giọng nhắc nhở. Tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn trước tiên phải giải quyết bọn người Khương Phàm, tốt nhất là có thể bắt sống mấy kẻ làm con tin. Thác Bạt Hoàng cao giọng la lên. Lần này không có Ngọc Thạch hạn chế, để bọn hắn kiến thức thực lực chân chính của Hồn Thiên Thánh Địa chúng ta. Ngụy Thiên Thu lưu ý đến cử động cùng ánh mắt của đám đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Những hài tử này, ân oán thù hận nhìn quá nặng đi. Hoắc Thiên Túng liếc nhìn hắn, lắc đầu cái gì? Ngụy Thiên Thu nói. Thực lực đám đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa kia không tầm thường, trước đó tại Liệp Sát Tràng bởi vì không có chuẩn bị kỹ càng, mới bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ đã có chuẩn bị, lại có thù hận, ta thật sợ bọn họ sẽ làm chuyện cực đoan gì đó. Lâm Nam thực lực rất mạnh, Khương Phàm lại đến Bát Trọng Thiên, Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Tịch Nhan đều là Thất Trọng Thiên, bọn hắn không có nguy hiểm. Hoắc Thiên Túng nhịn cười không được, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng từ trên mặt lão hữu. Chính diện tương đối, không sợ, chỉ sợ bọn hắn dùng ám chiêu. Ngụy Thiên Thu trước kia không buồn lo vô cớ như thế này, nhưng bọn người Khương Phàm lại mang theo Đại Hoàng Ấn, không được có bất kỳ sơ thất nào. Vô hồi thánh chủ đã hiểu sự lo lắng của hắn. Gặp nguy hiểm mới có trưởng thành, chúng ta cũng không thể nào bởi vì bọn hắn đã mang theo Đại Hoàng Ấn thì cẩn thận từng ly từng tí che chở hết được. Chính là bởi vì có Đại Hoàng Ấn, mới cần đem bọn hắn đặt trong nguy hiểm. Bây giờ chịu gặp trắc trở càng nhiều, tương lai bọn hắn sẽ càng kiên cường. Sau khi tất cả đệ tử thánh địa rơi xuống trên núi, liên tiếp phóng tới tế đàn cổ, theo cơn lốc phóng tới không trung, thẳng đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vì để tránh cho đồng bạn lạc đường, tất cả đệ tử thánh địa đều dùng xiềng xích hoặc là sợi đằng quấn quanh một chỗ. Trước khi Khương Phàm đi đến tế đàn, hắn quay đầu nhìn Hồn Thiên Thánh Địa, vừa vặn đã nghênh tiếp từng ánh mắt thù hận. Ngươi nhất định phải chết. Thác Bạt Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Phàm, đem lực chú ý rơi xuống trên thân Dạ An Nhiên. Ngươi giết U Dương Yên của chúng ta sẽ bắt giết nữ tử của ngươi. Từ biểu hiện ở Thiên Khải Bí Cảnh đến xem, hai người này hẳn là rất thân mật, còn giống như đang chuẩn bị đính hôn. Trước tiên phải bắt sống, sau đó xử tử ở trước mặt, để Khương Phàm nếm thử cảm giác đau đớn mất đi thân nhân, để Khương Phàm sụp đổ trong tuyệt vọng. Khương Phàm, đi thôi. Làm gì lại ngẩn ra thế? Bọn người Lâm Nam liên tiếp đi đến tế đàn cổ, Khương Phàm lại dừng ở bên ngoài, kéo lấy sợi đằng. Khương Phàm, lên đi, sợ hãi sao? Đám người Hoàn Nhan Liệt liên tiếp rơi xuống đất, dây leo quấn quanh lấy nhau, bước đi lên tế đàn cổ. Khương Phàm nhếch miệng lên một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi làm gì, còn muốn giết người ở nơi này? Hoàn Nhan Liệt bọn hắn hừ lạnh, vẫn duy trì một khoảng cách. Hồn nhiên không để ý đi đến tế đàn. Nhưng, đầu ngón tay Khương Phàm lại sờ nhẹ thanh đồng tiểu tháp, tia sáng lấp lóe như tinh linh nhảy múa, một cái bát ngọc bò đầy vết nứt có ánh sáng rạng rỡ xuất hiện trên tay hắn. Bên trong mang theo một mầm cây khoảng 30 cm, mầm cây hiện ra ý lạnh như sắt thép, lại mềm dẻo lay động, hai đầu chạc cây giống như xúc tu đang lay động. Quen biết sao? Khương Phàm sờ nhẹ mầm cây.
mầm cây rất có linh tính giơ cành lên, ngăn cản ngón tay Khương Phàm. Ha ha, bắt đầu tu tâm dưỡng tính sao? Thay cái chậu hoa tốt một chút, cái này của ngươi đều nát. Bọn người Thác Bạt Hoàng hừ lạnh. Hoàn Nhan Liệt không để ý, chỉ là liếc mắt, tiếp tục tính toán làm sao vây bắt bọn người Khương Phàm. Nhưng, khi hắn đang muốn leo lên tế đàn, con người đột nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên quay người tiếp cận bát ngọc trong tay Khương Phàm. Tác Lam Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đâm vào trên người hắn. Xem ra có nhận biết. Khương Phàm nâng bát ngọc trong tay lên, ra hiệu với hồn thiên thánh địa nơi xa, một nguồn năng lượng bá đạo nở rộ tại lòng bàn tay, va chạm bát ngọc. Bát ngọc linh xảo, lại phảng phất đang ngưng tụ thế giới, lúc nhận phải va chạm lập tức phát ra tiếng vang lớn trầm muộn, chấn thiên động địa, thanh triều vượt trên con đường không gian. Kim dịch ở đáy chén lay động kịch liệt, quanh quẩn tiếng sóng cả ồn ào, hừng hực cường quang nở rộ, cơ hồ muốn gây nên rung chuyển không gian. Sâu trong ánh sáng đang sôi trào, thân ảnh thiết long cổ thụ kịch liệt phóng đại. Một mầm cây yếu đuối trong chốc lát đã trưởng thành thành đại thụ che trời, nguy nga khổng lồ, thông thiên đạt địa, sợi đằng vô tận cuồng vũ khắp đất trời như trăm ngàn con cự long đang gào thét, cảnh tượng cực kỳ rung động. Thiết long cổ thụ. Hồn thiên thánh chủ ở phía xa bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Thiết long cổ thụ. Gương mặt các trưởng lão hồn thiên chợt có phản ứng, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin được mà nhìn hư ảnh kinh khủng kia. Đây không phải là thiết long cổ thụ sao? Cái cây mà hồn thiên thánh địa bọn hắn đang bí mật bồi dưỡng kia chính là có bộ dáng như thế. Thiết long cổ thụ là cái gì? Vô hồi thánh chủ, đại diễn thánh chủ kỳ quái trông qua, thứ gì có thể kích thích đến nỗi để thánh chủ xảy ra sơ suất như vậy? Khương Phàm, tại sao ngươi có thể có thiết long cổ thụ? Hồn thiên thánh chủ gầm thét, phóng lên tận trời, lao đến tế đàn. Cái này phải cảm tạ quà tặng của hồn thiên thánh địa. Khương Phàm phát ra tiếng cười cởi mở, thu hồi bát ngọc, dứt khoát đạp vào tế đàn. Năng lượng con đường không gian oanh minh, như cơn lốc chỉ lên trời vần quanh, bất kỳ người nào đi đến cũng đều bị cưỡng ép cuốn đi, phóng tới không trung. Hồn thiên thánh chủ, ngươi là chủ nhân thánh địa, chú ý dáng vẻ. Sắc mặt đại diễn thánh chủ hơi trầm xuống, tự mình chặn đường hồn thiên thánh chủ. Trong đại diễn thánh địa náo lên thì cũng không sao, nhưng đây là nơi thánh địa này tề tụ, hoàng triều giáng lâm, người tiếp tục làm ầm ĩ chính là quất vào hắn mặt. Hắn, hồn thiên thánh chủ cưỡng ép phanh lại khó mà bình tĩnh được. Thiết long cổ thụ là sát khí siêu cấp bọn hắn bí mật bồi dưỡng trong thiên khải bí cảnh, sau khi thành công di chuyển đã đặc biệt triệt để hủy đi nơi đó, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn hắn còn thường xuyên phái người đi qua điều tra, không có mầm cây nào mới sinh. Tại sao trong tay Khương Phàm lại có nó được? Có thể nuôi dưỡng đến quy mô như thế kia, nếu không phải mỗi ngày đều uống nước thép kim tinh, thì chính là thời gian rất dài. Vô hồi thánh chủ, đây là có chuyện gì? Hồn thiên thánh chủ quay đầu nhìn hằm hằm vô hồi thánh chủ. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vô hồi thánh chủ lạnh nhạt lắc đầu, sau đó lộ ra nụ cười yên nhiên, khẽ khom người với chủ nhân thánh địa Tây Bộ nơi xa. Để các vị chê cười, tính tình vị hồn thiên thánh chủ chúng ta đây có chút táo bạo, còn xin bỏ qua cho. Ha ha, không sao không sao. Tất cả thánh chủ Tây Bộ liên tiếp đáp lễ, vị này vô hồi thánh chủ không dã man giống như lời đồn, xem thái độ người ta này, xem nụ cười người ta này, xem tư thái người ta này, bộ dáng này, cái này. Khụ khụ, xem khí chất ung dung hoa quý của người ta này. Linh kiếp thánh chủ ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Nương môn nhi này đúng là nhân tài mà. Hồn thiên thánh chủ giận dữ mắng mỏ với tế đàn phía dưới. Hoàn Nhan Liệt, thất thần làm gì? Cầm lại thiết long cổ thụ cho ta. Thật sự là thiết long cổ thụ sao? Làm sao lại ở trên tay Khương Phàm? Hoàn Nhan Liệt bừng tỉnh, trước đó cũng cảm giác quen thuộc, chỉ là không thể tin được. Thiết long cổ thụ. Bọn người Thác Bạc Hoàng hít một ngụm khí lạnh, liên tiếp phóng tới tế đàn. Khương Phàm, trong tay ngươi là cái gì? Tiêu Phượng Ngô ở trong con đường không gian kịch liệt nhấc lên, nếu như không phải có dây leo cuốn lấy thân thể, rất có thể hắn đã cùng các đồng bạn tản ra. Thiết long cổ thụ, hay còn gọi là thiết huyết chiến thụ, thông thiên long cốt, mấy vạn năm trước đã từng xưng bá qua thế giới rừng rậm, là thụ yêu trời sinh hoàng tộc. Nếu như nó thành trưởng thành thì có thể khống chế rừng rậm phạm vi mấy ngàn dặm. Tính tình nó dữ dằn, hiếu chiến hiếu thắng, rễ cây lại tạo thành hai chân, tùy ý di chuyển. Nhánh cây làm cánh tay, cuồng chiến bát phương.
Ta phát hiện tại Dược Sơn hồn thiên thánh địa vứt bỏ ở Thiên Khải bí cảnh. Nguyên nhân bọn hắn bố trí Dược Sơn là phát hiện một gốc thiết long cổ thụ đã chết, ý đồ muốn hồi sinh cây khô. Bọn hắn đã thành công, nhưng ta từ trong sợi rễ còn phát hiện một sợi rễ tươi sống. Khương Phàm giới thiệu thiết long cổ thụ, cũng nhìn xuống đội ngũ hồn thiên thánh địa đang nhanh chóng tới gần phía dưới. Bọn người Cơ Lăng Huyên hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin được lại càng thêm khiếp sợ. Trời sinh hoàng tộc, yêu thụ có thể di chuyển. Khương Phàm lại còn cất giấu một gốc bảo bối như thế này. Mặc dù Dạ An Nhiên đã biết, nhưng không nghĩ tới Khương Phàm đã bồi dưỡng đến lớn như vậy. Thiết long cổ thụ có thể cao đến vạn mét, còn có thể hấp thu tinh hoa đại địa, khỏe mạnh thân thể. Tại thời viễn cổ, thiết long cổ thụ mạnh nhất có thể mở cả thiên khung, chống cự vạn đạo thần binh. Gốc cây hồn thiên thánh địa mang đi kia hẳn là đã bồi dưỡng được trăm năm, không biết đã trưởng thành đến trình độ gì. Khương Phàm thúc giục nói. Dùng thiết long cổ thụ làm mồi dụ, dẫn hồn thiên thánh địa ra tay. Chúng ta phải phế bỏ đám gia hỏa kia trước, miễn cho phía sau bó tay bó chân. Lâm Nam kinh ngạc nhướng mày, gia hỏa này thật đúng là lộ ra ngoan khí từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, xác thực hẳn là giải quyết hồn thiên thánh địa trước, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Lâm Nam phụ trách bảo vệ, ta thu thập toàn bộ bọn hắn. Khương Phàm phun trào nhiệt huyết khắp toàn thân, chiến ý dâng cao. Nghe Sâm đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đám bóng người trong con đường ánh sáng như ẩn như hiện phía trên kia. Thiết long cổ thụ. Hắn lại có vũ khí tuyệt mật của hồn thiên thánh địa. Còn nói cái gì cảm tạ quà tặng. Chẳng lẽ Khương Phàm lấy được từ trong thiên khải bí cảnh. Nơi đó vậy mà lại còn ra đời cổ thụ hoàn toàn mới, quả thực là kỳ tích của sinh mệnh. Nhưng bất luận như thế nào, đó là của hồn thiên thánh địa. Là vũ khí tuyệt mật bọn hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Nhất định phải thuộc về hồn thiên thánh địa, cũng chỉ có thể thuộc về hồn thiên thánh địa. Từ sinh, bảo vệ tốt những người khác, Nghê Sâm, phối hợp ta chủ động công kích Khương Phàm. Linh văn trên trán Hoàn Nhan Liệt bắt đầu vặn vẹo, cường lực khép mở ở giữa, từng luồng khí tức hủy diệt tràn ngập. Bọn hắn ai cũng chạy không được. Từ sinh, Nghê Sâm đằng đằng sát khí, trước khi liền kìm nén ác hỏa, bây giờ càng phải toàn lực ứng phó. Thánh địa Nam Bộ đánh nhau. Các đệ tử thánh địa khác thể hiện quái dị, đây là thù gì hận gì, một mực từ Nam Bộ nháo đến Tây Bộ. Con đường không gian xoay tròn kịch liệt, mang theo người liên tiếp leo lên cổ tế đàn phóng tới cửu thiên, giáng lâm đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn thần bí. Phạm vi Vĩnh Hằng Thánh Sơn viễn siêu hơn so với những gì đám người tưởng tượng, ánh sáng vừa mới biến mất, bọn hắn xuất hiện giữa không trung vạn trượng, một tòa ngọn núi khổng lồ nguy nga đứng vững ở phương xa, tỏa ra ánh sáng thần bí, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trước tiên. Cho dù cách mấy ngàn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy khí tức của ngọn núi kia đập vào mặt. Mênh mông, hùng vĩ, cổ lão, thần bí. Thiên địa vạn vật ở trước tòa thánh sơn kia đều như hạt bụi nhỏ bé. Chúng ta đang rơi xuống, tất cả giữ vững tinh thần. Mọi người liên tiếp hoàn hồn, từ vạn trượng không trung nhanh chóng rơi xuống. Phía dưới là núi cao chập trùng, rừng rậm tươi tốt. Mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Những cơn gió lớn gào thét, cuốn rừng rậm lên thành từng ngọn sóng xanh. Số lượng lớn cường giả cực lực phóng thích linh lực, khống chế tình thế rơi xuống, nếu không để rớt thẳng xuống, không chết cũng tàn phế. Khương Phàm, Hàn Ngạo, toàn bộ triển khai hai cánh, nắm lấy sợi đằng, mang theo bọn người Dạ An Nhiên lao vùn vụt về nơi xa, tận lực trước kéo ra khoảng cách cùng mặt thánh địa khác, để tránh lúc giao thủ bị quấy rầy. Bọn hắn đang ở kia. Trong đội ngũ hồn thiên thánh địa có đệ tử Thú Linh Văn đang triển khai hai cánh, kéo lấy các sư huynh đệ, đuổi theo bọn người Khương Phàm. Hoàn Nhan Liệt, đội ngũ linh kiếp thánh địa giáng lâm, phát hiện tình huống liền cao giọng la lên, không nên trêu chọc Khương Phàm. Hắn rõ ràng đang dẫn dụ ngươi, đuổi. Hoàn Nhan Liệt thúc giục hô to, liên hợp cùng linh kiếp thánh địa không? Nghe Sâm hỏi, linh kiếp thánh địa cũng không phải người lương thiện, không thể để cho bọn hắn nhúng tay vào thiết long cổ thụ. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp bọn hắn. Hoàn Nhan Liệt rất có lòng tin đối với mình, càng có lòng tin đối với Nghê Sâm. Chỉ cần Từ Sinh có thể giúp đỡ cuốn lấy những người khác, hắn có nắm chắc sẽ phối hợp Nghê Sâm giết chết được Khương Phàm. Kéo dài khoảng cách, đừng để thánh địa khác nhúng tay. Khương Phàm Hàn Ngạo nhanh chóng huy động hai cánh, nhanh như điện xông về rừng rậm xa xa. Đội ngũ Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đại diễn thánh địa liên tiếp hạ xuống xong, bọn hắn đã bay vọt về dãy núi,
xông ra ngoài trăm dặm. Chính là ở đây, bọn hắn rơi vào một chỗ bên hồ. Nước hồ trong suốt tinh khiết, từng sợi linh khí bốc hơi, gần đó có mùi dược liệu lâu năm thoang thoảng, nơi xa lại có tiếng dã thú gào thét. Vượt qua mặt hồ nhìn về phía trước, núi cao chập trùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mọc đầy các loại linh đằng, kỳ thụ, mỹ diệu lại tráng lệ. Hàn Nguyệt sư tỷ, chuẩn bị. Khương Phàm đang muốn ngắm nhìn bốn phía, mặt hồ đột nhiên tạo nên lay động kịch liệt, đảo nhỏ giữa hồ rung động. Rầm rầm. Đảo nhỏ dâng lên cao hơn 30 mét, thủy triều như thác nước đổ xuống. Đó lại là một con quái vật khổng lồ thân mang trọng giáp, từ mặt hồ dâng lên, mang theo thủy triều, lao tới phía bọn người Khương Phàm. Yêu vật tương tự như xuyên sơn giáp, lại có đầu của một con giao long, yêu khí lên theo hơi nước để bọn người Khương Phàm hồi hộp, khuấy động hồ nước, tràn ngập dãy núi. Đây là yêu vật gì? Quan tâm làm gì, chạy nhanh đi. Nhìn cũng không có gì nguy hại gì, nếu như muốn ăn chúng ta thì đã sớm nhào tới rồi. Vậy cũng phải chạy, chúng ta tới nơi này là để phục kích chiến đấu, không phải đến tham quan, người dám đứng trước mặt loại vật này giao thủ cùng hồn thiên thánh địa. Đừng lề mề, chạy. Bọn người Khương Phàm lui lại hai bước, quay đầu muốn xông vào rừng rậm. Giống. Một con hùng sư màu đen cao mấy trăm thước xuất hiện trên núi đá, nó ngẩng đầu lên trời thét dài, sóng âm như cuồng triều, khuấy động dãy núi, khiến cho lòng người kinh hãi, run sợ. Đội ngũ hồn thiên thánh địa đang hạ xuống kinh hãi, muốn tránh né nhưng đã tới không kịp, bị sóng âm khủng bố bao phủ, bọn hắn kêu thảm rơi xuống. Ầm ầm. Hùng sư đạp tan đỉnh núi, phóng lên hơn trăm mét, rơi xuống một ngọn núi khác, bổ nhào qua phía đám người Hoàn Nhan Liệt. Ngọa tào. Sắc mặt Nghê Sâm đại biến, lập tức điều động minh mông năng lượng, trùng kích mấy chục cây đại thụ xung quanh. Người điên rồi sao? Hoàn Nhan Liệt đưa tay bóp lấy cổ Nghê Sâm, lúc này không chạy, lại còn muốn kích thích hắc sư, chán sống rồi sao? Chạy đi. Tác Lam Nhan kêu lên đầy sợ hãi. Hùng sư rõ ràng là đang nhào tới phía bọn hắn, sát khí kinh khủng cách rừng cây dày đặc đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Phía trước hình như có yêu khí, dẫn nó tới phía trước. Đệ tử có thú văn hô to, kêu gọi đám người tiến lên. Giống. Hùng sư màu đen gào thét, sóng âm như lôi đình, dễ như trở bàn tay kéo về phía trước, mấy chục mét cây rừng trong nháy mắt đều hóa thành bụi. Nó lộ ra răng nanh màu đen, móng vuốt chợt vỗ mạnh mặt đất, lao tới bọn người Hoàn Nhan Liệt. Một gốc đại thụ tráng kiện gần ngàn mét đột nhiên lắc lư, chạc cây run rẩy, lá cây vẩy xuống, đỉnh chóp tươi tốt trong tán cây đột nhiên nhô ra một con cự mãng đáng sợ, thân dài vượt qua trăm mét, tráng kiện giống như một tòa phòng ốc. T. Toàn thân cự mãng hiện ra màu sắc rực rỡ, không có chút mỹ cảm nào, ngược lại tà ác khủng bố, nó mở ra răng nanh kinh khủng, tập trung vào hùng sư màu đen đang phóng tới phía dưới. Hùng sư dừng lại, lông toàn thân đều dựng đứng, cảnh giác cự mãng. Đám người Hoàn Nhan Liệt tê cả da đầu, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở dưới đám cây, không dám lên tiếng. Giống. Cơ thể hùng sư đột nhiên tăng vọt, cao tới 20 mét, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, dữ dội nhào về phía cự mãng, sát khí vần quanh toàn thân, trong hai mắt phun trào ra tia sáng kinh khủng. Cự mãng phun ra khí độc thảm liệt, rời khỏi đại thụ ngàn mét, bổ nhào qua phía hùng sư. Trốn. Bọn người Hoàn Nhan Liệt nhanh chân phóng tới phía trước. Chờ một chút, không phải hướng này, yêu khí ta vừa mới phát giác không phải. Thú Linh Văn kêu lên đầy sợ hãi, muốn đổi phương hướng đã không kịp. Thanh âm huyên náo xuất hiện ở phía trước, mặt đất lắc lư, yêu ảnh lắc lư. Một con tiếp lấy một con cự lang màu bạc đang phóng tới giữa rừng rậm, hình thể to như dã tượng, toàn thân lấp lóe ngân quang, lại bao quanh đường vân màu vàng, bọn chúng hung hãn lại có khí tức uy nghiêm. Kim Ti Ngân Lang, còn thành đàn. Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy, trốn đi. Đệ tử Thú Linh Văn triển khai hai cánh, nắm lấy sợi đằng lao nhanh lên trời. Đàn sói bạo động, lướt qua dãy núi, tiến lên phía đại mãng và hắc sư đang chém giết. Bọn người Hoàn Nhan Liệt từ trên cao quan sát đàn thú sao động phía dưới, sắc mặt trắng bệch, tinh thần sợ hãi. Không hổ là thế giới đóng kín, yêu vật nơi này đều quá cường đại, tùy tiện một con liền có thể ngược sát toàn bộ bọn hắn. Coi chừng. Nghê Sâm. Từ Sinh đột nhiên giật mình, lông tóc toàn thân dựng đứng, vô ý thức nhìn về phía không trung. Hàn Ngạo, phối hợp Lâm Nam sư tỷ. Khương Phàm phá tan tầng mây không trung, giống như thiểm điện nhanh chóng lao xuống, ánh mắt hừng hực, toàn thân sôi trào thánh viêm, bốn cái móng vuốt thức tỉnh văn ấn chu tước,
khuấy động lệ khí kinh khủng. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Phàm hét lớn trong lòng, trong chốc lát đã bạo kích ở trên thân đệ tử thú linh văn kia. Vị đệ tử kia vừa kịp phản ứng, đang muốn phản kích lại vỡ nát tại chỗ, huyết nhục bay lên. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Nghê Sâm, Từ Sinh điên cuồng kêu to, không quan tâm mà phóng thích ra minh mông linh lực, đánh thẳng vào dây leo quấn quanh ở trên người mọi người. Từng sợi dây leo đại tác ánh sáng, tăng sinh ra sợi đằng dày đặc, lại đan vào lẫn nhau. Nhưng dưới sự vội vàng vẫn là chậm một chút, sau khi Khương Phàm đánh vỡ nát đệ tử thú linh văn, trong một khắc đó, hắn liền cuồng dã đâm vào trên dây leo hỗn loạn. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào, Chu Tước hiển hiện ra uy lực, Khương Phàm dữ dội đánh xuyên đội ngũ của bọn hắn, sau khi liên tiếp chém giết ba vị đệ tử, rắn chắc đâm vào trên thân Hoàn Nhan Liệt. Dây leo bao quanh Hoàn Nhan Liệt vỡ vụn trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, huyết thủy phun ra, hắn kêu thảm rơi xuống. Tuy nhiên, ngay giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn vẫn vung ra một mãnh xương thú, sau khi nhiễm huyết khí, sôi trào lên hàn khí mãnh liệt. Giống, xương thú hóa thành cự hùng băng tuyết, va chạm Khương Phàm, hàn khí khuấy động, đóng băng không gian. Khương Phàm bị trong nháy mắt đã bị đông kết. Sư huynh, Nghê Sâm rơi xuống, chật vật nhào về phía Hoàn Nhan Liệt. Nhanh nhanh nhanh, bảo vệ mình thật tốt. Từ Sinh hô to, muốn tiếp tục phóng thích càng nhiều dây leo, quấn chặt lấy đám người Tác Lam Nhan, nhưng theo sát Khương Phàm, Hàn Ngạo đang mang theo Lâm Nam từ trên trời giáng xuống. Lâm Nam kích phát linh văn, toàn thân nở rộ ánh sáng màu xanh, lôi chiều bạo động, mấy trăm sợi dây leo tráng kiện cứng cỏi quấn quanh lấy lôi chiều chói mắt, tràn ngập đất trời đụng chạm vào dây leo của Từ Sinh. Ầm ầm, không trung nổ tung, năng lượng nhấc lên. Từ Sinh chật vật bảo vệ, hoàn toàn gánh không được trùng kích mãnh liệt của Lâm Nam. Trong lôi chiều cùng dây leo đầy trời, Từ Sinh, Tác Lam Nhan và những người may mắn còn sống sót đã tránh thoát khỏi Khương Phàm, đang kêu thảm rơi xuống. Hàn Ngạo ôm Lâm Nam tăng tốc lao xuống, dưới cuồng phong màu đen quấn quanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khi bọn người Từ Sinh rơi xuống đất, đồng thời, Lâm Nam và Hàn Ngạo bỗng nhiên rơi xuống. Con người Lâm Nam khuếch tán, tràn ngập hốc mắt, trong chốc lát, khí tức sinh mệnh mãnh liệt khuấy động rừng rậm. Toàn lực ứng phó, không có bất kỳ giữ lại gì. Ra tay bá đạo, không cho hồn thiên thánh địa bất cứ chỗ trống nào. Ầm ầm, cây rừng xung quanh lay động mãnh liệt, bất luận mấy chục mét hay hơn trăm mét, đều liên tiếp đột ngột nhảy lên, bị Lâm Nam cường thế khống chế, đạp tan mặt đất, đánh tới phía bọn người Từ Sinh. Như một siêu cấp chiến binh, cuồng vũ khắp rừng rậm. Chạy tới chỗ ta, nhanh đi. Từ Sinh lo lắng la lên, giờ khắc này muốn cướp đoạt quyền khống chế rừng cây này đã không kịp, chỉ có thể liều mạng phóng thích linh lực, bao vây đám người Tác Lam Nhan. Đi mau. Nghê Sâm ngăn chặn Hoàn Nhan Liệt phóng tới phía trước, muốn hỗ trợ Từ Sinh, tầng băng không trung đột nhiên nổ nát vụn. Khương Phàm lại lần nữa kích phát Chu Tước Bác Thiên Thuật, yêu khí kinh khủng sôi trào, từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Hoàn Nhan Liệt. Phối hợp ta. Hoàn Nhan Liệt hất Nghê Sâm ra, nhìn hằm hằm trời cao. Linh văn trên trán, mở mắt, khí thức âm sâm tràn ngập rừng rậm, như trên đầu đang mở ra âm trầm. Một nguồn ánh sáng hủy diệt tà ác lạnh lẽo nháy mắt bắn ra khỏi cánh cửa địa ngục, lao thẳng đến Khương Phàm trên không trung. Đây đúng là lực lượng tới từ địa ngục. Siêu độ linh văn của hắn có thể câu thông u minh địa ngục, mượn dẫn từ khí tà ác nơi đó. Thực lực quỷ dị lại cường hãn. Thiên phú phi phàm lại thần bí. Khương Phàm nâng hai cái móng vuốt giao nhau, trực tiếp ngạnh kháng ánh sáng hủy diệt mà Hoàn Nhan Liệt vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ánh sáng tinh tế lại bao quanh lực lượng tử vong xuyên thủng hết thảy mọi thứ, nháy mắt đã tới. Ầm ầm, trận bạo tạc kịch liệt, hai tay Khương Phàm nổ tung, như tử khí cùng thánh quang va chạm, lại như u minh cùng dương giới va chạm, nhưng Khương Phàm lại không gặp tổn hao gì, chỉ bị va chạm mạnh nên bị hất bay đi. Khương Phàm chấn kích hai cánh, khống chế thân thể hạ xuống, văn ấn Chu Tước phía dưới song chảo nở rộ cường quang, lao thẳng đến Hoàn Nhan Liệt. Không thể nào! Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin. Nghê Sâm cũng đã nhào về phía Hoàn Nhan Liệt, dùng sức ôm lấy hắn, sinh sinh bất tức. Thiên hồn chuyển! Ầm ầm! Nghê Sâm nhanh chóng biến mất, khí tức sinh mệnh phóng thích, trong thời gian rất ngắn điên cuồng cướp đoạt mộc nguyên lực cây rừng xung quanh, hình thành cuồng phong, ngưng tụ lít nha lít nhít sợi đằng. Sợi đằng trùng kích, xen lẫn có quy luật thứ tự. Tại lúc Khương Phàm va chạm tới, một khắc này, dây leo xen đã lẫn thành một trọng quyền, bạo kích ngược lại.
ầm ầm. Bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên đang đối mặt, Chu Tước Bác Thiên thuật cùng cửu trọng thiên liều mình phóng thích. Đại địa chấn động, cây rừng lay động. Trọng quyền bị Khương Phàm đánh vỡ nát, không thể mang đến cho Khương Phàm bất kỳ tổn thương gì. Bác Thiên thuật, toàn thắng. Nhưng, khí tức sinh mệnh liên miên bất tuyệt vẫn tiếp tục sôi trào, dây leo nát bấy vẫn mạnh mẽ xen lẫn kịch liệt, lại cưỡng ép bao Khương Phàm đến bên trong. Sau đó, năng lượng càng ngày càng cường thịnh, chạc cây càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, tầng tầng lớp lớp. Giống như lao tù không ngừng sinh sôi, muốn vây khốn Khương Phàm. Vạn thú thiên hoàng quyền. Thú văn trong ý thức hải Khương Phàm liên tiếp nở rộ, theo minh mông thánh viêm lao ra, điên cuồng khởi xướng bạo kích dây leo đang bao bọc xung quanh. Ầm ầm. Yêu thú bạo động, điên cuồng trùng kích, dây leo vỡ nát, khởi xướng bạo tạc. Dây leo vô biên như đại dương minh mông, dẫn dắt mộc nguyên lực trong rừng rậm cuồn cuộn lao tới. Thánh viêm vô tận, mãnh thú táo bạo, càng ngày càng nhiều, cũng tiếp tục bạo tạc. Một trận hủy diệt cùng tân sinh đọ sức nhau, một trận điên cuồng đến cực điểm đánh vào thị giác. A à, Nghê Sâm nổi điên, bằng vào ưu thế cảnh giới cửu trọng thiên, cùng mộc nguyên lực trong rừng rậm không ngừng liên tục kéo về, tiếp tục điên cuồng vây bắt, muốn triệt để vây khốn Khương Phàm. Rất đẹp, tốt lắm, ổn định cho ta, ổn định. Hoàn Nhan Liệt phấn chấn hét to, đường vân quỷ dị từ trên trán lan tràn toàn thân, từng luồng khí tức âm trầm lãnh liệt nở rộ khắp toàn thân. Sát khí tùm, tử khí vần quanh. Một khe hở đen kịt vậy mà xuất hiện phía sau hắn. Xác thực mà nói, không phải vết nứt thật sự, mà là phù văn quỷ dị đang cùng không gian giao hòa. M thanh nỉ non, âm thanh cầu nguyện như có như không, phảng phất vượt qua không gian, từ vô tận u minh khuấy động mà tới. A à, Hoàn Nhan Liệt giữ tợn gầm thét, thất khiếu rướm máu, đau đầu đến muốn nứt ra. Đây là sức mạnh cấm kỵ, thiêu đốt thần hồn huyết khí, đạt tới chân chính trình độ liên hệ u minh. M thanh nỉ non phiêu miểu càng lúc càng lớn, phức tạp quỷ dị, khó mà nói rõ, nhưng này những phù văn xen lẫn, khe hở không gian, lại càng ngày càng rõ ràng. Nhanh đi! Nghê Sâm gầm thét, điên cuồng trấn áp Khương Phàm, nhưng uy lực thánh viêm quá mạnh, uy thế bắn nổ càng liên miên phá hủy dây leo, hắn cơ hồ không khống chế được cái tên điên này nữa. Hoàn Nhan Liệt căng cứng toàn thân, nhìn hằm hằm không trung, tập trung vào thân ảnh đang hỗn loạn phản chém giết kia. Vết nứt không gian sau lưng phóng đại, u quang lấp lóe bên trong, hắc ám lạnh lẽo. Quỷ ngữ nỉ non, mà âm thăm thẳm, lập tức trở nên mãnh liệt điếc tai, nhưng lại quỷ dị âm hàn. Hoàn Nhan Liệt bỗng nhiên chỉ hai tay lên trời, trong cái khe xông ra hai đoạn ô quang, giống như kiếp quang u minh xuất hiện, mang theo khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa, như muốn để thiên địa về với bụi đất, vạn vật hóa linh. Nhiệt độ giữa thiên địa đều như đang hạ xuống trên diện rộng. Xa xa, bọn người Lâm Nam đều kinh hồn nhìn lại. Đây là khí tức gì? Lực lượng thật quỷ dị. Không hổ là đại thừa thánh văn hồn thiên thánh địa. Khương Phàm, tiếp nhận thẩm phán đi. Nghê Sâm khống chế dây leo tách ra một con đường, tiếp dẫn hai đoạn cường quang, thẳng đến Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm đã sớm đoán được Hoàn Nhan Liệt sẽ chuẩn bị sát chiêu ở phía dưới, cho nên hắn đã chuẩn bị. Khi Nghê Sâm mở ra dây leo, ngưng tụ con đường, hắn đã trưởng khống toàn bộ thánh viêm mãnh thú nổ tung tập thể, trùng kích về bốn phương tám hướng, vỡ nát dây leo, càng nở rộ ra cường quang vô tận, che giấu đi bản thân. Sau một khắc, hai tay Khương Phàm cầm theo đao ngang nhiên phách chạm. Huyết khí sôi trào, trùng kích huyết nhục toàn thân. Linh lực nhấc lên, trong khí hải cũng cuồn cuộn thủy triều. Linh hồn thức tỉnh, nhưng không còn là mình, mà là chiến hồn tuyệt thế trong tàn đao kia. Oanh! Không gian chấn động. Một uy lực phách tuyệt thiên địa, khí thôn sơn hà, sôi trào phóng thích xung quanh Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm sôi trào thánh viêm, tử khí, như sen lẫn thành bóng dáng chủ nhân tàn đao khi còn sống. Chờ ngươi rất lâu rồi. Khai thiên thức. Giọng Khương Phàm cùng chủ nhân tàn đao giao hòa, cực kỳ to lớn, nháy mắt vung mạnh đao. Đao khí cuồn cuộn, phá diệt vạn vật, tinh chuẩn bổ vào hai đoạn ô quang. Cùng với bạo hưởng, phảng phất một đao bổ ra cả thế giới, lại như hai thế giới sinh tử đối kháng nhau. Ngay sau đó, khí lãng nổ tung, tử khí cuồn cuộn. Đao mang hơi thắng mấy phần, sau khi ô quang vỡ nát, đao khí không giảm, bổ ra con đường kéo thẳng đến Hoàn Nhan Liệt ở phía dưới. Lại gánh vác được rồi. Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin được, ý thức đều có chút hoảng hốt. Đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn.
Đây là thứ hắn ỷ vào để xưng hùng với hồn thiên thánh địa. Làm sao có thể? Một tên nhà quê La Phù sao có thể liên tiếp đối kháng sát chiêu của hắn? Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Nghê Sâm nhào về phía Hoàn Nhan Liệt, khống chế dây leo ở xung quanh điên cuồng xen lẫn. Bành! Uy thế tàn đao giảm mạnh, nhưng vẫn có thể đánh vỡ nát dây leo, bổ vào trên lưng Nghê Sâm. Cùng lúc đó, Tiêu Phượng Ngô đã hóa thân thành bỉ mông cự thú, thân cao đạt tới 18 mét, ở giữa bộ lông màu bạc trải rộng đường vân màu vàng, cuồng dã đạp tan cây cối, đánh tới chiến trường Lâm Nam đang chém giết kịch liệt. Toàn lực ứng phó, giải quyết triệt để bọn hắn. Dạ An Nhiên, Cơ Lăng Huyên toàn bộ giết tới, phối hợp Lâm Nam phóng thích võ pháp, muốn triệt để ngăn chặn hồn thiên thánh địa. Nhưng, ngay một khắc này, Khương Phàm đột nhiên giật mình trước một sự nguy hiểm khó nói nên lời, ngay cả Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo đang nổi điên cũng đều run lên. Khương Phàm lập tức từ bỏ phát khởi một kích chí mạng đang muốn đối với Hoàn Nhan Liệt, phóng lên tận trời, cảnh giác không chung, nhưng khi nhìn rõ nơi xa, thời điểm thấy được thú ảnh chạy như bay tới kia, con người đã ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch. Đó là cái gì? Ngọa tào, ta hoa mắt sao? Hình như nó đang tới nơi này. Mục tiêu của nó là Khương Phàm sao? Khương Phàm, mau trốn. Trốn nhanh đi, bọn người Tiêu Phượng Ngô liên tiếp bừng tỉnh, cuồng loạn hô to. Một con khổng tước lộng lẫy hoa mỹ lướt qua bầu trời, lao thẳng tới Khương Phàm. Ánh sáng ngũ sắc chiếu thấu đất trời, giống như một vầng mặt trời chói lóa, tản ra uy thế kinh người. Mãnh thú giữa núi rừng nhao nhao ẩn núp, số lượng lớn hung cầm trên không trung tứ tán tránh lui. Khổng tước! Nơi này còn có khổng tước! Bọn người Nghê Sâm hít một ngụm khí lạnh. Ánh sáng tràn ngập đất trời, hung uy thẩm thấu linh hồn để bọn hắn run rẩy cả người, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Khổng tước ngũ sắc cách rất xa đã tập trung vào Khương Phàm, ánh mắt sắc bén lại lạnh như băng phảng phất có được thần uy vô tận, khiến cho gan người ta muốn nứt. Khương Phàm muốn chạy, nhưng căn bản không động được. Một lực lượng vô hình, cách rất xa đã cưỡng ép cầm giữ hắn lại. Con khổng tước này là bị Chu Tước Bác Thiên Thuật hấp dẫn kéo tới sao? Khương Phàm lắc lư ánh mắt, điên cuồng thúc dục trong Chu Tước Linh Văn, tàn đao, cùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh trong khí hải, nhưng... trong cơ thể lại là một mảnh yên lặng, thật giống như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không dê dê. Dạ An Nhiên thét lên, tránh thoát khỏi dây leo của Lâm Nam muốn bổ nhào qua. Không được đi qua. Lâm Nam cưỡng ép ôm lấy nàng, phóng thích dây leo cuốn lấy. Đây chính là khổng tước, toàn xứng đáng tuyệt đối với vương tộc trong yêu tộc, chỉ riêng khí tức đập vào mặt đã liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Thả ta ra, tỷ thả ta ra, Khương Phàm, chạy đi, ngươi đang làm gì vậy? Dạ An Nhiên thê lương giãy giụa, ánh mắt lắc lư, hai mắt đẫm lệ. A, à, Tịch Nhan bỗng nhiên đen kịt con ngươi, phát ra một tiếng ma hống thật lớn, thanh âm đầu tiên là sắc nhọn, tiếp đó là trở nên hùng hậu không gì sánh được. Ma khí kinh khủng tuôn trào ra, âm trầm tà ác, sát khí ngập trời, cuồng dã va chạm dây leo xung quanh, cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô. Luân hồi, mượn thể hoàn hồn, cứu hắn. Linh hồn Tịch Nhan biến mất, viễn cổ cự ma chiếm lấy thân thể. Ma khí cuồng liệt giống như lôi điện đang điên cuồng xen lẫn, hóa thành hình dáng một ma vật kinh khủng, to như núi cao, gầm thét như trời sập, khiến cho sơn hà thất sắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Ngọa tào. Sắc mặt Tiêu Phượng Ngô lại lần nữa đại biến, trong ma khí bạo động ngửa mặt tung bay ra mấy chục mét, không đợi rơi xuống đất, cây cối đá vụn vỡ nát nương theo cuồng phong bao phủ bọn hắn, lại lần nữa cuốn về phía phương xa. Thân thể Tịch Nhan bò đầy vết nứt, máu tươi văng khắp nơi, không chịu nổi loại năng lượng cường đại tuyệt luân này, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết phóng lên trời. Đại địa vỡ nát, ma khí cuồn cuộn. Viễn cổ cự ma tự mình khống chế thân thể Tịch Nhan, đánh lên trời một quyền. Không gian đổ sụp, năng lượng thiên địa tuôn ra. Phong vân kịch biến, ma uy lay trời. Nhưng, khổng tước giáng lâm, trăm ngàn đạo ánh sáng đủ màu sắc bạo kích. Mặc dù là tia sáng, lại giống như quang hải biển ánh sáng, vô tận đang lao nhanh, đối diện va chạm cự ma. Cự ma hoàn toàn không sợ, cuồng kích thiên khung. Nhưng, thân thể nhỏ yếu của Tịch Nhan lại sụp ra trong chốc lát, huyết nhục vẩy ra, linh văn trên trán đều chảy ra máu tươi. Đáng chết. Cự ma trầm thấp gào thét, cưỡng ép biến mất, bộ thân thể này vẫn quá yếu, mặc dù mình có thể cưỡng ép xuất kích, nhưng hậu quả là Tịch Nhan có thể chết bất đắc kỳ tử. Tịch Nhan nguyện ý liều mình cứu giúp, nhưng nó nguyện từ bỏ Tịch Nhan. Khổng tước lướt qua trời cao, cường quang vô biên, quấn lấy Khương Phàm, xông lên trời.
đuổi. Bọn người Tiêu Phượng Ngô vừa đẩy đá vụn cây cối trên thân ra, muốn xông tới, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy rõ xa xa kia, Khổng Tước đã vung Khương Phàm lên, một ngụm nuốt vào, huyết thủy văng khắp nơi. Không! Dạ An Nhiên như bị sét đánh, cứng ở tại chỗ, đầu trống không, ánh mắt lắc lư, nước mắt tràn mi. Chết, chết rồi! Cơ Lăng Huyền trừng lớn mắt, khó có thể tin. Bọn người Tiêu Phượng Ngô chạy tới trước, liên tiếp dừng lại, thất thần nhìn qua hình ảnh nơi xa kia. Tốt, chết là tốt, ha ha, báo ứng, báo ứng. Để cho ngươi cuồng, để cho ngươi điên, ngươi tự có trời thu. Bọn người Hoàn Nhan Liệt Phấn chấn thét lên, mặc dù không thể tự tay giết Khương Phàm, nhưng nhìn thấy hắn bị yêu thú nuốt sống, vẫn kích động không thôi. Nhất là Hoàn Nhan Liệt, vừa mới chạy trốn trong cái chết liền thấy ác nhân chết thảm. Loại cảm giác này đơn giản thoải mái từ đầu đến chân. Không đúng, tốt cái gì tốt. Tác Lam Nhan đột nhiên biến sắc, lo lắng nói, trong tay Khương Phàm có Thiết Long cổ thụ, hắn bị nuốt, chẳng phải là Thiết Long cổ thụ. Chỉ cần không phải bị người khác khống chế, Thiết Long cổ thụ hủy sẽ phá hủy. Ánh mắt Hoàn Nhan Liệt bỗng nhiên hung tàn, gắt gao tiếp cận bọn người Dạ An Nhiên sụp đổ ở nơi xa. Bây giờ, nên tới lượt chúng ta. Nghe Sâm. Từ Sinh cũng tiếp cận bọn người Dạ An Nhiên. Mau rời khỏi nơi này. Nhanh nhanh nhanh. Lâm Nam đầu tiên là phóng tới chỗ Tịch Nhan, bộ dáng máu me đầm đìa để trong lòng nàng run lên, cắn răng ôm lấy, nhanh chóng rời khỏi. Đi mau, bảo mệnh trước lại nói sau. Hàn Ngạo triển khai hai cánh, bắt lấy Lâm Nam phóng lên tận trời. Lâm Nam phóng thích dây leo, cuốn lấy bọn người Cơ Lăng Huyên phía dưới, toàn bộ rời khỏi. Đuổi theo cho ta, một tên cũng đừng để thả chạy. Hoàn Nhan Liệt nhét bó lớn đan dược vào trong miệng, không có Khương Phàm, nhìn xem các ngươi còn cuồng thế nào. Toàn bộ bắt lấy, bắt sống. Nghe Sâm phách lối hô to, thời khắc phản kích đã tới. Tác Lam Nhan mặc dù tiếc nuối Thiết Long cổ thụ, nhưng cũng bất chấp, đây chính là Khổng Tước, bọn hắn không có thể lực từ trong miệng Khổng Tước kéo ra được. Giữ vững tinh thần đến, bảo mệnh trước. Thương Hàn Nguyệt bừng tỉnh, phóng thích luồng không khí lạnh, kích thích bọn người Dạ An Nhiên đang hoảng hốt. Trên đỉnh một ngọn núi xa xôi có một gốc đại thụ che trời đứng vững. Rễ già tráng kiện tung hoành lan tràn, xuyên qua cả ngọn núi cao. Đại thụ thẳng tắp, thẳng phá mây xanh, tán cây khổng lồ, màu xanh biếc giạt rào, phía trên lóe ra hào quang hoa lệ. Một con tiểu Khổng Tước non nớt đang vui sướng nhảy vọt phía trên, đùa bỡn xương đầu mấy con mãnh thú. Khổng Tước gáy to, xông ra tầng mây, như mặt trời mọc lên ở phương đông. Tia sáng vô tận rọi khắp nơi trên tầng mây, chập trùng lên xuống, ầm ầm dậy sóng, giống như tiên cảnh. Khương Phàm bị cắn đứt thân thể, bị Khổng Tước nuốt vào trong bụng, nhưng hắn còn chưa có chết, áo giáp đã bảo vệ hài cốt, đại diệu thiên kinh thôi động khí tức sinh mệnh, gian nan bảo vệ tính mệnh. Nhưng, bụng Khổng Tước giống như không gian tự thành, lại như là luyện lô đáng sợ. Kỳ quang như sấm, kịch liệt lấp lóe. Năng lượng như biển, cuồn cuộn chập trùng. Khương Phàm vừa mới tiến vào thiếu chút nữa đã bị luyện chết tươi, vội vàng thôi động bát hoang chiến trụ từ trong da thịt chảy ra, hình thành áo giáp, bảo vệ từ đầu tới đuôi. Nhưng, năng lượng ánh sáng bạo kích quá kinh khủng, mặc dù đánh vào phía trên chiến trụ ngay cả vết tích đều không có để lại, nhưng vẫn mang trùng kích cho cơ thể. Nội tạng của Khương Phàm vỡ tan, máu tươi chảy ngang, khí hải đều như tùy thời sẽ bị vỡ nát. Oanh! Khương Phàm phóng thích Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, mở nắp đỉnh lên. Tự giam mình ở bên trong. Nhưng va chạm kịch liệt, sóng âm chấn động đến trong đỉnh lô tàn phá bừa bãi, cũng mang đến thảm liệt tổn thương. Chênh lệch quá xa. Con Khổng Tước này có thể là sinh linh thuần huyết, huyết mạch tôn quý, thực lực cường hãn. Nhưng, lúc ấy Khổng Tước lao đến chỗ hắn khẳng định bị khí tức Chu Tước Bác Thiên Thuật Chu Tước hấp dẫn. Cho nên, ta là Chu Tước, thần tổ vạn cầm, người không thể nào giết ta. Người bây giờ ăn ta, ắt gặp nguyền rủa. Thả ta ra ngoài, ta có chuyện muốn nói. Khương Phàm cuồng loạn hô to, bất kể là tình huống gì, trước tiên phải đi ra được lại nói sau. Năng lượng không gian trong bụng đột nhiên bình tĩnh. Ngay sau đó, Khổng Tước há mồm, phun Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ra. Có hiệu quả. Khương Phàm phấn chấn, lại quả quyết leo ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, kịp thời thu nó vào khí hải. Đáy mắt Khổng Tước chợt hiện lên tia sắt. Nó không phải là bị cái gì Chu Tước nói như vậy kích thích. Là cảm giác đỉnh lô có vấn đề. Không nghĩ tới gia hỏa này đi ra trực tiếp lấy đi. Khổng Tước há mồm liền nuốt Khương Phàm vào lại. Chờ một chút, chậm đã,
ngươi không phải muốn ăn ta sao? Quá lãng phí, ta còn quá nhỏ, huyết mạch khí tức không có nhiều. Ngươi cho ta một cơ hội, ta có biện pháp cho ngươi. Không đợi Khương Phàm nói xong, Khổng Tước lại nuốt hắn xuống. Khương Phàm tranh thủ thời gian triệu cửu hoàng luyện thiên đỉnh ra, mở nắp lên, chui vào bên trong trốn tránh. Khổng Tước điên cuồng luyện hóa, chấn động đến cửu hoàng luyện thiên đỉnh kịch liệt, giống như là bao phủ trong diệt thế thiên kiếp, tràng diện rung động. Bên trong, Khương Phàm bị chấn động đến thất khiếu rướm máu, đầu váng mắt hoa, lúc nào cũng có thể mất mạng. Khổng Tước cảm giác vẫn không luyện hóa được cửu hoàng luyện thiên đỉnh, lại phun ra. Khương Phàm tranh thủ thời gian xuất hiện, suy yếu chịu đựng đau đớn ngay lập tức liền lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh đi. Vẻ mặt Khổng Tước lạnh lùng, há mồm lại nuốt vào. Khương Phàm lại tranh thủ thời gian phóng thích cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Cứ như thế lặp lại vài chục lần. Khổng Tước cảm thấy phiền phức, sau khi phun Khương Phàm ra, đáy mắt lại huy động hai nguồn sáng hủy diệt, trực tiếp muốn oanh sát Khương Phàm ngay ở trước mặt. Ta có thể luyện đan, ta có thể luyện cửu chuyển linh nguyên đan, ta đan dược có thể tẩm bổ linh văn, có thể tăng cường huyết mạch. Cho ta cơ hội, ta chứng minh cho ngươi xem. Khương Phàm cao giọng la lên, cực lực tranh thủ cơ hội. Ngươi ăn ta không phải vì muốn bổ sao, ta có thứ càng bổ hơn. Chết tia, ngược lại là ngươi nên nghe ta nói đã chứ. Khổng Tước rốt cuộc cũng dừng lại, cặp mắt kia làm cho linh hồn người ta phải run rẩy. Khương Phàm thở hồng hộc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nội tạng rách dưới càng mang đến đau đớn khó nói nên lời. Khổng Tước nhìn chằm chằm hắn một hồi, hừ một tiếng, lại mở miệng nói tiếng người, là giọng nữ rất mát lạnh, ngươi có huyết mạch Chu Tước, lại còn sợ. Nói nhảm, ngươi xem ngươi lớn bao nhiêu, ta mới mấy tuổi. Nếu ta thật có thể trưởng thành, ta còn sợ ngươi sao? Ta đã sớm cho ngươi đi làm tiểu thiếp, lớn mật. Khổng Tước há mồm liền muốn nuốt hắn vào. Khương Phàm vội vàng hô to. Ngươi biết ta có huyết mạch Chu Tước còn dám nuốt ta, ngươi đây là mạo phạm tổ tông. Đáy mắt Khổng Tước bắn tung tóe hung quang. Một con người nho nhỏ, không biết cơ duyên gì lấy được huyết mạch Chu Tước, còn tổ tông. Ngươi muốn chết sao? Khương Phàm vội vàng tản áo giáp ra. Ngươi cẩn thận điều tra thêm, ta rốt cuộc là tình cờ tìm được cơ duyên, hay là Chu Tước linh nguyên? Chết tiệt, ngược lại là ngươi đó, không thể điều tra thêm sao, chỉ biết ăn thôi sao? Tiểu Khổng Tước nghiêng nghiêng đầu, nhảy đến bên cạnh Khương Phàm, ngửi nhẹ lấy mùi. Ngươi xem con ngươi đều cảm nhận được, ngươi điều tra thêm đi, cẩn thận điều tra thêm. Khương Phàm mở thắt lưng gấm trên trán ra, vừa lo lắng vừa khẩn trương. Khổng Tước đưa con mắt giống như vòng xoáy tiếp cận Khương Phàm, từ trên trán nhìn về phía đan điền. Toàn thân Khương Phàm đột nhiên cứng ngắc, giống như bị lực lượng nào đó giam cầm, sau đó xé mở huyết nhục, hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt đối phương. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nhưng, nhịn, phải nhịn. Chỉ cần lão điểu này phát hiện hắn là Chu Tước linh nguyên, hẳn là sẽ có điều cố kỵ. Ngươi không phải Chu Tước linh nguyên. Khí tức Khổng Tước rốt cuộc cũng yếu đi. Nhưng âm thanh lạnh lùng vẫn như cũ. Khương Phàm âm thầm thở phào, vội vàng ca ngợi, mình. Bây giờ vẫn là thánh viêm bình thường, không tính là Chu Tước chân chính. Nhưng ta có thể thức tỉnh Chu Tước bác thiên thuật, người cũng có thể đoán được tương lai của ta. Toàn thân Khổng Tước nở rộ tia sáng, quang vũ vô tận bay lả tả, huyễn hóa thành hình người. Cao hơn 3 mét, duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại, chỉ là ánh sáng quá mạnh, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Khương Phàm cố gắng chấn định, nhưng trong lòng vẫn hoảng loạn, run rẩy. Khí tức đến từ Khổng Tước quá kinh khủng, hoàn toàn không phải hắn muốn chấn định liền có thể chấn định được. Là ngươi thức tỉnh bác thiên thuật. Khổng Tước ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Phàm, giống như nữ thần, tỏa ra quang trạch mộng ảo, cũng tràn ngập hung uy cường đại kinh tâm động phách. Là thức tỉnh lực lượng huyết mạch, không phải thu thập võ pháp, cũng không phải từng nuốt linh thảo có năng lượng bảo cốt Chu Tước. Khương Phàm mở ra hai tay, đường vân Chu Tước rõ ràng tỏa ra kim quang. Ngươi tên là gì? Khổng Tước lần nữa để khí tức yếu đi, tiểu Khổng Tước bên cạnh còn thăm dò qua, tò mò nhìn hai tay Khương Phàm. Khương Phàm nhìn tiểu Khổng Tước gần trước tay, bỗng nhiên sinh ra chút xúc động, một tay bóp lấy, cùng Khổng Tước thương lượng. Ngươi muốn bóp chết nó. Khổng Tước bỗng nhiên lạnh lùng nói. Khương Phàm trong lòng khẽ run rẩy, cố gắng tươi cười, làm sao có thể. Nó thật đáng yêu, phụ thân cũng hẳn là đại Khổng Tước anh tuấn. Sao không nhìn thấy, chết. Ạch, thật tiếc nuối, ngươi tên gì, đến từ đâu? Khương Phàm,
đến từ thánh địa thế giới bên ngoài. Khương Phàm nói xong, thử thăm dò khẽ vuốt lông vũ hoa lệ của tiểu khổng tước. Ngươi nuốt ta vào trong bụng, hẳn là muốn luyện ra tinh huyết chu tước trong thân thể ta, tẩm bổ cho nàng. Không cần phiền toái như vậy, ta biết luyện đan, đan dược rất đặc biệt, có thể tăng cường huyết mạch, nhanh chóng trưởng thành. Lại nói, bây giờ ta vẫn chỉ là linh nguyên cảnh, tinh huyết chu tước trong thân thể quá ít, đối với nàng mà nói, quá yếu. Khổng tước đưa ánh mắt giá lạnh nhìn hắn. Nếu ngươi là huyết mạch chu tước, tự nhiên sẽ nhận được bồi dưỡng ở thế giới bên ngoài, tại sao lại muốn tới nơi này tìm kiếm cơ duyên? Chuyện này chỉ là tự mình biết, chưa bao giờ cùng người ngoài nói qua, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Khương Phàm khống chế sự xúc động muốn bóp lấy tiểu khổng tước, tiếp tục khẽ vuốt lông vũ nó, chào hàng, năng lực của mình, đan dược của ta thật rất có hiệu quả. Mấy năm nay ta chính là dựa vào những đan dược này để tăng lên linh văn. Ngươi cho ta cơ hội, ta luyện mấy viên. Tiểu khổng tước dễ chịu nheo mắt lại, cọ qua cọ lại trên tay Khương Phàm. Khổng tước lại bất vi sở động. Chu tước chính là thần tổ vạn cầm, vậy mà lại lấy phương thức linh văn thức tỉnh trên thân con người. Khương Phàm nói, thế giới chính là thần kỳ như vậy, chuyện gì đều có thể xảy ra. Khổng tước lại tiếp cận Khương Phàm, thật lâu vẫn không nói gì. Khương Phàm một bên khẽ vuốt tiểu khổng tước, một bên cảnh giác. Không ổn, lão điểu này lại đang tính toán cái gì? Khổng tước nhìn tiểu khổng tước non nớt trong ngực Khương Phàm, lại nói, cho dù linh văn của ngươi là chu tước, cũng không phải huyết mạch yêu tộc thuần chính, càng không phải là thần tổ vạn cầm chân chính. Khương Phàm thầm nghĩ sắp hỏng. Ngươi là đang an ủi mình, như thế này có thể không gánh vác gì mà ăn ta sao? Ánh mắt khổng tước càng ngày càng lăng lệ, uy thế kinh khủng một lần nữa tràn ngập trên tán cây, ngươi chung quy vẫn là con người. Ngươi thức tỉnh chu tước linh văn, là khinh nhờn chu tước thần tổ. Khương Phàm nhanh quay ngược suy nghĩ trở lại, gian xảo ứng phó. Nếu như thú linh văn không thể nào vượt qua sinh tử cảnh liền sẽ bị chôn vùi ký ức, vĩnh viễn hóa thân yêu thú, triệt để biến thành yêu tộc. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đã huyết mạch yêu thú triệt để biến mất thông qua linh văn con người thu hoạch được trùng sinh. Nhân tộc, vị yêu tộc kéo dài trưởng thành đã làm ra bao nhiêu cống hiến. Những yêu thú khác có thể, thần tổ thì không thể. Cho dù muốn trùng sinh, cũng sẽ lấy yêu thú biến đổi, tuyệt đối không thể là con người. Ánh mắt và ngữ khí của khổng tước càng ngày càng nghiêm khắc. Khương Phàm vừa khẩn trương, trong lòng lại khẽ động, nếu như lão yêu này là thật cố chấp, không cần thiết cùng hắn nói nhảm. Lặp đi lặp lại giải thích như thế này, rất có thể là trong lòng có do dự, có kiêng kỵ. Làm sao ngươi biết chu tước thần tổ không có trùng sinh qua trên thân yêu tộc? Nếu có, vậy có thành công không? Sinh tồn ở thế giới yêu tộc tàn khốc hơn, gian nan hơn, một khi một huyết mạch chu tước xuất hiện trên yêu thú, chắc chắn sẽ lọt vào bắt giết. Tựa như ngươi bây giờ, cảm giác chỉ là có được chút huyết mạch mà thôi, ăn cũng không sao. Nếu như lấy thuần huyết xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho yêu tộc các phương cảnh giác, sau đó vạn dặm lùng bắt, cưỡng ép hủy diệt. Ngược lại, nếu trùng sinh trên thân con người, càng có thể tránh thoát yêu tộc dò xét, có cơ hội từng bước trưởng thành, chân chính cường đại lên, tái hiện được uy lực thượng cổ. Khương Phàm ra vẻ nghiêm túc nói xong, quả nhiên khổng tước đã trầm mặc, mặc dù khí tức vẫn còn rất khủng bố, nhưng đã không tiếp tục tăng cường. Khương Phàm âm thầm thở phào, có hiệu quả. Có hiệu quả thì tốt. Đan Hoàng tiềm phục trong ý thức Khương Phàm, cũng không khỏi tán thưởng, đứa nhỏ này thật ưu tú, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể nghĩ ra được biện pháp ứng phó, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị dọa co quắp hoặc là chờ chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bầu không khí an tĩnh đến dọa người. Trái tim Khương Phàm bắt đầu nhảy vọt lên, chết tiệt, rốt cuộc lão điểu này nghĩ đến cái gì? Ngay cả tiểu khổng tước cũng đều cảm thấy bầu không khí là lạ, nó rời khỏi Khương Phàm, trở lại bên cạnh mẫu thân. Thật lâu, ánh sáng toàn thân khổng tước thoáng phiêu tán, mơ hồ hiện ra dung nhan tuyệt mỹ như tiên kia. Ngươi nên che giấu linh văn chân thực, ở bên ngoài phải thật rất cẩn thận. Vẫn được, ta có thể ứng phó. Khương Phàm mang theo trái tim lại rơi xuống mấy phần. Ngươi thật có thể luyện đan. Ta có thể luyện rất nhiều loại đan dược. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Khách khí, xin mời ngài nói. Khương Phàm đã có thể hoàn toàn nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra mấy nụ cười. Ngươi giúp hài tử ta luyện đan, giúp nó tôi luyện huyết mạch, trưởng thành càng nhanh. Làm trao đổi, ngài nói. Đáy mắt Khương Phàm nổi lên tia sáng, chẳng lẽ còn có bồi thường?
trở về từ cõi chết, còn có thể thu hoạch cơ duyên, quá kích thích. Ta bảo vệ ngươi an toàn. Quá khách khí, không cần không cần, tự ta có thể bảo vệ mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đi. Cái gì? Nụ cười trên mặt Khương Phàm lập tức cứng đờ. Vĩnh Hằng Thánh Sơn hoàn toàn phong bế, cách ly với thế giới bên ngoài, lại tài nguyên khắp nơi trên đất, phủ bụi bí mật vô tận. Ngươi ở lại nơi này, do ta bảo vệ, tức có thể bảo đảm được an toàn, lại có thể nhanh chóng trưởng thành. Như thế nào, cái này, ha ha, cái này, Khương Phàm nói quanh co hai tiếng, cố gắng mỉm cười, ta ở bên ngoài kỳ thật rất tốt, cũng không có nguy hiểm như vậy. Tài nguyên thánh địa, kém xa Vĩnh Hằng Thánh Sơn, nơi này hoàn toàn bị phong bế, càng không có nguy hiểm. Hài tử của ta trưởng thành, người đến phụ trách, người phát triển, ta đến bảo vệ. Như thế nào, không thể được. Khương Phàm hét lớn trong lòng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vậy tương lai ta muốn ra ngoài thì sao? Nếu như ngươi thật có thể hoàn toàn thức tỉnh uy lực thần tổ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn giữ không được ngươi. Vậy cũng đúng. Mắt Khương Phàm chuyển động, lão điểu này quả nhiên khó đối phó. Bảo vệ trưởng thành cái gì, rõ ràng là muốn chờ sau khi ta tiến vào sinh tử cảnh, cưỡng ép xáo trộn đột phá, khiến cho ta đánh mất ký ức, triệt để hóa thân thành Chu Tước. Nếu như có thể chân chính hóa thành Chu Tước, thậm chí còn có thể mang theo mẹ con Khổng Tước giết ra khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, rời khỏi mảnh lao ngục này. Giỏi tính toán thật. Thành giao. Khổng Tước nhìn Khương Phàm, như hỏi thăm, kỳ thực là bức bách. Thành giao. Khương Phàm quả quyết thỏa hiệp, để tránh lại kích thích lão điểu này. Ngươi sẽ thích được ở nơi này, bây giờ bắt đầu, luyện đan đi. Mục đích thật sự của Khổng Tước đúng là giống Khương Phàm phỏng đoán. Bồi dưỡng đến sinh tử cảnh, đánh mất ký ức, triệt để hóa thân thành Chu Tước. Khương Phàm cố gắng ứng phó. Ta cần 9 loài linh cầm cùng cảnh giới, tốt nhất là cảnh giới giống tiểu Khổng Tước. Khổng Tước nói. Chính ngươi đi bắt, Khương Phàm kinh ngạc, ngươi không sợ ta chạy. Ngươi sẽ chạy sao? Đương nhiên sẽ không, ta thích nơi này. Ngài chờ một lát, Khương Phàm nhảy xuống khỏi tán cây, triển khai hỏa dực tìm kiếm mãnh cầm khắp nơi. Phạm vi Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất lớn, thời gian xa xưa, số lượng yêu tộc kinh người, các loại mãnh cầm linh điểu khắp nơi đều có thể thấy được. Khương Phàm rất nhanh đã bắt đủ 9 loại linh cầm thất trọng thiên, mang về tán cây khổng lồ. Ngươi không cần đỉnh lô luyện đan. Khổng Tước nhìn thấy Khương Phàm ngồi nơi đó liền bắt đầu luyện, có chút kỳ quái. Ta luyện linh nguyên đan xe nhẹ đường quen, không cần đỉnh lô. Ngươi là sợ ta đoạt sao? Làm sao có thể? Ta chỉ là không cần thiết. Khương Phàm phóng thích lên mênh mông thánh viêm, bao phủ 9 con mãnh cầm. Mãnh cầm gáy to, điên cuồng giãy giụa, nhưng được thánh viêm bao phủ rất nhanh đã bình tĩnh. Tạp chất nóng chảy, tiêu tán thành vô hình. Hài cốt huyết nhục hóa thành huyết thủy, kịch liệt áp xúc, được thánh viêm nung khô lặp đi lặp lại tẩy thô tổn tinh. Linh hồn tươi sống, mênh mông linh lực, cũng đều liên tiếp rời khỏi yêu thể, đan vào lẫn nhau, cưỡng ép xung hợp, nhận lấy thánh viêm nung khô. Tiểu Khổng Tước trừng con mắt xinh đẹp, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Khổng Tước cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuật luyện đan của con người, cẩn thận quan sát. Khương Phàm nghiêm túc, bằng vào ý chí lực cường đại cảm nhận được thánh viêm hỏa hầu. Cửu chuyển linh nguyên đan phẩm cấp rất cao, cần lực khống chế cực kỳ tinh tế, càng cần chỉ dẫn phức tạp hơn. Đầu tiên phải đem 3 nguồn năng lượng là máu tươi, linh hồn, linh lực tháo rời, không cho phép có bất kỳ tạp chất rất nhỏ nào. Sau đó trước khi ngưng tụ riêng 3 nguồn năng lượng, một giai đoạn đặc thù lại vi diệu, trong thời gian rất ngắn theo thứ tự giao hòa thành một chỗ, lại phóng thích mãnh liệt thánh viêm tiến hành dung luyện tốc độ cao nhất, cho đến khi đan dược thành hình. Xong rồi. Khương Phàm tản thánh viêm ra, tiếp được một viên đan dược rơi xuống. Đan dược mượt mà, sáng long lanh, bốc hơi tia sáng kỳ diệu, mùi thuốc nồng nặc thấm vào ruột gan. Khổng Tước giương tay vồ một cái, ném tới trong miệng. Tự mình ăn vào, cẩn thận cảm nhận. Khương Phàm đối với cửu chuyển linh nguyên đan rất có lòng tin, người cứ việc yên tâm, viên đan dược kia dùng trên người yêu thú hiệu quả kỳ thật so với con người còn tốt hơn. Khổng Tước cẩn thận nếm một chút, chậm rãi gật đầu. Dược hiệu không tệ. Nếu như quanh năm dùng, hiệu quả càng tốt, người bây giờ đi bắt chút linh cầm linh nguyên cảnh trở xuống, càng nhiều càng tốt. Linh nguyên cảnh rất dễ bắt, nhưng muốn gom góp 9 loại, cần chút thời gian. Không nôn nóng, từ từ bắt, chúng ta chờ ở đây. Được rồi. Khương Phàm rời khỏi ngọn cây, phóng tới sâu trong tầng mây.
Khổng Tước một lần nữa hóa thân thành yêu thể, đem cửu chuyển linh nguyên đan đã nuốt vào trong thân thể dẫn dắt ra đến, hóa thành nồng đậm dược khí, dẫn vào trong thân thể tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước thoải mái run run lông vũ, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, huyết dịch nóng lên. Khương Phàm làm bộ săn bắt một trận, sau đó đột nhiên lao xuống, nhào về rừng rậm phía xa xa. Chỗ rừng sâu, hai đại cửu trọng thiên nghê sâm, từ sinh hiệp trợ nhau, Hoàn Nhan Liệt đã thành công ngăn chặn nhóm Lâm Nam đang chạy trốn. Mặc dù nhóm Hoàn Nhan Liệt chỉ còn 6 người, nhưng Nghê Sâm và Từ Sinh là hai mộc hệ cửu trọng thiên, thực lực ở trong rừng cây rậm rạp này quá mạnh, phối hợp lẫn nhau đã hoàn toàn chế trụ được Lâm Nam. Không có Khương Phàm bát trọng thiên này, lại bởi vì Khương Phàm vừa tử vong, đã mang đến ảnh hưởng, bọn người Cơ Lăng Huyên phản kích cực kỳ chật vật. Nghê Sâm, chuẩn bị đi ra ngoài, phối hợp ta. Từ Sinh, không tiếc mọi thứ cuốn lấy Lâm Nam cho ta. Hoàn Nhan Liệt cao giọng thét lên ra lệnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Áp chế cô ta. Từ Sinh, Nghê Sâm, cao giọng la lên, cuối cùng khởi xướng liên hợp trùng kích. Hai lục phẩm cửu trọng thiên phóng thích toàn lực, ánh sáng màu xanh ngập trời, rọi khắp nơi, cường thế điều khiển 36 cây đại thụ xung quanh. Cây cối lay động, đột ngột nhảy lên, từ rễ cây đến nhánh cây, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, giống như thụ yêu cuồng bạo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía bọn người Lâm Nam. Dây leo xen lẫn, hóa thành trọng quyền to lớn, từ bốn phương tám hướng bạo kích. Trà cây như đao như mâu, kịch liệt bôn tập, phối hợp trọng quyền nhanh chóng trùng kích. Đều gom lại bên cạnh ta. Lâm Nam trầm ổn tỉnh táo, linh văn trên trán chói mắt, chiếu lấy kiều nhan mỹ lệ. Oanh! Lôi chiều mãnh liệt phá lao ra, tình thế mãnh liệt, giống như muốn xé rách thân thể, lôi điện cuồng vũ, như lôi xà xuất động, kịch liệt quét ngang, liên miên hủy diệt dây leo, trà cây cường hãn. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn đi theo lôi điện, ngưng tụ thành tám chuôi cự kiếm, cuồng dã phách trảm. Náo động lớn, mặt đất lay động, túc điểu kinh bay, bụi mù cuồn cuộn cuốn về bốn phương tám hướng. Lâm Nam điên cuồng chặn đánh, toàn lực ứng phó, nhưng bất đắc dĩ khi đối mặt chính là hai tên cường địch, cũng đều mượn uy lực rừng rậm. Trong hỗn loạn, một trọng quyền dây lao tới, theo sát phía sau là mấy chục trạc cây trường mâu tăng vào tốc độ, lao đến mục tiêu là Lâm Nam. Lâm Nam đang ứng phó bên này, căn bản không rảnh để bận tâm. Giống. Tiêu Phượng Ngô gào thét, hai mắt sung huyết, da thịt vặn vẹo, trong thời gian rất ngắn hóa thành cự thú 18 mét, phóng lên tận trời, ngạnh kháng dây leo trọng quyền. Lông tóc toàn thân như sắt thép, số lượng lớn kim mân lan tràn ra khí tức tôn quý. Yêu khí cuồn cuộn, thú uy cường thịnh. Bỉ mông cự thú phồng hai tay lên, lực bộc phát bành trướng kinh người, dữ dội đánh tới. Ngay sau đó, Hàn Ngạo ở phía sau bay lên không, hóa thân thành rực long hắc ám, tà ác cường thế, trước tiên tiến vào trạng thái bùng nổ, gương mặt dữ tợn, đầu rồng gào thét, cơ hồ muốn xung kích đến bát trọng thiên. Hắn chấn kích hai cánh, cương khí màu đen đại tác, ngưng tụ thành vảy rồng màu đen dày đặc, tinh chuẩn nghênh kích cây giáo. Mặc dù tràng diện rất hỗn loạn, chuyện lại đột nhiên xảy ra, nhưng hai con mãnh thú vẫn khởi xướng dập tắt lửa. Chỉ là kết quả, bỉ mông cự thú, rực long, đều bị chật vật đánh bay. Dù sao cũng là chênh lệch hai trọng thiên. Trọng quyền dây leo rách dưới, còn có số lượng lớn chạc cây, vẫn đánh về phía Lâm Nam. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai bộ bất diệt kim thân phóng lên tận trời, tại va chạm dây leo, ầm vang dẫn bạo, năng lượng bắn nổ cuồng liệt rung động, xé mở vài trăm mét. Mênh mông khí thức kim loại hóa thành vô số lợi kiếm phách trảm. Liên tiếp ba bên chặn đường rốt cuộc cũng đã có thể triệt tiêu một số tổn thương. Cơ Lăng Huyên bay lên không, lực bộc phát 300.000 cực cảnh, nhấc lên cuồng liệt cương khí, ngạnh kháng dây leo trọng quyền. Cùng với trận bạo tạc mãnh liệt, rốt cuộc uy hiếp cũng được tiêu trừ. Trước trước sau sau, chỉ 10 giây mà thôi. Giao cho ngươi. Nghê Sâm mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn giao cho Từ Sinh. Sau đó theo Hoàn Nhan Liệt rời khỏi. Các ngươi cứ việc giết, ta đè ép được. Từ Sinh cuồng nhiệt. Ngươi xác định có thể đè ép được sao? Sau khi Lâm Nam nháy mắt với Cơ Lăng Huyên, thôi động linh lực khí hải phóng thích toàn diện, hóa thành dây leo dày đặc, quấn quanh lên mênh mông lôi đình, làm bộ muốn đè tới Từ Sinh. Đi thử một chút. Từ Sinh không sợ, tiếp tục điều động cây cối xung quanh, sắp xếp ở phía trước, hình thành trận hình phòng ngự. Đều giữ vững tinh thần. Đi theo ta. Cơ Lăng Huyên lên tiếng hô to, từ bên trong dây leo xung quanh Lâm Nam nhảy ra.
lão tử chịu đủ rồi. Lâm Nam, không cần phải để ý đến chúng ta, giết cái tên tử sinh kia đi. Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, đều liên tiếp xông ra khỏi dây leo, phối hợp Cơ Lăng Huyên lao đến Hoàn Nhan Liệt. Chỉ dựa vào các ngươi, tự tìm đường chết. Nghe Sâm kêu to, mình mồng ánh sáng màu xanh nở rộ, ngưng tụ thành dây leo đầy trời, giống như dòng lũ bạo động, lại như là lôi điện đi nhanh, tiến lên nghênh đón bọn người Cơ Lăng Huyên. Ngay lúc này, lui. Cơ Lăng Huyên đột nhiên kêu to, quả quyết rút lui về phía sau. Sao? Bọn người Tiêu Phượng Ngô sững sờ, nhưng phản ứng đều rất nhanh, liên tiếp phanh lại, rút lui về phía sau. Gần như đồng thời, Lâm Nam lên tiếng gào lớn, cưỡng ép muốn đánh mấy trăm sợi dây leo tráng kiện tới tử sinh nơi đó, liên miên thay đổi tuyến đường, lôi chiều bá liệt bao quanh, tràn ngập đất trời đánh về phía Nghê Sâm. Cái gì? Sắc mặt Nghê Sâm đại biến, ầm ầm. Đại địa lay động, mảnh vụn bay loạn, năng lượng bắn nổ bốn cuốn đến xung quanh hơn ngàn mét. Lâm Nam vận sức chờ phát động thế công mãnh liệt, trong nháy mắt đã đánh tan Nghê Sâm, cũng đem Hoàn Nhan Liệt đang chuẩn bị sát chiêu bạo lộ ra. Theo ta giết, Cơ Lăng Huyên linh xảo mau lẹ, ngay lập tức xung kích trước tiên. Tốt, bọn người Tiêu Phượng Ngô, Hàn Ngạo phấn chấn hô to, theo sát giết tới. Nhưng, linh văn trên trán Hoàn Nhan Liệt lắc lư kịch liệt, tử khí lượn lờ, sát khí tràn ngập, không có bất kỳ bối rối gì, ngược lại đang bắt lấy cơ hội đột nhiên xuất hiện, phóng xuất ra ánh sáng hủy diệt. Ánh sáng kích xạ, xuyên thủng lôi đình, dây leo hỗn loạn xung quanh, bao quanh tử khí đáng sợ, đánh về phía Lâm Nam ở xa xa. Lâm Nam không nghĩ tới Hoàn Nhan Liệt lại có thể bình tĩnh đến như vậy, cực lực tránh né sang bên cạnh, nhưng vẫn bị ánh sáng hủy diệt đó xuyên thủng lồng ngực, tử khí đáng sợ theo vết thương lan tràn ra xung quanh. Đáng chết! Bọn người Cơ Lăng Huyên đang muốn khởi xướng tiến công, đều bị một màn này làm cho chấn động. Ngươi theo Khương Phàm đi thôi. Hoàn Nhan Liệt đưa ánh mắt sáng rực khóa chặt Dạ An Nhiên bên cạnh Lâm Nam, hắn nhe răng ra cười. Tử sinh, phối hợp ta. Nghe Sâm phấn chấn hô to, thét lên ra lệnh tử sinh ở xa xa. Mình mồng ánh sáng màu xanh quét sạch rừng rậm, dẫn dắt mộc nguyên lực nồng đậm xung kích về đằng trước. Tốt, ha ha. Tử sinh lập tức khống chế đại thụ mình đang khống chế trước đó, trùng kích về phía trước. Hai cửu trọng thiên lại lần nữa liên hợp, ngừng tụ dây leo, khống chế đại thụ, xông về Lâm Nam đầu tiên. Lâm Nam nhìn xuống đau nhức, khống chế dây leo lôi chiều tiến hành chặn đánh. Nhưng, vết thương quá đau đớn, tử khí lượn lờ, kềm chế phát huy nghiêm trọng. Dây leo bạo động tràn ngập đất trời xông phá lôi chiều, cơ hồ muốn bao phủ Lâm Nam. Lâm Nam, bảo vệ Dạ An Nhiên. Tiêu Phượng Ngô giữ tợn hét lớn, thân thể 18 mét phóng lên tận trời, nhào về phía dây leo. A a a!